Tôn Nhận vừa ra tay thì Bùi Đông Lai liền biết được Tôn Nhận đã đạt đến cảnh giới Minh Kính đỉnh phong. Nếu kết hợp nó với thuật giết người của bộ đội đặc chủng thì đủ sức chiến đấu để PK vào võ cảnh ám kính nhập môn. Thấy Tôn Nhận ra tay, Diệp Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Bá! Tôn Nhận đã đến trước người Diệp Thiên, hóa thủ vi đao, chém về phía Diệp Thiên. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra để ngăn cản đòn công kích của Tôn Nhận. Bốp! Ngay sau đó, cánh tay của Tôn Nhận chém vào trên cánh tay của Diệp Thiên, hắn muốn bạo phát kình lực. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên. Nhưng mà... không phải là cánh tay của Diệp Thiên gãy mà là cánh tay của Tôn Nhận, cánh tay của hắn đã bị ám kình của Diệp Thiên làm cho gãy. Nhìn động tác vươn tay hờ hững của Diệp Thiên, chẳng những có thể ngăn cản đòn tấn công của Tôn Nhận hơn nữa còn đánh gãy cánh tay của Tôn Nhận, đã đạt được mục đích lấy thủ làm công. Thực hiện được một kích, Diệp Thiên không có dừng lại, chân trái bước lên một bước đến trước mặt Tôn Nhận, tay phải liền đánh ra, giống như một quả đạn pháo, đấm thẳng vào ngực của Tôn Nhận. Rắc, rắc, ám kình bùng nổ, lực lượng khủng bố liền làm gãy xương ngực của Tôn Nhận, trực tiếp đánh văng Tôn Nhận. Phốc, Tôn Nhận há mồm phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như một con diều đứt dây, rớt khỏi lôi đài. Hai chiêu. Diệp Thiên chỉ dùng hai chiêu là đã làm cho Tôn Nhận tàn phế, kết thúc trận đấu. Sau đó, không đợi Tôn Nhận rơi xuống đất, Bùi Đông Lai liền giống như quỷ mị, xuất hiện ở bên trên, đỡ lấy Tôn Nhận. Mau chóng đưa cậu ta đến phòng cứu thương. Mắt thấy ngực của Tôn Nhận đã lún vào, sắc mặt Bùi Đông Lai khó coi gầm lên một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên ở trên lôi đài. Bùi Đông Lai, đây là kết cục của mày. Ánh mắt của Diệp Thiên giống như một thanh đao nhìn vào Bùi Đông Lai, cả người nhún lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ánh mắt Bùi Đông Lai nheo lại, trong mắt tràn đầy sát khí. Trong lúc nhất thời, trừ đội viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha ra thì toàn bộ đội viên của các tiểu đội đặc chủng khác đều tức giận nhìn vào Diệp Thiên, hận không thể xông lên giáo huấn Diệp Thiên một trận. Ở bọn hắn xem ra, hành động của Diệp Thiên quả thật là quá đáng mà. Bọn hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận bộ dạng lão tử là ngưu bức của hắn nhưng mà bọn hắn không thể nhịn được cách mà Diệp Thiên ra tay với Tôn Nhận, hắn dùng phương thức ác nhất để làm cho Tôn Nhận tàn phế, sinh tử không rõ. Nhưng mà, tức giận thì tức giận, nhưng bọn hắn cũng không dám ra tay giáo huấn Diệp Thiên thậm chí ngay cả mở miệng chỉ trích Diệp Thiên cũng không có. Bọn hắn đều cảm thấy biệt khuất mà đứng yên đó. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả đội viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha cũng thấy được Diệp Thiên làm hơi quá. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết một người luôn luôn tự phụ như Diệp Thiên liên tiếp thất bại Bùi Đông Lai thì trong lòng hắn đã tràn đầy lửa giận, mà một câu ta sẽ thua nhưng không nhận thua của Tôn Nhận đã trực tiếp chọc giận Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên hạ tử thủ. Các đội viên của các tiểu đội đặc chiến đều nhìn thấy Diệp Thiên cố ý hạ tử thủ, đám đại lão quân đội làm sao không nhìn ra được. Trên đài chủ tịch, tất cả mọi người đều nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong đó Hà Huy là tối đen nhất. Nếu Diệp Thiên chỉ là một binh lính bình thường hoặc chỉ là một quân nhân đặc chủng không có bối cảnh thì hắn có thể yêu cầu Diệp Thiên ở trận đấu kế tiếp không được làm như vậy. Nhưng mà, đối mặt với xuất thân của Diệp Thiên, hơn nữa chính Diệp Thiên lại được Diệp gia lão nhân dạy bảo thì hắn có thể lấy được dũng khí để đi nói chuyện với Diệp Thiên. Huống chi! Tự ý nào mà nói thì hành động của Diệp Thiên cũng không trái với quy định, dù sao thì trước lúc thi đấu chính miệng hắn đã nói cố gắng phát huy 200% thực lực. Bởi vì cách đấu có thể dẫn đến bị thương hoặc tử vong nên quân y đều ở một bên chờ đợi, một khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì bọn họ lập tức bước đến xử lý. Lúc này đây nghe Bùi Đông Lai nói thế thì đám người bên quân y liền vọt tới bên cạnh Bùi Đông Lai, đem Tôn Nhận đặt trên băng ca. Đau đớn kịch liệt làm cho mặt của Tôn Nhận không có một chút huyết sắc, làm cho ý thức của hắn có chút mơ hồ nhưng mà lấy ý chí của hắn thì hắn vẫn nở ra một nụ cười thản nhiên với Bùi Đông Lai. Cười xong, thân thể hắn đột nhiên giật lên, phun ra một ngụm máu. Mau đưa người này lên xe cứu thương. Hôm nay người phụ trách xử lý tình huống khẩn cấp không phải là Tiêu Nam mà là một nam nhân trung niên, thấy Tôn Nhận phun ra máu thì sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm túc ra lệnh. Sau đó cùng một nữ quân y đẩy Tôn Nhận vào xe cứu thương. Trên đài chỉ tịch, vị đại lão của quân khu Tây Bắc thấy Tôn Nhận được đưa vào xe cứu thương thì sắc mặt hắn khó coi nhìn đội viên của tiểu đội đặc chủng hải báo một cái. Sau đó hắn liền truyền một mệnh lệnh cho một thành viên,
rồi bước xuống đài chủ tịch, đi vào ô tô đuổi theo xe cứu thương. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của đội viên tiểu đội đặc chiến khác, đối mặt với những vị đại lão kia. Mắt thấy sinh tử của Tôn Nhận không rõ được mang đi thì Diệp Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, cảm giác kia giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến hắn. Ánh mắt của hắn vẫn chỉ tập trung vào Bùi Đông Lai, hơn nữa trong đôi mắt lại hiện lên vẻ chiến ý dày đặc. Trận đấu thứ hai, Bùi Đông Lai của tiểu đội đặc chiến Đằng Long vs Sở Phong của tiểu đội đặc chiến Hắc Ưng. Sau đó, sắc mặt của Lý Lữ Trưởng tỏ ra phức tạp, nói. Nghe Lý Lữ Trưởng nói thế thì Sở Phong người đại diện cho tiểu đội đặc chủng Hắc Ưng là người đầu tiên bước lên lôi đài, sau đó Bùi Đông Lai cũng bước lên lôi đài. Bùi Đông Lai, trong trận thi đấu bắn súng cậu đã dùng súng máy bắn tự động M99 để bắn trúng xe tăng ở ngoài 2000m, hơn nữa cậu cũng đã dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long để tiêu diệt đội dự bị Long Nha, đoạt được giải quán quân, sáng tạo kỳ tích. Sao? Sau khi lên lôi đài, Sở Phong đi đến đối diện với Bùi Đông Lai, ánh mắt kính nể nhìn vào Bùi Đông Lai, gằn từng chữ. Cậu rất mạnh, điều này mọi người đều biểu, cậu cũng là tấm gương để cho những đội viên của các tiểu đội đặc chủng khác noi theo. Mặc dù tôi biết rằng trận đấu này phần thắng của tôi rất ít, thậm chí có thể nói là không có hy vọng để chiến thắng, nhưng mà tôi không muốn buông bỏ cơ hội luận bàn với một quân nhân ưu tú nhất trong Trung Quốc này, trong trận đấu này tôi sẽ dùng toàn lực để ứng chiến. Bá! Nói xong, Sở Phong liền nâng tay lên kính lễ với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không trả lời mà là hắn đưa tay phải lên, chào lại Sở Phong theo nghi thức quân đội. Sau đó Sở Phong xoay người đi lui ra phía sau, hắn bày ra tư thế, ánh mắt như đao nhìn vào Bùi Đông Lai, sau đó từng bước chậm rãi hướng về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế cũng bày ra một tư thế nhưng mà bởi vì hắn đang bị thương nên tư thế có chút khó coi. Vù! Đột nhiên, ngay tại chỗ Sở Phong liền bắn ra, cả người giống như một trận gió đánh về phía Bùi Đông Lai. Sao? Vù, vù. Cùng Tôn Nhận giống nhau, Sở Phong cũng là một cao thủ minh kính, trong lúc ra tay thì kình phong liền nổi lên. Đối mặt với một đòn công kích của Sở Phong, sắc mặt Bùi Đông Lai không đổi nghênh đón. Mặc dù biết thực lực Bùi Đông Lai cao hơn mình nên Sở Phong cũng không có mù quáng mà ra tay. Sau khi cách Bùi Đông Lai khoảng 3 mét thì tốc độ của hắn giảm lại. Vù! Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai ra tay, Sở Phong liên tục bước ra 2 bước, vọt đến phía trước Bùi Đông Lai, đùi phải xuất ra, nhắm về phía mắt cá chân của Bùi Đông Lai mà quét tới. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng lui về phía sau, thoải mái tránh được một đòn công kích của Sở Phong nhưng vẫn không có ra tay. Vù! Vù! Một kích không trúng. Sở Phong cũng không ngừng lại mà là liên tục phát động công kích đối với Bùi Đông Lai, hắn gia tăng quyền cước, chiêu thức tàn nhẫn, thanh thế kinh người, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Một người tiến, một người lui. Một người công, một người thủ. Bất kể Sở Phong phát ra bao nhiêu chiêu công kích, Bùi Đông Lai vẫn có thể tránh thoát được. Từ nay về sau, trong quân sẽ không còn ai gọi là Diệp Thiên nữa. Câu trả lời hờ hững của Bùi Đông Lai giống như một tiếng sét vang lên giữa trời trưa. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó bọn hắn chỉ cảm thấy dường như máu trong người mình đang sôi lên, tất cả mọi người đều kích động, chờ mong màn biểu hiện của Bùi Đông Lai. Trên đài chủ tịch, tất cả các vị đại lão cũng bị lời nói của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh không nhẹ, sau đó bọn hắn lấy lại tinh thần, liếc mắt trao đổi một phen. Cuối cùng là dựa theo quy định, để trận chung kết diễn ra. Bùi Đông Lai, bản thân tao muốn xem mày dựa vào cái gì mà để cho tao biến mất ở trong quân. Vốn đã bị Bùi Đông Lai hạ nhục 2 lần, lúc này nghe được lời nói hờ hững mà tràn đầy khí phách của Bùi Đông Lai thì sát khí trong mắt Diệp Thiên hiện lên, hắn hét lớn một tiếng, thả người bắn ra, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tuy rằng giọng nói của Diệp Thiên to hơn Bùi Đông Lai, tuy rằng trên người hắn phát ra chiến ý và sát ý nhưng mà hắn lên lôi đài cũng không ra rung động gì đối với các tiểu đội đặc chủng cũng như các vị đại lão. Bọn hắn chỉ nhìn vào Bùi Đông Lai đang từng bước bước lên lôi đài. Sốt cục. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Đông Lai đã bước lên lôi đài, khi cách Diệp Thiên khoảng 10 mét thì hắn đứng lại. Bùi Đông Lai, tao nói rồi, vai của mày đã bị thương, tao dùng một tay cũng có thể thắng mày. Mắt thấy Bùi Đông Lai dừng bước lại, chiến ý trên người Diệp Thiên không ngừng tăng cao, lạnh lùng nói. Không trả lời, ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Hắn cảm nhận được sát ý và chiến ý trên người Diệp Thiên ngày càng tăng lên.
tao có thể cho mày ra tay trước. Một lát sau, chiến ý trên người Diệp Thiên đã đạt được đỉnh, hắn giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói. Đến đây đi, để cho tao biết, rốt cuộc con của Bùi Vũ Phu có trình độ nào. Vẫn như cũng, không trả lời. Đột nhiên, Bùi Đông Lai động. Hắn bước từng bước chậm về phía Diệp Thiên. Những bước chân giống như muốn nói cho mọi người biết, lúc này người đối mặt với hắn không phải là Diệp Thiên đồ đệ của Diệp Cô Thành người được xưng là binh trung chi vương, mà là đối mặt với một con chicken, chỉ một cái bóp là con chicken quẹo cổ ngay. Bộp, bộp, bộp. Mỗi bước chân Bùi Đông Lai bước ra đều làm cho khí thế trên người hắn tăng lên. Bên tai vang lên tiếng bước chân của Bùi Đông Lai, cảm nhận được khí thế trên người Bùi Đông Lai không ngừng tăng lên thì Diệp Thiên chỉ cảm thấy mình đối mặt với một đội thiên binh vạn mã. Bước chân của Bùi Đông Lai làm cho mặt đất khi hắn đi qua đều rung lên, hơn nữa còn xuất hiện những vết nứt. Cảm nhận được áp lực Bùi Đông Lai mang đến cho mình, phần khinh thường trong lòng Diệp Thiên liền biến mất, vẻ mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng, thậm chí trong nội tâm của hắn cũng xuất hiện một tia dao động. Hú! Lúc này, Diệp Thiên liền tập trung, khí vận đan điền hét lớn lên một tiếng, hắn muốn dùng phương thức này để ổn định lại bản thân, đồng thời muốn làm quấy nhiễu Bùi Đông Lai. Đồng thời, hắn liền ngay tại chỗ bắn ra, bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai. Cùng với Tôn Nhận và Sở Phong bất đồng, Diệp Thiên ra tay vô thanh vô tức, cả người giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước người của Bùi Đông Lai. Ách! Mắt thấy Diệp Thiên ra tay vô thanh vô tức thì trong lòng Vương Khuê liền động. Đồng tử của hắn đột nhiên thu nhỏ lại. Năm ngoái lúc hắn và Diệp Thiên giao thủ với nhau thì hắn mới bước vào cảnh giới ám kính nhập môn mà Diệp Thiên đã bước vào cảnh giới ám kính đại thành. Hiện giờ hắn thấy Diệp Thiên ra tay thì đã nhìn ra chẳng những Diệp Thiên đã củng cố cảnh giới ám kính đại thành hơn nữa nhìn bộ dáng thì có thể đạt tới cảnh giới ám kính đỉnh phong. Tiếng xé gió vang lên, bóng người hiện ra. Diệp Thiên xuất hiện trước mặt Bùi Đông Lai, tay phải hắn chém ra. Hóa thủ vi đao chém thẳng vào cổ của Bùi Đông Lai. Lấy thực lực của Diệp Thiên, nếu truyền ám kình vào thủ đao thì uy lực không nói cũng biết. Nếu lúc này Bùi Đông Lai bị chém trúng cổ thì cổ của Bùi Đông Lai sẽ trực tiếp gãy ra, làm cho Bùi Đông Lai đi đời nhà ma. Không những thế, một khắc này, cả người Diệp Thiên giống như một cây đại đao chém về phía Bùi Đông Lai. Hơi thở khủng bố của hắn đã bao phủ lấy Bùi Đông Lai, giống như đã đem Bùi Đông Lai cách ly với thế này. Vô luận trốn đến chân trời góc biển nào cũng không thể né được một phát này của hắn. Nhân đao hợp nhất. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay lại là sát chiêu. Diệp Thiên, người đã đạt đến cảnh giới ám kình đỉnh phong, ôm nỗi hận ra tay, vừa ra tay đã là nhân đao hợp nhất. Đối mặt với một kích này của Diệp Thiên, Bùi Đông Lai cũng không có né tránh mà là âm thầm phong bế lỗ chân lông lại, đem ám kình tụ tập vào cánh tay rồi vung cánh tay lên đỡ một đòn này của Diệp Thiên. Bốp! Thủ đao của Diệp Thiên đã chém vài cánh tay của Bùi Đông Lai. Gãy cho ta! Sau đó, Diệp Thiên gầm lên một tiếng, ám kình trên cánh tay Diệp Thiên bạo phát như núi lửa, trong nháy mắt đã bùng nổ. Bốp! Tiếng vang lại vang lên, cánh tay của Bùi Đông Lai không có bị gãy, ngược lại hắn lấy thủ làm công, ám kình trên tụ tập trên cánh tay Bùi Đông Lai chẳng những hóa giải một chiêu này của Diệp Thiên hơn nữa lại đem cánh tay của Diệp Thiên đánh văng ra. Ủa! Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên liền cả kinh, bất quá hắn liền biến chiêu, hóa đao thành chảo, trực tiếp chụp vào cánh tay của Bùi Đông Lai. Bốp! Lại một tiếng vang vang lên, Diệp Thiên chỉ cảm giác được mình đã chụp trên một khối đá. Cho dù một chảo này đã ẩn chứa ám kình nhưng không có cách nào kéo được cánh tay của Bùi Đông Lai. Đối với việc này, Diệp Thiên cũng không cảm thấy có bất ngờ. Bởi vì, hắn biết. Thân là cao thủ ám kính thì Bùi Đông Lai đã sớm đem kình lực luyện nhập vào da thịt, khung xương, làm cho cánh tay cứng rắn như thép. Cánh tay bị Diệp Thiên chế trụ, Bùi Đông Lai cũng không có hoang mang, đột nhiên cổ tay phát lực, đột nhiên vừa chuyển, chụp vào cổ tay của Diệp Thiên. Tá lực đả lực, phản cầm nã. Lần này, Bùi Đông Lai kết hợp thái cực quyền cùng với tá lực đẩy lực, chuyển thủ thành công, năm ngón tay giống như là cương chảo, nắm lấy cổ tay của Diệp Thiên. Đột nhiên bị Bùi Đông Lai nắm lấy cổ tay, Diệp Thiên liền cười lạnh, hắn run cổ tay lên, rồi sau đó mượn lực một chảo của Bùi Đông Lai thuận thế đẩy tới, tay phải chém ra, năm ngón tay mở ra giống như là một cái đầu rắn vậy, nhắm thẳng ngay cổ của Bùi Đông Lai mà đâm tới. Xa hình thảo thượng phi. Diệp Thiên sử dụng chiêu trong hình ý quyền. Hình ý quyền còn được gọi là hành ý quyền,
Tâm ý quyền là môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc, cũng giống như Thái cực quyền và bát quái trưởng đều là nội gia quyền. Một chiêu này của Diệp Thiên bên trong có xà, ý động thân tùy. Dĩ ý lĩnh khí, dĩ ý hiển hình, cả người lấy tay phải làm đầu rắn giống như một con rắn lớn phóng ra, nhanh như gió, mạnh như sấm khiến người chống đỡ tan tác, làm cho người khác khó lòng đề phòng. Thấy một màn như vậy, trái tim của Vương Khuê liền treo lên cổ họng, hắn nhìn ra được Diệp Thiên đã luyện hình ý quyền đến mức thuần thục, Bùi Đông Lai muốn tránh một chiêu này quả thật là rất khó, mà một khi không né được thì sẽ mất mạng. Thời khắc sinh tử, thân mình Bùi Đông Lai đột nhiên co lại, đùi phải giống như là sấm, đánh ra phía trước. Hoàng cầu tát niệu, chó vàng đi đờ ái. Bùi Đông Lai bắt trước tư thế đi tè của chú cún, chân phải giống như đao phong nhắm về phía nửa mình dưới của Diệp Thiên mà đá ra. Diệp Thiên chỉ thấy hạ thân của mình truyền đến cảm giác lạnh lẽo, làm cho hắn không cam lòng mà thu chiêu phải lui về sau vài bước. Một cước này của Bùi Đông Lai đá vào khoảng không nhưng mà hắn cũng không thu chân, mà là dùng chân trái đỡ lấy thân hình rồi đột nhiên phát lực. Cả người liền bắn ra, trên không trung đùi phải của hắn một lần nữa vung ra, giống như là một con mãnh long, hướng về ngực của Diệp Thiên mà đá tới. Ách! Thấy vậy, trong lòng Diệp Thiên liền động, theo bản năng hắn liền dùng hai tay đỡ lấy ngực của mình. Bốp! Tiếng vang giòn truyền ra, một cước này của Bùi Đông Lai đã đá vào hai cánh tay của Diệp Thiên, ám kình phát ra làm cho hai tay của Diệp Thiên rút lại, hắn không tự chủ được mà phải lui về sau từng bước nữa. Lần đầu tiên Bùi Đông Lai chủ động công kích, chẳng những làm cho Bùi Đông Lai lui ra sau, hơn nữa còn làm cho câu tao dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết mày của Diệp Thiên trở thành rắm thúi. Bất quá Bùi Đông Lai cũng không lộ ra vẻ khinh địch. Bởi vì, thông qua đợt giao thủ vừa rồi, Bùi Đông Lai có thể thấy được Diệp Thiên đã đem kình lực luyện vào lục phủ ngũ tạng, tương đương đã bước chân vào cảnh giới ám kính đỉnh phong. Sở dĩ Bùi Đông Lai có thể đối kháng lại hoàn toàn là do thân thể biến thái của hắn, làm cho lúc hắn bộc phát ám kình thì cũng không kém Diệp Thiên là bao. Do đó có thể ở lực lượng và tốc độ cùng đối kháng với Diệp Thiên, tiến hành khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa thông qua kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Phi thì hắn liền chuyển thủ thành công, làm giảm đi khí thế của Diệp Thiên. Mặc dù như thế nhưng Bùi Đông Lai cũng biết, nếu muốn đánh bại Diệp Thiên thì phải đem kình lực đánh trúng vào đầu, chỉ có như vậy thì mới có thể chiến thắng được. Một kích làm cho Diệp Thiên lùi ra sau, khí thế của Bùi Đông Lai liền tăng lên, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng cho nên phát động tiến công về phía Diệp Thiên. Bởi vì một đoạn thời gian trước cảnh giới của Bùi Đông Lai đã đạt được bình cảnh chướng ngại cho nên hắn từng cùng Quý Hồng luận bàn, kết quả không được như ý nhưng mà hắn từ Quý Hồng cũng học được vài chiêu cô độc kiếm pháp của cô độc phong ảnh, người được xưng là Trung Quốc đệ nhất kiếm khách. Đấm, bổ, chém. Mặc dù Bùi Đông Lai không thể lĩnh ngộ hết tinh túy của cô độc kiếm pháp nhưng mà lúc này bằng tốc độ khủng khiếp của hắn, hóa thủ vi kiếm, cả người giống như dao long đâm thẳng về phía Diệp Thiên làm cho Diệp Thiên không có cơ hội thở gấp, chỉ đành phải trốn tránh, tiếp theo là phải trốn chạy, như thế Diệp Thiên đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hay! Dưới đài, Vương Khuê thấy Bùi Đông Lai sử dụng cô độc kiếm pháp thì hai mắt liền tỏa sáng. Sau đó thấy Diệp Thiên phải trốn chạy thì liền âm thầm cảm thán kiếp pháp của Bùi Đông Lai quá tinh diệu, đồng thời lớn tiếng khen ngợi. Hú! Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên lại hét lớn một tiếng, hai chân phát lực, đột nhiên bắn lên. Bộp! Mặt đất trên lôi đài liền vỡ vụn lưu lại dấu chân của Diệp Thiên, Diệp Thiên mượn lực phản chấn, cả người giống như đại bàng dương cánh bay thẳng lên cao, bổ nhào về phía Bùi Đông Lai, tay phải vung lên, hung hăng nện về phía đỉnh đầu của Bùi Đông Lai. Dường như đã biết được Diệp Thiên sẽ phản kích bằng cách này, mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, hắn nghiêng người qua tránh thoát khỏi một chiêu pháo quyền này của Diệp Thiên. Sau đó, Bùi Đông Lai không đợi Diệp Thiên hạ xuống đất, chân phải của hắn liền bắn ra, thẳng về phía giữa lưng của Diệp Thiên mà tới. Một kích này của Diệp Thiên đánh vào khoảng không làm cho hắn mất đi trọng tâm, căn bản không thể trốn tránh. Rầm, tiếng trầm đục vang lên, cả người Diệp Thiên bị một cước của Bùi Đông Lai đá vào. Mặc dù hắn đã luyện nhận kinh lực vào lục phủ ngũ tạng nhưng mà hắn vẫn bị một cước của Bùi Đông Lai làm cho chật vật, cả người giống như gục ngã mà hướng xuống mặt đất. Trên sân, Bùi Đông Lai cùng Diệp Thiên hai người đã người tới ta đi hơn 10 chiêu rồi nhưng mà trên thực tế chỉ là phát sinh trong một thời gian ngắn. Trong đó, có thể nhìn thấy rõ cảnh so chiêu giữa Bùi Đông Lai và Diệp Thiên thì chỉ có Vương Khuê và vài người có thực lực cách đấu không tầm thường, ngoài ra thành viên của các tiểu đội đặc chiến chỉ nhìn được mơ hồ.
các vị đại lão trên đài chủ tịch lại chỉ thấy quyền ảnh, cước ảnh liên tiếp, căn bản không thể thấy rõ mỗi một chiêu, mỗi một thức của Bùi Đông Lai và Diệp Thiên. Bất quá! Giờ phút này, bọn hắn lại thấy được Diệp Thiên giống như là một con chó Trung Quốc chết, cả người trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ách! Thấy một màn như vậy thì không riêng gì các vị đại lão, ngay cả đại bộ phận thành viên của các tiểu đội đặc chủng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Thiên là ai? Là người đứng thứ hai ở đại bỉ võ toàn cầu và là người giành chức quán quân ở hạng mục cách đấu. Là đồ đệ thứ ba của Diệp Cô Thành. Là người được xưng là đặc chủng binh vương, luận về thực lực thì có thể tiến vào Long Nha. Hơn nữa lại còn là người kế thừa y bát của Diệp Cô Thành, trở thành một Long Vương mới. Mà giờ phút này, Bùi Đông Lai bị thương ở vai trái lại có thể áp chế được Diệp Thiên, một cước đá bay Diệp Thiên. Bọn hắn không thể khiếp sợ sao? Bùi Đông Lai quá mạnh mẽ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Bởi vì dựa vào quy tắc thì phàm là tuyển thủ bị đánh bại, ngoài ra tuyển thủ khác không được tiếp tục công kích, vì thế Bùi Đông Lai cũng không có nhân cơ hội rèn sát khi còn nóng, thừa lúc Diệp Thiên chưa rơi xuống đất thì tiếp tục phát động thế công. Mà Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ, đợi Diệp Thiên rơi xuống. Tuy nhìn Diệp Thiên chật vật như thế nhưng trên thực tế hắn đã lợi dụng ám kình để hóa giải một chiêu của Bùi Đông Lai, cho nên trên thực tế hắn cũng không bị thương tổn gì cả. Sau khi rớt xuống đất thì đột nhiên hai tay của Diệp Thiên vung ra, dùng sức vỗ mạnh xuống lôi đài. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên, thân mình của Diệp Thiên liền bay trở ngược lên lại, rồi phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc này đây, trên mặt Diệp Thiên không có nửa điểm cuồng ngạo hay khinh thường, mà thay vào đó là vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Kinh ngạc tại sao thực lực của Bùi Đông Lai lại mạnh mẽ đến thế? Dựa vào tình báo mà hắn thu được thì Bùi Đông Lai chỉ là ám kính nhập môn mà thôi. Mà bản thân hắn đã bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong. Tương đương với nửa bước ám kính đỉnh phong. Ám kính nhập môn so với nửa bước ám kính đỉnh phong. Hai người chỉ kém nhau một bậc nhưng mà đối với người luyện võ thì nó lại cách xa nhau một trời một vực. Cho nên, Diệp Thiên cho rằng bản thân mình không cần xuất ra toàn lực cũng có thể làm cho Bùi Đông Lai giống như một con chó chết. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai đang mang thương thế trong người, trong khi đó hắn đã vận dụng 100% thực lực nhưng vẫn không làm cho Bùi Đông Lai chổng vó, ngược lại hắn còn bị Bùi Đông Lai đánh ngược lại. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ngưng trọng là hắn biết được lực lượng và tốc độ của Bùi Đông Lai không thua gì mình, hơn nữa hắn còn có một bộ kiếm pháp có uy lực khủng bố, điều này đã làm cho tín niệm của Diệp Thiên xuất hiện một vết rách. Hơn nữa hắn cũng không biết nên phá giải bộ kiếm pháp đó của Bùi Đông Lai như thế nào đây. Bùi Đông Lai, tuy rằng thực lực của mày vượt xa tưởng tượng của tao. Nhưng mà mày nên biết, muốn chiến thắng được tao thì căn bản không thể được. Lúc này đây, Diệp Thiên muốn dùng ngôn từ của mình để quấy nhiễu Bùi Đông Lai. Lúc trận đấu mới bắt đầu, mày đã nói là dùng một bàn tay là có thể bóp chết tao. Hiện giờ mày dùng cả tay và chân cũng không thể đánh bại tao. Hơn nữa còn bị tao đánh giống như một con chó Trung Quốc chết. Bùi Đông Lai biết được Diệp Thiên muốn dùng cái tinh thần Trung Quốc chó đẻ này để an ủi bản thân hắn để cho hắn tăng lên khí thế, nhưng mà Bùi Đông Lai sẽ không cho Diệp Thiên được nguyện ý. Hiện giờ, mày còn nói rằng tao không có khả năng thắng mày, mày đang ai ủi mày đó à? Bá! Nghe được lời nói hờ hững của Bùi Đông Lai thì sắc mặt Diệp Thiên không khỏi biến đổi. Tao nói rồi! Từ này trong quân sẽ không còn ai tên là Diệp Thiên nữa. Nói xong, Bùi Đông Lai lại động. Vẫn là từng bước chậm chậm đi về phía Diệp Thiên. Nhưng mà, đối với Diệp Thiên mà nói thì phương thức này của Bùi Đông Lai lại vô cùng khủng bố. Một loại cảm xúc sợ hãi chưa bao giờ có bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Diệp Thiên. Hú! Biết được điều này, dường như Diệp Thiên cũng biết nếu hắn cứ như vậy thì trận đấu này sẽ chấm dứt. Vì thế hắn liền hét to lên một tiếng, muốn dùng cách này để tăng khí thế cho bản thân, đồng thời hắn liền chủ động công kích về phía Bùi Đông Lai. Dựa vào lời nói của Quý Hồng thì năm đó sau khi bị cha của mình là Bùi Vũ Phu đánh bại thì cô độc phong ảnh đã bế quan 10 năm ở Thiên Sơn, trong 10 năm một mài luyện kiếm. Nghiên cứu ra được cô độc kiếm pháp có uy lực vô cùng khủng bố, mà cô độc kiếm pháp được chia thành 5 cảnh giới, duy khoái bất phá, trọng kiếm vô phong, nhân kiếm hợp nhất. Thảo mộc giai kiếm cùng với tâm trung vô kiếm. Cô độc phong ảnh đã đạt đến cảnh giới thứ tư, mà Bùi Đông Lai thông qua luận bàn với Quý Hồng nên chỉ lĩnh ngộ được tới cảnh giới thứ nhất mà thôi. Duy khoái bất phá. Coi trọng nhất là tốc độ,
ở trong nháy mắt địch nhân ra tay thì phát hiện được sơ hở, sau đó không đợi địch nhân đến gần đã liền dùng tốc độ để chế địch, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Lúc này đây, đối diện với thế công kích của Diệp Thiên thì đột nhiên cả người Bùi Đông Lai biến mất. Hóa thủ vi kiếm. Kiếm đến, người đến. Bùi Đông Lai hung hăng bổ về phía đầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên vốn định công kích vào hạ bàn của Bùi Đông Lai cho nên ở phía trên đã xuất hiện sơ hở, lúc này thấy Bùi Đông Lai hóa thủ làm kiếm, một kiếm chém tới thì hắn liền ngừng lại, cả người lui ra. Diệp Thiên vừa lui, khí thế trên người hắn liền suy yếu đi. Một kích của Bùi Đông Lai không trúng cũng không ngừng lại, sau khi thân mình hạ xuống thì mũi chân liền điểm một cái, cả người liền bắn thẳng về phía Diệp Thiên, cùng lúc đó tay phải hóa kiếm giống như là thích khách vậy, mang theo một quyết tâm, đâm về phía Diệp Thiên. Một người tiến, một người lui. Người trốn, ta đuổi. Trong lúc nhất thời, khoảng cách giữa Diệp Thiên và dây ở lôi đài không ngừng được thu ngắn lại. Đồng tử của Diệp Thiên không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng híp lại. Phá rồi lại lập. Mắt thấy bản thân sắp ra khỏi lôi đài thì Diệp Thiên hét lớn một tiếng, cả người dừng lại, hai chân phát lực. Cả người dừng lại, Diệp Thiên liền phong bế lỗ trận lông. Ám kình tụ tập trên cánh tay phải sau đó chạy nhanh về phía trước, toàn lực chém ra. Có lẽ là đã bị bước đến đường cùng nên một quyền của Diệp Thiên có uy lực vô cùng lớn. Thấy được như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, sau đó tay của hắn liền hóa kiếm thành trường. Trường khắc quyền. Bốp. Nắm tay của Diệp Thiên đập thẳng vào lòng bàn tay của Bùi Đông Lai, ám kình của hai bên bùng nổ, phát ra một tiếng vang lớn. Rắc. Quyền trường chạm nhau, sau đó cả hai người liền tách ra rồi lui lại phía sau, mặt đất ở dưới chân liền vỡ vụn ra. Bá. Sau đó, không đợi Diệp Thiên thu quyền lại, Bùi Đông Lai hóa trường thành chảo, chế trụ cánh tay của Diệp Thiên sau đó dùng sức kéo một cái. Bởi vì thân hình còn chưa đứng vững, lúc này đột nhiên bị Bùi Đông Lai kéo một cái thì trọng tâm của Diệp Thiên không giữ được. Tay của hắn đã bị Bùi Đông Lai túm lấy, hơn nữa hắn còn thấy được đùi phải của Bùi Đông Lai đang đá thẳng vào mặt của mình. Ực, một chiêu tưởng chừng là đơn giản nhất nhưng lúc này ở trong tay Bùi Đông Lai lại trở thành một sát chiêu. Lúc này đây, Diệp Thiên cũng bắt trước với Bùi Đông Lai lúc đầu, hắn xuất ra phản cầm nã chế trụ lấy cánh tay của Bùi Đông Lai. Sau đó sùng sức để nhảy lên, tránh một cước của Bùi Đông Lai. Dường như Bùi Đông Lai đã hiểu rõ ý đồ của Diệp Thiên cho nên Bùi Đông Lai liền rút tay ra, làm cho Diệp Thiên chụp vào khoảng không. Lúc này đây, khi chụp vào khoảng không thì cả người Diệp Thiên liền hướng xuống mặt đất mà ngã xuống. 3. Chân trái Bùi Đông Lai lui về sau nửa bước, chân phải vung lên, hung hăng nện vào đầu Diệp Thiên. Phách thối. Vẫn là một chiêu đơn giản nhưng mà đối với Diệp Thiên mà nói thì đó là một sát chiêu, hắn không chút nghĩ ngợi gì, bằng vào bản năng mà giơ hai tay lên, ngăn cản phách thối của Bùi Đông Lai. Bốp! Dầm! Một chiêu phách thối của Bùi Đông Lai đã trúng vào tay của Diệp Thiên, ám kình bùng nổ, trực tiếp làm cho Diệp Thiên té xuống. Hai đầu gối của Diệp Thiên liền hung hăng đập vào mặt đất, đồng thời quỳ xuống trước mặt của Bùi Đông Lai. Một kích đắc thủ, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại. Tay phải hóa thành trưởng rồi bổ về phía đầu của Diệp Thiên. Nếu chúng phải một kích này của Bùi Đông Lai thì Diệp Thiên sẽ banh chè. Ta không cam lòng. Hai mắt Diệp Thiên đỏ lên, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Tiếng giống này phát ra từ trong lòng của hắn. Một giống này của hắn chính là hắn muốn sống. Tiếng giống vang lên, trưởng xuống. Cánh tay của Bùi Đông Lai đã trực tiếp vỗ thẳng vào đỉnh đầu của Diệp Thiên. Bốp! Tiếng vang giòn ra, đầu của Diệp Thiên không có bị vỡ ra giống như suy nghĩ của Bùi Đông Lai. Ngược lại, một cổ lực lượng kinh khủng đã phản chấn lại, làm cho cánh tay của hắn run lên. Ám kính đỉnh phong. Trong lòng Bùi Đông Lai chấn động. Ám kình đỉnh phong. Trong lòng Bùi Đông Lai nghĩ đến bốn chữ này. Hắn biết, lúc sắp chết Diệp Thiên đã đột phá được cảnh giới. Ủa? Cùng lúc đó, toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Toàn bộ chuyện này đã hoàn toàn vượt qua nhận biết đối với võ học của họ. So với các vị đại lão mà nói thì trong lòng thành viên của các tiểu đội đặc chiến lại càng rung động hơn. Thân là những thành viên tinh nhuệ nhất trong quân khu thì bọn họ cũng biết được minh kính và ám kính, đồng thời bọn họ cũng biết có thể đem kình lực truyền vào đầu. Ngoài công phu thiết đầu công đã thất truyền ra thì chỉ có cao thủ ám kính đỉnh phong mới có thể làm như thế. Hiện giờ... Diệp Thiên đã trúng một chưởng của Bùi Đông Lai thế nhưng hắn lại không có việc gì.
Diệp Thiên đã đạt tới cảnh giới ám kính đỉnh phong. Trong phút chốc, toàn bộ thành viên của tiểu đội đặc chủng đều nghĩ như thế. Hiểu được điểm này thì trên mặt những người khó chịu với Diệp Thiên đều đã không còn tỏ ra vẻ kích động nữa, mà thay vào đó chính là lo lắng. Ở bọn hắn xem ra, khi Diệp Thiên đạt đến cảnh giới ám kính đỉnh phong thì có thể đem kinh lực truyền hết vào toàn thân. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đó tương đương với kim cương bất tử chi thân, cho dù Bùi Đông Lai có công kích thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không tạo được vết thương chí mạng đối với Diệp Thiên. Đây cũng chính là nói, Diệp Thiên đã bất bại. Ngoài ra, cảnh giới Diệp Thiên đã tăng lên thì lực lượng, tốc độ và các cơ năng của Diệp Thiên cũng đã được tăng lên. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không có tiếp tục công kích mà lui lại mấy bước. Ha, ha ha, ha ha ha. Ha 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 ha. Mắt thấy Bùi Đông Lai lui ra sau thì Diệp Thiên cũng không có truy kích mà nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Bùi Đông Lai, tao thật sự vô cùng cảm ơn mày, nhờ mày mà tao mới có thể đột phá đến cảnh giới ám kình đỉnh phong. Cười rất lớn, Diệp Thiên từ từ đứng dậy rồi nhìn vào Bùi Đông Lai, nở ra nụ cười lạnh. Vừa rồi mày đánh rất thoải mái phải không? Không trả lời. Vẻ mặt Bùi Đông Lai không còn bình tĩnh nữa mà thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Bùi Đông Lai thì Diệp Thiên giống như là tiểu nhân đắc chỉ, vẻ khinh miệng càng lúc càng đậm, hắn chỉ vào đầu nói. Lão tử đứng nơi này cho mày đánh, tới đây mà đánh. Thờ ơ, Bùi Đông Lai không có tiến lên mà là nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, đang suy nghĩ về đối sách để ứng phó. Đây đây, CMN mày không dám đánh sao? Như thế nào hả thằng danh con? Mắt thấy Bùi Đông Lai không dám tiến lên, Diệp Thiên giống như là một đầu dã thú theo dõi con mồi, gầm lên. Được, nếu mày không dám đánh thì như vậy sẽ tới phiên tao. Bộp! Nói xong, Diệp Thiên liền bước lên phía trước, mỗi bước đi của hắn đều làm cho lôi đài run lên, bê tông trên mặt đất nổ tung. Đây, đây chính là thực lực của ám kính đỉnh phong sao. Thấy một màn như vậy thì ở dưới Vương Khuê âm thầm kinh hãi. Đồng thời sự lo lắng trong lòng lại tăng lên. Ở hắn xem ra, lấy thực lực lúc này của Bùi Đông Lai thì dường như không có khả năng để chiến thắng. Bộp, bộp, bộp. Giống như là khoe khoang thực lực của mình, Diệp Thiên cũng đi từ từ, mỗi bước đi của hắn đều làm cho mặt đất dưới chân vỡ vụn, thành thế vô cùng khủng bố. Lúc này, mắt thấy Diệp Thiên đi tới, cảm nhận được khí thế của Diệp Thiên thì tâm tình của Bùi Đông Lai đã bị hỗn loạn. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, chân mày nhíu lại với nhau, khóe mắt không tự chủ được mà giật lên không ngừng. Trong lòng hỗn loạn, hắn không thể tìm ra được phương thức nào để chiến thắng Diệp Thiên cho nên hắn không dám chủ động tiến đến công kích Diệp Thiên mà là sử dụng toái bộ. Không phải mày thích đánh hay sao? Tiếp tục, CMN mày có đến hay không? Mắt thấy Bùi Đông Lai sử dụng toái bộ để di chuyển thì Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Dứt lời, người hiện. Diệp Thiên giống như đã sử dụng thuấn di trong tiểu thuyết huyễn huyền, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt Bùi Đông Lai, cả người giống như là chiến thần hạ phàm, hóa thủ vi đao, chém thẳng về phía Bùi Đông Lai. Hắn muốn chém vào đầu Bùi Đông Lai. Hắn muốn dùng phương thức này để rửa nhục nhã. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Một chém của Diệp Thiên làm cho Bùi Đông Lai không thể thở nổi, hơn nữa làm cho ánh mắt của Bùi Đông Lai vô cùng đau đớn làm cho hắn không thể mở mắt ra. Cũng may là thông qua khí huyết nên Bùi Đông Lai đã đoán được hướng công kích của Diệp Thiên, cho nên hắn đã nghiêng qua làm cho một chém của Diệp Thiên chạm vào khoảng không, sát vai trái của hắn. Tuy rằng Diệp Thiên không chém trúng được Bùi Đông Lai nhưng mà kình phong sắc bén đã quét vào miệng vết thương bên tay trái của Bùi Đông Lai. Miệng vết thương vỡ, máu tươi tràn ra làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy đau đớn. Không rảnh để quan tâm đến vết thương trên vai trái. Sau khi tránh được một kích của Diệp Thiên thì Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại mà là tiếp tục né tránh Diệp Thiên như né tránh ôn thần vậy. Hừ, tao xem mày trốn ở nơi nào. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Lúc trước, tốc độ của Bùi Đông Lai có thể nói là nhỉnh hơn Diệp Thiên một chút. Nhưng mà, hiện giờ, Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới ám kính đỉnh phong, các cơ năng trong thân thể đã tăng mạnh, tốc độ so với lúc trước thì còn nhanh hơn. Cho nên, mặc dù Bùi Đông Lai đem tốc độ phát huy tới mức nhanh nhất nhưng mà trong chớp mắt Diệp Thiên đã đuổi theo kịp, sau đó hắn thuận thế xuất ra pháo quyền, đánh tới Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai biết rõ lúc này bản thân không phải là đối thủ của Diệp Thiên cho nên không dám lấy cứng đối cứng, chỉ có thể trốn tránh.
Một kích không trúng, Diệp Thiên không để cho Bùi Đông Lai có cơ hội ra tay, hắn liên phát động tấn công, thanh thế khủng bố, chiêu thức chí mạng. Bùi Đông Lai bị Diệp Thiên làm cho không thở nổi, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh hắn đã thối lui đến bên cạnh lôi đài. Diệp Thiên thấy thế thì cười lạnh một tiếng, học Bùi Đông Lai lúc trước, hắn hóa thủ làm kiếm đâm vào yết hầu của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, lồng ngực muốn nổ tung ra. Lúc này thấy Diệp Thiên hóa thủ làm kiếm đâm vào thì thân thể hắn co rụt lại, thuận thế lăn một vòng. Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào? Giọng nói khàn khàn của Bùi Đông Lai giống như hổ gầm, sầm rền vang lên khắp lôi đài. Ách! Nhìn thấy một màn vừa rồi thì trên đài chủ tịch, các vị đại lão liền bị cả kinh, vẻ mặt khiếp sợ. Bọn hắn không hiểu được cảnh giới ám kính mạnh đến cỡ nào nhưng bọn hắn nhớ rõ, ngay từ đầu trận là Bùi Đông Lai chiếm ưu thế, sau đó Diệp Thiên bị một chưởng của Bùi Đông Lai, giống như là choàng tỉnh vậy, chiến lực của hắn liền tăng lên, đánh cho Bùi Đông Lai không có cơ hội để hoàn thủ. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai người đang chật vật lại đột nhiên bùng nổ, một quyền đánh cho Diệp Thiên lui về sau 4 bước. Biến đổi bất ngờ. Một loạt biến hóa này làm cho bọn hắn không biết đến rốt cuộc là Bùi Đông Lai mạnh hay là Diệp Thiên mạnh hơn. So với mấy vị đại lão mà nói thì trong lòng các thành viên tiểu đội đặc chiến lại càng rung động hơn. Chẳng lẽ ngay vào lúc nguy khắc ấy, Bùi Đông Lai đã bước chân vào cảnh giới ám kính đỉnh phong sao? Lúc nãy, bọn hắn thấy được Diệp Thiên bị ăn một chưởng vào đầu nhưng vẫn không có việc gì, bọn họ cũng biết được Diệp Thiên đã bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong. Lúc này thấy một quyền của Bùi Đông Lai đánh lui Diệp Thiên thì trong lòng thầm hỏi. Mày cũng đã bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong hay sao? Không riêng gì mọi người, ngay cả Diệp Thiên cũng mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Bùi Đông Lai, theo bản năng hỏi ra nghi vẫn ở trong lòng. Bùi Đông Lai cũng không có trả lời, mà là phong bế lỗ chân lông lại làm cho vết thương bên vai trái ngừng chảy máu. Cho dù mày bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong thì sao? Mày cũng là ám kính đỉnh phong, tao cũng vậy. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Diệp Thiên lạnh lùng nói. Tuy rằng tao không biết vì sao lực lượng của mày lại mạnh hơn tao nhưng mà thể năng của mày đã đạt đến cực hạn, mày chống đỡ không được bao lâu nữa, người thắng sau cùng vẫn là tao. Nếu tao là ám kính đỉnh phong thì giết mày dễ như giết gà. Nói xong, thân hình Bùi Đông Lai lóe lên, cả người như quỷ mị nhảy về phía Diệp Thiên. Vô thành vô tức như cũ. Nhưng mà, lần này, tốc độ của Bùi Đông Lai đã nhanh hơn. Cho nên, khi Bùi Đông Lai vừa động thì trên đài chủ tịch, các vị đại lão không thể nào thấy rõ được động tác của Bùi Đông Lai, chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh. So ra mà nói thì đám người Vương Khuê có nhãn lực tốt hơn, nhưng cũng chỉ thấy Bùi Đông Lai hóa thành một cái bóng chạy về phía Diệp Thiên. Thật nhanh. Giờ phút này, thấy tốc độ của Bùi Đông Lai thì Diệp Thiên cũng cảm thấy giật mình. Hơi giật mình, Diệp Thiên lại thấy Bùi Đông Lai lại hóa thủ thành kiếm, sử dụng chiêu kiếm pháp vừa rồi, điều này làm cho hắn phải lựa chọn né tránh. Phong lôi thị nhất biến, sơn trạch thị nhất biến, thủy hỏa thị nhất biến. Diệp Thiên trốn tránh, trong đầu Bùi Đông Lai liền hiện ra khẩu quyết của cô độc kiếm pháp hóa chém thành đâm, truy theo Diệp Thiên. Sau khi đạt đến cảnh giới ám kính đại thành thì Bùi Đông Lai sử dụng cô độc kiếm pháp có thể nói là tùy tâm sở dục, uy lực tăng lên gấp bội. Nhận thấy được khí thế trên người Bùi Đông Lai tăng lên, cả người giống như một thanh bảo kiếm, đang hướng về phía mình thì Diệp Thiên liền bỏ đi ý niệm phản kích lại Bùi Đông Lai, cả người lại lui ra phía sau. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Sau khi lùi về sau 3 bước thì cả người Diệp Thiên chợt lóe lên. Hô! Tay phải của Bùi Đông Lai hóa thành trường kiếm chém sát vào người của Diệp Thiên. Kình phong sắc bén làm cho Diệp Thiên cảm thấy một trận đau đớn. Tránh được một kích này của Bùi Đông Lai, đột nhiên tay phải của Diệp Thiên chém ra, hóa thủ vi tiên, hướng phía về hậu tâm của Bùi Đông Lai mà đâm tới. 3, 3, 3. Cảm nhận được khí huyết trên người Diệp Thiên biến hóa, đột nhiên dưới chân Bùi Đông Lai phát lực, tốc độ nhanh hơn, thân hình nhảy lên giống như là một chiếc xe đột nhiên tăng tốc vậy. Trong nháy mắt đã nhảy ra được 1 mét, thoải mái né tránh một đòn của Diệp Thiên. Càn khôn tương kích, chấn đoán tương kích, ly tốn tương kích. Né thoát một đòn này của Diệp Thiên, Bùi Đông Lai cũng không tiếp tục công kích, trong đầu của hắn hiện ra khẩu quyết của độc cô kiếm pháp. Duy khoái bất phá là lấy tốc độ để chiến thắng,
trong lúc đối phương không kịp trốn tránh và phòng bị thì phát động công kích, một kích giết chết đối phương. Trọng kiếm vô phong là giảm bớt lại tốc độ, thu liếm mũi nhọn lại, giống như là thái cực vậy, lấy nhu thắng cương, nhìn thì rất chậm, không hề có lực sát thương nhưng đó chỉ là hư chiêu làm cho đối phương không kịp đề phòng. Sau đó, trong nháy mắt nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tất cả lực lượng đều bùng nổ, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Trong đầu hiện lên khẩu quyết, Bùi Đông Lai liền hiểu được cái gì rồi. Sau khi một kích không thành công, Diệp Thiên cũng không biết lúc này Bùi Đông Lai đang lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của cô độc kiếm pháp là trọng kiếm vô phong. Lúc này đây, Diệp Thiên không có lựa chọn tiến lên phản kích mà là lui ra sau, né tránh phạm vi nguy hiểm. Bùi Đông Lai, có phải thể năng của mày đã không còn được tốt? Lúc này, thấy Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích thì Diệp Thiên nghĩ đến thể năng Bùi Đông Lai đã đạt đến cực hạn, hắn nở nụ cười lạnh. Lúc thể năng của mày không còn thì đó cũng là lúc mày thua. Hú! Lúc này đây, khi đã lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai của cô độc kiếm pháp thì cả lòng của Bùi Đông Lai liền trở nên bừng sáng, thấy Bùi Đông Lai xạo quần như thế thì hắn giống lên một tiếng rồi chạy về phía Diệp Thiên. Ách! Đột nhiên! Lúc này thấy Bùi Đông Lai phóng tới mình nhưng mà hắn không cảm ứng được khí huyết của Bùi Đông Lai, điều này đã làm cho hắn không khỏi cả kinh. Kinh hãi rất nhiều, Diệp Thiên lại xuất ra hổ phác trong hình ý quyền cả người giống như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Bùi Đông Lai. Đối mặt với một quyền toàn lực của Diệp Thiên, Bùi Đông Lai cũng không né không tránh mà là đem tốc độ giảm bớt, dường như muốn tránh mà không có năng lực để trốn tránh vậy. Hỉ! Thấy được điểm này, hai mắt Diệp Thiên tỏa sáng. Tưởng rằng thể năng Bùi Đông Lai đã giảm xuống cho nên phản ứng chậm chạp không kịp trốn tránh. Nghĩ đến điểm này thì Diệp Thiên liền nở nụ cười lạnh. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Diệp Thiên nhanh chóng biến mất. Bởi vì, ngay tại lúc quả đấm của hắn đấm vào ngực của Bùi Đông Lai thì đột nhiên tốc độ của Bùi Đông Lai trở nên nhanh hơn, thân đột nhiên nghiêng qua một bên, né được một đấm của hắn. Sau đó, tay phải của Bùi Đông Lai chém ra, hóa thủ thành kiếm, chém về phía cổ Diệp Thiên. Tốc độ so với lúc trước thì nhanh hơn nhiều. Bởi vì một đòn của Bùi Đông Lai quá mức ngạc nhiên, hơn nữa khoảng cách lại gần cho nên Diệp Thiên không có cơ hội để tránh né, trong lúc vội vàng hắn chỉ có thể giơ cánh tay đỡ lên. Rầm! Bùi Đông Lai chém vào trên cánh tay của Diệp Thiên, ám kình bùng nổ làm cho Diệp Thiên lui ra phía sau. Một kích đắc thủ, Bùi Đông Lai giống như là con sam vậy, lúc nào cũng theo sát Diệp Thiên, tay phải lại hóa kiếm hướng đến yết hầu của Diệp Thiên. Lúc này đây, động tác của Bùi Đông Lai rất chậm, chậm đến nỗi các vị đại lão trên đài cũng có thể thấy được. Đối mặt với đòn công kích chậm chạp của Bùi Đông Lai, Diệp Thiên chẳng những không có cảm thấy thoải mái. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình đang bị bao phủ bởi hơi thở tử vong, khí huyết trong người quay cuồng đồng thời hắn cũng không dám đỡ nữa mà là né tránh. Thấy được Diệp Thiên né tránh thì đột nhiên tốc độ tay phải của Bùi Đông Lai tăng lên, mau lẹ như sấm, tát vào mặt của Diệp Thiên. Như chậm lại giống như mau chóng, trong chậm có mau, trong mau có chậm. Giờ phút này thì Bùi Đông Lai đã lĩnh ngộ được trọng kiếm vô phong trong cô độc kiếm pháp hơn nữa hắn là người học một biết mười, nên đã dụng nhập võ học của mình vào bên trong. Bốp! Lúc này đây, Diệp Thiên không trốn tránh được, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, khuôn mặt của Diệp Thiên liền bị một tát của Bùi Đông Lai tát vào. Rắc! Mặc dù Diệp Thiên đã bước vào cảnh giới ám kính đỉnh phong nhưng mà lúc này đây một tát của Bùi Đông Lai đã làm cho xương gò má trên mặt của Diệp Thiên nát ra. Phốc! Xương gò má vỡ vụn, làm cho má phải của Diệp Thiên nát ra, máu tươi văng khắp nơi. Vèo! Diệp Thiên giống như là một con diều đứt dây, bị Bùi Đông Lai tát một cái bay ra ngoài. Không đợi Diệp Thiên rơi xuống đất, Bùi Đông Lai đã động, truy thẳng tới Diệp Thiên. Trở lại cho tao! Bùi Đông Lai hét lên một tiếng, tay phải chém ra giống như là lấy đồ trong túi vậy, trực tiếp nắm lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên thấy thế thì phần eo khẽ uốn lên, thân mình liền lộn ngược một vòng. Sau đó, chân phải thuận thế đá ra, đầu ngón chân giống như một lưỡi dao sắc bén, đá vào yết hầu của Bùi Đông Lai. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, hóa trảo thành trưởng, chậm chậm nghênh đón chân phải của Diệp Thiên, nhìn giống như là một dùng bàn tay để đỡ lấy một cước này của Diệp Thiên vậy. Nhưng mà, lúc chân của Diệp Thiên sắp đá trúng tay của Bùi Đông Lai thì đột nhiên tay phải của Bùi Đông Lai tăng tốc, vỗ vào mắt cá chân của Diệp Thiên. Bốp! Diệp Thiên chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến cơn đau nhức, giống như là khí cầu bị đâm thủng vậy.
kinh lực cả người đều thoát ra ngoài, cả người giống như là một con ruồi bị người ta dùng vợt điện vợt vào vậy, ngã xuống đất. Bùi Đông Lai thấy thế cũng không ngừng lại, tiến lên từng bước. Tay phải lại chém ra, hóa thủ vi đao, chém về phía cổ Diệp Thiên. Vù, vù, vù. Đột nhiên, ba viên đạn gây mê liền về phía Bùi Đông Lai. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, đành phải không công kích nữa mà nghiêng người ra, tránh né ba viên đạn này. Bịch. Cùng lúc đó, thân mình Diệp Thiên hung hăng nện xuống đất. Dưới ánh mặt trời, nửa mặt của hắn đã hoàn toàn bị lún vào, huyết nhục lẫn lộn, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dữ tợn, dọa người. Bùi Đông Lai, cuộc tranh tài này cậu thắng rồi. Thấy được bộ dạng của Diệp Thiên, Hà Huy thật sự không thể tưởng tượng được nếu để người của Diệp gia thấy được tình cảnh hiện giờ của Diệp Thiên thì bọn họ sẽ trả thù với Bùi Đông Lai như thế nào. Mà vừa rồi, sở dĩ hắn hạ lệnh nổ súng chính là không muốn để cho Bùi Đông Lai đánh chết Diệp Thiên trên lôi đài. Bởi vì, hắn tin chắc nếu Bùi Đông Lai thật sự giết chết Diệp Thiên thì chẳng khác gì đắc tội hoàn toàn với Diệp gia sẽ không chết không ngừng. Bùi Đông Lai nghe vậy thì liền nhìn về phía Hà Huy, thấy được trong mắt Hà Huy hiện lên vẻ lo lắng thì hắn biết đối phương Hà Huy cũng đang nghĩ cho mình. Vì thế hắn cũng không có động thủ nữa. Ai nói ta thua? Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, Diệp Thiên bỗng bò từ dưới đất lên, huyết nhục nửa bên mặt lẫn lộn, giống như là ác ma hàng lâm xuống nhân gian vậy. Diệp Thiên, cậu không phải là đối thủ của Đông Lai. Mắt thấy Diệp Thiên không chết không thôi thì Hà Huy nóng nảy. Ở hắn xem ra, nếu Diệp Thiên còn tiếp tục chiến với Bùi Đông Lai thì chỉ có một con đường chết, mà nếu Diệp Thiên chết ở trong lần tỷ võ này thì đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ gặp tai họa. Mặc dù là hắn đang làm nhân vật chủ chốt trong quân nhưng đối mặt với Diệp gia thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Câm miệng. Dưới ánh mặt trời, Diệp Thiên để máu trên khuôn mặt chảy xuống, hắn lạnh giọng quát một tiếng. Sau đó giống như là lệ quỷ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, gằn từng chữ. Bùi Đông Lai, hôm nay tao không giết được mày thì tao thề không làm người. Thủ trưởng, cảm ơn ý tốt của ngài. Nghe được Diệp Thiên nói thế thì không đợi Hà Huy mở miệng, Bùi Đông Lai đã nói một tiếng cảm ơn với Hà Huy, sau đó nhắc nhở thêm. Ngoài ra, ngài không cần phải lo lắng bởi vì việc này mà sẽ liên lụy đến ngài. Ở đây có nhiều người như vậy có thể làm chứng cho ngài, ngài muốn ngăn cản trận đấu này nhưng mà Diệp Thiên gây tội thì phải chịu tội, chính hắn muốn chết. Chết ư, ha, ha, ha. Diệp Thiên nghe vậy thì nở nụ cười âm trầm, sau đó giống như là đã quyết định một việc quan trọng. Hắn cắn chặt răng, sau đó vỗ vào hai huyệt vị quan trong trên người mình. Ách, thấy Diệp Thiên làm ra hành động như thế thì ở dưới lôi đài, sắc mặt Vương Khuê vốn là ngẩn ra sau đó liền nhắc nhở. Bùi Đông Lai cẩn thận, hắn muốn đi vào trạng thái hóa ma. Nghe Vương Khuê nói như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai liền động. Lúc trước, khi cùng Quý Hồng luận bàn võ nghệ thì Quý Hồng cũng nói cho hắn biết trong giới võ học có một loại bí thuật thần kỳ gọi là hóa ma. Cái gọi là hóa ma không phải là người luyện võ tẩu hỏa nhập ma mà biến thành ma quỷ. Mà đó chính thông qua con đường đặc thù, võ giả kích thích tiềm năng trong cơ thể, trong nháy mắt phát ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Đã từng, có tin tức nói rằng có một ông cụ vì muốn cứu cháu mình mà đã nâng lên một chiếc xe tải gần một tấn. Kỳ thật đó chính là dưới tình huống đặc thù mà kích phát tiềm năng trong cơ thể con người, tương đương với võ giả hóa ma. Trong khoảng thời gian kích phát tiềm năng cơ thể, tuy rằng có thể nói ra lực lượng khủng bố nhưng mà có một tác dụng phụ rất lớn. Sau khi ông lão kia nâng xe lên cứu cháu mình xong thì cả người liền tắt thở, bỏ mình. Nói cách khác thì ông lão kia đem toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể mình phát huy ra một lần, sau đó sẽ chết đi. Mà võ giả, sau khi hóa ma thì con đường võ học sau này sẽ không tiến thêm được một bước, đa số là thực lực của mọi người sẽ bị thụt lại, thậm chí nếu kích thích toàn bộ tiềm năng thì có thể dẫn đến chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vì tác dụng phụ quá lớn cho nên những người luyện võ đã phỉ nhổ loại bí thuật này đồng thời gọi nó là hóa ma, ngụ ý là bảo chỉ có ma quỷ mới làm như vậy. Hiển nhiên giờ phút này Diệp Thiên đã không tiếc mạng sống để hóa ma để mong có thể đánh bại, giết chết Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không dám lãnh đạm nữa mà là nhảy lên hướng về phía Diệp Thiên. Trong chớp mắt, Bùi Đông Lai đã tiến đến trước người Diệp Thiên, không nói hai lời mà dùng sức vỗ vào đỉnh đầu của Diệp Thiên. Bốp! Một tiếng giòn vang lên, đầu của Diệp Thiên không có bị chụp vỡ, ngược lại Diệp Thiên nở ra một nụ cười khủng bố. Ách!
Trong lòng Bùi Đông Lai cả kính, tay phải chém ra hóa thành trưởng, trưởng về phía huyệt thái dương của Diệp Thiên. Chết cho tao! Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến đòn công kích của Bùi Đông Lai, hắn xuất ra một quyền, nhắm ngay đầu của Bùi Đông Lai. Trong lòng Bùi Đông Lai cả kinh, vội vàng thu tay lại, che ở trên đầu. Đông! Quyền trưởng giao nhau, cả người Bùi Đông Lai lui về sau mấy bước. Bộp, bộp, bộp! Bùi Đông Lai lui về sau khoảng 10 bước thì mới dừng lại, hổ khẩu của hắn đã bị đánh rách tả tơi, khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng. Ách! Thấy một màn như vậy, Vương Khuê choáng váng. Thân là cao thủ ám kính thì hắn rất rõ ràng, sức chiến đấu bây giờ của Diệp Thiên đã vượt xa cao thủ ám kính. Bùi Đông Lai, Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn, cậu đi nhanh lên. Hiểu được điểm này, Vương Khuê liền giống to. Hóa kính. Nghe được hai chữ này, trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn từng nghe Quý Hồng nói qua, hóa kính chỉnh là cảnh giới phía sau của ám kính. Còn muốn chạy, không có khả năng. Nói xong, bóng người hiện. Khoảng cách 10 mét đối với Diệp Thiên mà nói thì giống như một bước nhỏ, cả người hắn bước tới, thuận thế tung một tát vào mặt Bùi Đông Lai. Mau! Giờ phút này, tốc độ của Diệp Thiên đã nhanh đến cực hạn. Nhanh đến nỗi Bùi Đông Lai không có phản ứng cũng không làm ra phán đoán gì. Nhưng mà, coi như lúc bàn tay của Diệp Thiên sắp đụng vào mặt của Diệp Thiên thì trong đầu Diệp Thiên không nghĩ ra cảnh ngày trước khi hắn luyện võ cùng với Bùi Vũ Phu. Lúc đó mỗi đòn công kích của Bùi Vũ Phu thì hắn cũng không nhìn thấy, sau đó hắn lại công kích lại Bùi Vũ Phu nhưng mà mỗi lần Bùi Vũ Phu đều dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi để né tránh. Mà Bùi Vũ Phu tránh được đúng là bộ pháp mà hắn đã dạy cho Bùi Đông Lai. Sau khi Bùi Vũ Phu rời khỏi thì mỗi ngày Bùi Đông Lai đều luyện tập bộ pháp này. Hắn từng muốn làm như Bùi Vũ Phu, ở trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp bội, gấp trăm lần nhưng mà cho dù có vắt hết óc cũng không nghiên cứu được. Nhưng mà, lúc này, đối mặt với một kích không thể tránh né của Diệp Thiên thì trong đầu Bùi Đông Lai hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên hiểu ra được cái gì đó. Cước bộ vừa động, giống như là biến mất thông thường. Ách! Thấy trong chớp mắt. Bùi Đông Lai biến mất ở ngoài 10 mét thì không riêng Vương Khuê mà ngay cả Diệp Thiên cũng ngẩn ra. Thì ra là thế. Xuất phát từ bản năng, sau khi tránh thoát được một kích của Diệp Thiên thì Bùi Đông Lai đã hiểu được sự huyền diệu trong bộ pháp ấy. Thông qua hai huyệt Dũng Tuyền và Thiên Đình khai thông thiên địa, khiến tốc độ của con người phát huy tới mức tận cùng, đạt tới hiệu quả xúc địa thành thốn. Cái đó cũng gọi là Thiên Đình phát kình, túc đế Dũng Tuyền. Sau khi hiểu được bộ pháp này thì Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại mà bắt đầu thực nghiệm với Diệp Thiên. Ngay sau đó, không đợi Diệp Thiên lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai đã đến bên cạnh hắn, vung lên một tát vào mặt Diệp Thiên. Bốp! Một tiếng vang lên. Nhưng mà, một tát này của Bùi Đông Lai không gây thương tổn gì cho Diệp Thiên. Mặc dù không bị thương tổn nhưng mà Diệp Thiên thấy được mình bị Bùi Đông Lai tát một cái thì liền tức giận đến giống lên một tiếng. Thuận thế hóa thủ vi đao. Bùi Đông Lai thấy thế thì sau khi một kích đắc thủ thì cũng không chần chờ gì mà liền lui ra, làm cho thủ đao của Diệp Thiên chém vào không khí. Ngao 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 ngao. Diệp Thiên tức giận đến mức cuồng khiếu. Bùi Đông Lai, CMN nhu nhược, CMN làm cái chim gì mà giống như chó nhà có tang, lúc nào cũng trốn cũng chạy cả, mày còn có thể làm gì? Bốp! Trả lời Diệp Thiên chính là một cái bạt tai. Bùi Đông Lai, DXXCM. Bốp! Lại là một tát này đã khiến cho Diệp Thiên ngậm miệng lại. Bùi! Bốp, bốp, bốp! Sau đó, Bùi Đông Lai lúc chấp lúc hiện, tát cho Diệp Thiên không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Bùi Đông Lai, CMM, mày có tôn nghiêm không? Cùng tao đánh một trận đường đường chính chính coi. Liên tục bị ăn tát. Mặc dù không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng mà Diệp Thiên cũng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là hôn mê, hai mắt hắn đỏ lên, vẻ mặt giận dữ gầm lên. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không tiếp tục công kích mà là híp mắt nhìn vào Diệp Thiên. Tao nhớ được mày đã từng nói rằng sẽ đánh gãy hai chừng tao, gõ 10 cái răng, để tao cút khỏi Yên Kinh, đúng không? Không chỉ có như thế, chỉ cần mày rơi vào trong tay của tao thì tao sẽ đem mày băm thành vạn đoạn. Vẻ mặt của Diệp Thiên vô cùng dữ tợn. Đúng thế thì sao? Nói xong, Bùi Đông Lai lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên. Chết đi! Diệp Thiên hét lớn một tiếng, vung quyền đánh tới Bùi Đông Lai. Bốp!
Tiếng vang giòn truyền ra, Bùi Đông Lai không trốn tránh mà là cầm vào nắm tay của Diệp Thiên. Ực, thấy một màn như vậy thì trong lòng Diệp Thiên ngẩn ra, sau đó trong lòng liền kinh hoàng bởi vì hắn biết trạng thái hóa ma đã biến mất, bây giờ hắn chỉ đạt đến cảnh giới ám kính đại thành. Khi trước, Diệp Thiên bước vào ám kính đỉnh phong thì còn không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai, huống chi là hiện tại. Bốp! Ngay sau đó, không đợi Diệp Thiên làm ra phản kháng, tay phải của Bùi Đông Lai vung lên, lại một tát nữa vào miệng Diệp Thiên. Phốc! Thực lực của Diệp Thiên bây giờ không thể ngăn cản được một tát này, răng của hắn đã bị đánh gãy, trong miệng liền phun ra máu. Rắc! Một tát vào mặt Diệp Thiên, Bùi Đông Lai cũng không có ngừng lại mà tiếp tục phát lực, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của Diệp Thiên. Vù, vù, vù! Cùng lúc đó, mấy viên đạn gây mê lại bắn tới. Hôm nay, tao muốn để cho hắn sống không bằng chết, Thiên Vương lão tử cũng không thể ngăn cản. Bùi Đông Lai mang theo cả người Diệp Thiên lui lại, lợi dụng thiên đình phát kính, thúc để Dũng Tuyền thoải mái tránh thoát được mấy viên đạn. Sau đó gầm lên để tỏ thái độ của mình. Diệp Thiên nghe vậy thì cố gắng sắp chết mà phản công. Bịch! Bùi Đông Lai thấy thế thì dùng sức kéo cánh tay của Diệp Thiên, trực tiếp đem cánh tay của Diệp Thiên nện xuống đất, huyết nhục bay tứ tung. A a a! Đau đớn làm cho Diệp Thiên không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu rên. Ách! Thấy một màn như vậy thì vô luận là các vị đại lão hay thành viên của các tiểu đội đặc chiến cũng cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. T! Bùi Đông Lai cũng không dừng tay lại mà là đem cánh tay còn lại của Diệp Thiên phế đi. Bùi, Bùi, Bùi Đông Lai, không, không nên. Trên đài chủ tịch, Hà Huy liền kêu to. Rắc! Trả lời Hà Huy chính là một tiếng gãy xương. Chân phải của Diệp Thiên lại bị Bùi Đông Lai dậm vỡ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Đông Lai. Cả người Diệp Thiên không còn vẻ hung hăng càn quấy nữa mà là giống như một con chó chết. Sau đó, không đợi Diệp Thiên chuyển động thân thể, Bùi Đông Lai lại dẫm xuống khuôn mặt của Diệp Thiên, từ trên cao nhìn xuống Diệp Thiên, gằn từng chữ. Tao nói rồi, hôm nay tao sẽ để trong quân xóa tên của mày. Ô, ô, bị Bùi Đông Lai dẫm phải khuôn mặt, Diệp Thiên không thể nhúc nhích, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô ô đồng thời trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Sợ, mày cũng biết sợ hả? Thấy được đôi mắt Diệp Thiên hiện lên vẻ sợ hãi thì Bùi Đông Lai lạnh lùng. Lúc mày ra tay với Tôn Nhận thì mày cũng từng nghĩ đến cái mùi vị sợ hãi này chưa? Lúc này vũ nhục cha tao, bức tao cùng mày chiến tiếp, để đánh chết tao thì mày có từng sợ hãi không? Mày muốn giết tao mà hóa ma thì mày có CMN mày có sợ không? Không thể trả lời, Diệp Thiên như là một cái chó chết, dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn Bùi Đông Lai. Đúng à, mày là thiếu gia Diệp gia, mày có Diệp gia bao che cho nên mạng người đối với mày là chuyện nhỏ. Mày có thể vì bản thân mà tùy ý chém giết Tôn Nhật, người không tiếc thân mình vì bảo vệ nhân dân, vì bảo vệ quốc gia. Mày cho rằng mạng sống của mọi người giống như là củ cải trắng, đúng không? Lại nghe Bùi Đông Lai nói thế, ánh mắt Diệp Thiên liền thay đổi, điều ấy như muốn nói cho Bùi Đông Lai biết nếu Bùi Đông Lai giết hắn thì Diệp gia sẽ không bỏ qua cho Bùi Đông Lai. Đông, Đông Lai, không nên vọng động. Mắt thấy Bùi Đông Lai cần hạ tử thủ thì Trần Quốc Đào liền mở miệng ngăn cản. Ở hắn xem ra, Diệp gia có thể khoan dung cho hành động tranh giành nữ nhân của Bùi Đông Lai với Diệp Tranh Vanh nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho Bùi Đông Lai nếu hắn giết chết Diệp Thiên. Người khác sợ Diệp gia chúng mày những Bùi gia của lão tử éo sợ, 20 năm trước cũng thế, 20 năm sau cũng thế. Bùi Đông Lai giống như là trả lời cho Trần Quốc Đào, lại giống như là trả lời cho Diệp Thiên. Hôm nay, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, bản thân tao muốn nhìn mấy thằng già của Diệp gia có thể làm được gì tao. Nói xong, Bùi Đông Lai liền dậm vào xương tỳ bà của Diệp Thiên. Rắc! Xương tỳ bà của Diệp Thiên trực tiếp bị một cước của Bùi Đông Lai dẫm nát, từ sau về sau sẽ trở thành phế nhân. Bùi gia, Diệp gia, không chết không ngừng, a! À. Sự đau đớn tận xương tủy giống như có siêu vi trùng cắn xé, đâm thủng nội tâm cùng ý chí ngông cuồng của Diệp Thiên, làm cho hắn lần đầu tiên rên ra thất thanh. Quả thực là đau đớn muốn chết. Hô! Bên tai vang lên tiếng rên như tê tâm liệt phế, đứng tim, liệt phổi. Bùi Đông Lai đứng bên thấy thân hình của Diệp Thiên run rẩy kịch liệt, cũng không muốn tiếp tục động thủ. Trên đài chủ tịch, dù là Trần Quốc Đào, Hà Huy và các lão đại khác đều thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm. Trái tim đang treo trên cổ họng cũng được hạ xuống theo.
Ở đám người Hà Huy xem ra, Bùi Đông Lai dùng phương thức trực tiếp nhất, đầy máu tanh đánh tàn phế Diệp Thiên, sau này vĩnh viễn trở thành phế nhân. Sự tình đã đến như thế này, nhưng cũng còn có thể cứu vãn. Nếu Bùi Đông Lai giết chết Diệp Phong như lời hắn nói, thì hậu quả cho dù chết vô số người, Diệp gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ý định báo thù. Mà chuyện này không chỉ tính trên người Bùi Đông Lai mà bọn hắn cũng không tránh khỏi liên lụy. Khác với đám người Hà Huy, việc đầu tiên mà Trần Quốc Đào lo lắng không phải là mình bị chuyện này liên lụy hay không, mà hắn ta lo lắng Bùi Đông Lai giết chết Diệp Phong thì hậu quả sau này thật khó tưởng tượng. Lúc trước, thân là một trong tứ đại tài phiệt gia tộc của nước Cộng Hòa. Sở dĩ Tiêu Nguyên Thanh gia chủ của Tiêu gia muốn cho kẻ hắn coi trọng nhất, đại biểu thế hệ thứ tư của Tiêu gia Tiêu Phi đính hôn cùng Trần Anh là cháu gái của Trần Quốc Đào, ngoại trừ việc bản thân Trần Anh xuất sắc, xét tất cả các điều kiện khác đều cảm thấy rất xứng đôi với Tiêu Phi. Kế đến là Tiêu Phi cùng Trần Anh lại tâm đầu ý hợp, chưa kể đến trong quân lực Trần Quốc Đào có ảnh không tầm thường, Trần Quốc Đào là nhân vật số 2 trong quân đội. Và Tiêu Nguyên Thanh cùng với Trần Quốc Đào còn có giao tình từ trước. Hơn 30 năm trước, hai người cùng ở trong một đơn vị bộ đội, tham gia chiến tranh phía Nam kề vai sát cánh đánh giặc. Bởi vì tình báo sai lệch, nên hai người đã cùng nhau bước qua đống xác người chết, có thể nói là vô cùng gian khổ. Điều này ở trên chiến trường cũng là dễ hiểu, đã tham gia chiến tranh thì xác định đem sinh mạng của mình giao cho anh em chiến hữu ở sau lưng. Thời gian mấy chục năm trôi qua, Trần Quốc Đào không có vòng sáng của gia tộc trên đỉnh đầu, mà bằng vào biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh, và tự thân cố gắng đã cầm quyền một phương. Mà Tiêu Nguyên Thanh cũng trở thành nhân vật nắm quyền số 2 trong quân đội. Thân phận khác nhau, thời gian trôi đi, hai người cũng không còn như ngày xưa, ở trên chiến trường mà bồi đắp tình cảm chiến hữu, anh em. Do những điều đó, khi trước Tiêu Nguyên Thanh rất hài lòng việc Tiêu Phi cùng Trần Anh hai kẻ hậu nhân này tiến đến với nhau. Nắm rõ điều này, Trần Quốc Đào nắm chắc chuyện đưa Bùi Đông Lai tiến vào Tiêu gia, sẽ không quá khó khăn nên mới giúp đỡ cho Bùi Đông Lai. Nhưng mà ở Trần Quốc Đào xem ra, nếu Bùi Đông Lai thật sự giết chết Diệp Phong, kẻ được Diệp lão nhân ra xem như bảo vật, sẽ khiến cho toàn bộ Diệp gia phẫn nộ, đến lúc đó cho dù hắn và Tiêu Nguyên Thanh có quan hệ cá nhân cũng tốt đến mấy đi chăng nữa thì Tiêu Nguyên Thanh sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm một mất một còn như vậy, vì trợ giúp một người ngoài như Bùi Đông Lai mà hy sinh lợi ích của phe phái Tiêu gia nói chung cũng như lợi ích của Tiêu gia nói riêng. Thậm chí, Trần Quốc Đào nhận thấy được nếu sự tình phát triển thêm một bước nữa, hắn cũng tìm không ra lý do để đi gặp Tiêu Nguyên Thanh. Mà hiện giờ, mặc dù sự tình khó giải quyết, nhưng vẫn có khả năng vác mặt dày đi tìm Tiêu Nguyên Thanh. Hô! Trần Quốc Đào cùng những lão đại âm thầm chút ra hơi thở lo lắng, ngoại trừ những thành viên trong tiểu đội đặc chiến Lang Nhan ra thì những thành viên của các tiểu đội khác cũng thở ra không dứt. Bọn hắn thả lỏng trong lòng không phải là vì Bùi Đông Lai không giết chết Diệp Thiên, mà vì nguyên nhân là Bùi Đông Lai đã thắng trận này. Bởi vì thân phận cùng địa vị, bọn hắn không nhìn ra được thân phận chính thức của Diệp Thiên, nhưng lúc trước nhìn thấy Diệp Thiên dám to tiếng với lão đại của quân khu Yên Kinh là Hà Huy, sau đó, lại nghe được những lời nói với Bùi Đông Lai, bọn hắn cũng lờ mờ đoán ra gia thế của Diệp Thiên không hề đơn giản. Ở thời đại này, là thời đại của đồng tiền, rất nhiều kẻ vì lợi ích mà bản rẻ lương tâm, nói cho đúng là vứt hẳn lương tâm cho chó gặm. Nhưng mà, bất kể thời đại nào, trên mảnh đất nào, luôn luôn có một nhóm người dùng xương máu của mình, dùng thân để của mình, để bảo vệ đất nước của mình. Bọn họ là một thành viên trong những người kia. Bảo vệ quốc gia đó là chức trách, cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ không phải là thương nhân, cũng không phải là chính khách. Mà là quân nhân. Quân nhân chân chính. Nhìn thấy cũng người trên đài chủ tịch thả lỏng, chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, Bùi Đông Lai thấy lòng mình không hề hổ thẹn. Riêng với cá nhân hắn không muốn chém giết Diệp Thiên, một mặt là không muốn cho đám người Trần Quốc Đào vô duyên vô cớ bị kéo vào trận tranh đấu này. Mà quan trọng hơn là hắn cảm thấy Diệp Phong là kẻ điên không ai sánh nổi. Giết hắn, cũng chưa phải là điều tàn nhẫn nhất. Hung hăng mà chà đạp, hành hạ tên kiêu ngạo Diệp Thiên, để cho Diệp Thiên vĩnh viễn trở thành một kẻ tàn phế, đây mới chính là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Điều này làm cho Diệp Thiên sống còn khổ hơn chết. Giống như khẳng định cho suy đoán của Bùi Đông Lai, khuôn mặt của Diệp Phong trên lôi đài không còn biểu hiện dữ tợn nữa, vẻ mặt khinh thường, kiêu ngạo ánh mắt khinh miệt vốn có đã không còn. Không còn khí thế của ngày xưa, thay vào đó là vẻ mặt vô thần, giống như một kẻ bị đần độn. Người đần độn,
thân xác còn sống nhưng linh hồn đã chết. Nhìn thấy Diệp Thiên như là kẻ đần độn, Bùi Đông Lai đang ở trạng thái như dây cung kéo căng liền buông lòng toàn thân, thân thể như mất hết sức lực, thậm chí hai chân có cảm giác như nhũn ra, lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Thấy thân thể bất thường, Bùi Đông Lai cố gắng ổn định thân thể, kết quả không như hắn mong đợi. Đối với bản thân hắn lần này, hắn biết rất rõ. Thân thể còn đang bị thương mà lại tham chiến, làm cho thương thế tái phát, thể lực tiêu hao một cách nghiêm trọng. Lúc đánh trúng Diệp Thiên một kích tưởng như đã không thể đứng vững, chẳng qua là dựa vào sự tức giận trọng lòng, ý chí như sắt thép mới có thể kiên trì tới phút chót. Đông Lai. Ở dưới lôi đài, thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long là Ngũ Cương gọi to một tiếng, đồng thời ngay lập tức vọt lên lôi đài, vài bước chân là tới bên cạnh Bùi Đông Lai, đỡ lấy Bùi Đông Lai. Không có tiếng trả lời. Bùi Đông Lai ngã thẳng vào người Ngũ Cương, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lập tức đưa hai người bọn họ đến phòng cứu thương. Trên đài chủ tịch, người phụ trách thi đấu lần này là Hà Huy như người trong mộng mới tỉnh, lớn tiếng ra lệnh. Mặt khác, liên hệ với bệnh viện, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ tốt nhất để tiến hành giải phẫu. Đương nhiên là Hà Huy cũng biết, thương thế của Diệp Thiên là cực kỳ nghiêm trọng, cần phải tiến hành phẫu thuật cứu chữa ngay lập tức. Mệnh lệnh của Hà Huy đưa xuống, tất cả đều thông suốt, các quân y đang chờ đợi ở gần lôi đài cùng với hộ sĩ, việc đầu tiên là mang Bùi Đông Lai cùng Diệp Phong đến phòng cứu thương. Đồng thời, Hà Huy cũng đang cân nhắc mọi chuyện, nghĩ đến tình hình nghiêm trọng trong chuyện này. Đầu tiên là liên hệ, sau đó mới đem mọi việc sắp xếp lại rồi báo cáo. Đối với tất cả mọi chuyện này, Bùi Đông Lai không hề hay biết. Giờ này hắn đang nằm mơ. Ở trong mơ, hắn gặp được kẻ mai danh ẩn tích hơn nửa năm Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu vẫn bộ dạng như cũ, bộ dáng lôi thôi cùng vẻ mặt trăm năm không đổi, đang cười ngây ngô. Ở trong mơ, Bùi Đông Lai như là đứa trẻ con làm chuyện tốt, hướng tới người lớn khoe ra như bao đứa trẻ bình thường. Hắn đem chuyện nửa năm qua, kể lại tỉ mỉ cho Bùi Vũ Phu nghe. Sau đó, còn có chút tự hào hỏi Bùi Vũ Phu. Này qua tử, con nghiêu bức lắm hả? Nghiêu bức? Qua tử Bùi Vũ Phu cười tới mức mắt híp lại còn như một đường chỉ nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương của hắn ở trong mơ. Tiếp tục nghiêu bức sẽ không còn nghiêu bức, 20 năm trước đã nói qua tử sẽ làm ra những chuyện nghiêu bức rồi. Hơn nửa năm qua qua tử đã đi nơi nào? Về sau, Bùi Đông Lai nói ra nghi vấn trong lòng, cảnh mơ biến mất, hắn mở mắt. Khi mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng đặc thì của bệnh viện trần vào lỗ mũi của hắn. Cậu đã tỉnh rồi à? Bởi vì thời gian hôn mê dài, Bùi Đông Lai vừa mở mắt nên không thích ứng với ánh sáng trong phòng, không đợi cho hắn kịp nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh, âm thanh không mấy quen thuộc, cũng không xa lạ vang lên. Mang theo trong giọng nói là vài phần trách cứ, còn lại phần nhiều là lo lắng. Bùi Đông Lai nghe tiếng nói, nhưng nhíu mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng ở trong phòng. Sau đó theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng, là Tiêu Nam. Chị Tiêu, sao tôi lại ở đây? Nhìn Tiêu Nam, Bùi Đông Lai hỏi. Đây là bệnh viện, là chỗ làm việc của tôi, không ở đây vậy chứ ở đâu? Tiêu Nam nghĩ đến chuyện mình năm lần bảy lượt dặn dò Bùi Đông Lai không được vận động mạnh, Bùi Đông Lai không tuân theo thì thôi, lại còn tham gia cuộc thi đấu khốc liệt của bộ đội đặc chủng Đại Bỉ Võ, trong lòng có chút tức giận. Ở nàng xem ra thì dường như là Bùi Đông Lai không xem nặng tính mạng của hắn. Tại sao tôi lại ở đây? Nhận thấy sự tức giận của Tiêu Nam, Bùi Đông Lai không biết nói gì, cười khổ hỏi. Cậu cùng với tiểu tử Diệp gia ngất xỉu cùng nhau, ngã xuống trên lôi đài, được quân y tiến hành sơ cứu, sau đó được đưa lên trực thăng, chuyển thẳng tới nơi này. Tiêu Nam giải thích cho Bùi Đông Lai. Dùng máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện. Nghe được lời của Tiêu Nam, Bùi Đông Lai cũng không lấy làm tự hào và kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân mình dính dáng tới Diệp Thiên, dù sao muốn dùng máy bay trực thăng bay vào không phận Yên Kinh không phải là chuyện quân khu có thể quyết định, cần phải có lão đại phía trên gật đầu mới được. Cậu có muốn sống nữa hay không? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Tiêu Nam nhịn không được nói. Vì thủ hộ sự vinh quang của Bùi gia mà chiến đấu cũng tốt, bị Diệp Thiên ép mà chiến cũng thế. Trận chiến này Bùi Đông Lai có rất nhiều lý do để phải chiến đấu. Chẳng qua là, những lý do kia, hắn không thể nào nói cho Tiêu Nam nghe được. Ca, ẹt, kẹt. Theo sau, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng nói, cửa phòng bệnh viện bị người đẩy ra, Trần Quốc Đào đi vào phòng bệnh.
Thủ trưởng! Thủ trưởng! Thấy Trần Quốc Đào bước vào cửa, Tiêu Nam cúi chào trước tiên, Bùi Đông Lai muốn ngồi dậy cúi chào, nhưng hắn thực sự quá suy yếu, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ra tiếng chào hỏi. Chưa tính đến cậu mất quá nhiều máu, đã vậy lại còn cạn kiệt toàn bộ thể lực, ít nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi 3 ngày. Thấy hắn muốn đứng lên, Tiêu Nam nghiêm mặt quát lớn một câu. Bùi Đông Lai hiểu được điều Tiêu Nam nói là sự thật, cho nên không hề phản kháng. Tiểu Nam, đã làm phiền cô. Trần Quốc Đào thấy thế, nhịn cười không được, chẳng qua là mặt lúc này ẩn hiện mơ hồ có vài phần lo lắng. Thủ trưởng, đây là trách nhiệm của tôi. Tiêu Nam cười đáp một câu, sau đó biết điều nói. Các vị nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. Thanh âm chấm dứt, Tiêu Nam rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Trần Quốc Đào đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống, cười khổ hỏi. Báo cáo thủ trưởng, một chữ thích, hai chữ thực thích, ba chữ vô cùng thích. Bùi Đông Lai cười trả lời. Cái thằng nhóc chết tiệt này. Thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai không có chuyện gì, lại còn nói giỡn. Trần Quốc Đào dở khóc dở cười. Ngài tới là muốn nói cho tôi biết, lần này gặp phải đại họa chứ gì. Ngay lúc Trần Quốc Đào bước vào cửa, Bùi Đông Lai đã nhận ra Trần Quốc Đào mặt mày lo lắng. Sau khi đùa giỡn một câu, Bùi Đông Lai hỏi. Ta thật không thể hiểu nổi, làm sao cậu còn có thể cười được? Trần Quốc Đào cười khổ, nói. Diệp Thiên bị phế hai cánh tay, sau này chỉ có thể lắp tay giả, chưa kể tới xương bả vai hoàn toàn dập nát. Đừng nói chuyện luyện võ, dù là cầm đồ vật sinh hoạt hàng ngày cũng đã là tham vọng quá đáng. Có thể nói hắn ta đã trở thành một phế nhân. Lại còn nữa, tinh thần của hắn bị đả kích nghiêm trọng, so với kẻ sống đời sống thực vật cũng không khác nhau là bao. Trời muốn làm mưa, gái lớn lấy chồng, chính hắn muốn tìm chết thì không có thể trách người khác. Biết được kết quả của Diệp Thiên, trên mặt Bùi Đông Lai không hề có biểu hiện của sự nhân từ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt hắn bước vào cảnh giới ám kình đại thành, nếu không phải trong khoảnh khắc của sự sinh tử lĩnh ngộ được thiên đình phát kình, túc để dũng tuyền thì lúc này mình không đơn giản là nằm trên giường bệnh, mà chính là nhà xác. Nghe được lời nói cứng rắn như đập sắt của Bùi Đông Lai, Trần Quốc Đào muốn mở miệng lại thôi. Trần gia gia, tôi biết, tôi đánh tàn phế Diệp Thiên, sẽ rước lấy đại họa, sẽ làm cho toàn bộ người của Diệp gia tức giận. Không đợi Trần Quốc Đào mở miệng, Bùi Đông Lai nhìn thẳng Trần Quốc Đào, vẻ mặt kiên định nói. Xin ngài yên tâm, người nào làm người đó chịu, tôi sẽ không để cho ngài chịu liên lụy. Thằng nhóc, mẹ nhà nó, cậu nói cái gì đó? Cái gì gọi là người nào làm người đó chịu? Cậu vì quân khu Giang Ninh mà đứng ra ứng chiến, ngươi gặp chuyện, thân làm thủ trưởng như ta có thể buông tay mặc kệ hay sao? Kẻ mặt Trần Quốc Đào tức giận mắng. Lão tử đã từng nói qua, chỉ cần cậu giúp cho quân khu Giang Ninh đoạt được chức vô địch thi đấu bộ đội đặc chủng đại bỉ võ, ta sẽ cho cậu một chỗ dựa vững chắc, một ngọn núi lớn để dựa vào. Bây giờ cậu đã thực hiện được lời hứa của mình, lẽ nào lão tử nói lại không giữ lời? Bùi Đông Lai thấy trong lòng ấm áp. Tuy rằng hắn không biết việc này nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng dùng ngón chân để nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra việc Diệp Thiên bị đánh tàn phế sẽ làm cho những lão nhân ở Diệp gia vô cùng tức giận. Tình hình lúc này, Trần Quốc Đào thủy chung không thay đổi, vẫn lựa chọn như cũ, giúp mình tìm Tiêu gia làm chỗ dựa vững chắc. Điều này quả là hiếm thấy. Dù sao đi nữa, Trần Quốc Đào lựa chọn như vậy, sẽ chẳng khác nào là đứng ở bên kia chiến tuyến với Diệp gia. Điều này cực kỳ không tốt cho con đường làm quan của Trần Quốc Đào, nói cách khác là Trần Quốc Đào đang chơi với lửa. Trần gia gia, ý tốt của ngài thì tôi xin tâm lĩnh. Nhưng để không ảnh hưởng tới ngài cùng gia tộc, ngài không nên vướng vào chuyện này. Trong lòng cảm động, Bùi Đông Lai không nhịn được, nhắc nhở Trần Quốc Đào. Trần Quốc Đào hỉ mũi, trừng mắt mắng. Thằng nhóc, lão tử đây, một lời nói ra là như đinh đóng cột, người sao như con đàn bà vậy. Cùng lão tử nói những lời vô nghĩa, chờ cậu về quân khu ta phạt ngươi 1 năm không được ra khỏi cửa. Ta là đàn ông, thật như vàng 10. Bùi Đông Lai nở nụ cười, cười xuất phát chân thật từ trong tâm hồn, ở cái thời đại con người đánh mất hết lương tâm, lại có thể gặp được một người kế thừa được tinh thần, nhiệt huyết của những tiền bối đi trước là việc khó gặp tới cỡ nào. Ha ha! Trần Quốc Đào nghe vậy, cất tiếng cười to, tiếng cười đầy sảng khoái. Chờ cho Trần Quốc Đào cười xong, Bùi Đông Lai nhẹ giọng hỏi.
Chuyện này nghiêm trọng tới mức độ nào? Chọc thủng lên trời. Trần Quốc Đào cười khổ nói. Bệnh viện ABC nằm ở phía tây của Yên Kinh, giáp với đường tàu điện ngầm số 1, là bệnh viện có quy mô lớn nhất trong quân đội. Ở nơi này bao gồm có chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe, dạy học, nghiên cứu khoa học, là một trong những căn cứ bảo vệ sức khỏe quan trọng của quốc gia. Bệnh viện này chịu trách nhiệm bảo vệ sự khỏe cho các vị đại lão nắm quyền trên đỉnh Kim Tự Tháp. Bởi vì nơi này sinh ra là để đảm bảo chữa trị sức khỏe cho các đại lão nên chia thành nội viện và ngoại viện. Ngoại viện dành cho người bình thường đến trị liệu, còn nội viện là nơi dành cho các vị đại lão có thân phận đặc biệt đến để chữa trị. Bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, trong ngoài đâu đâu cũng xâm nghiêm, tổng cộng có 6 trạm kiểm soát, còn âm tầm an bài cao thủ đại nội. Đừng nói là người thường, thậm chí là cán bộ của bệnh viện không được phép thì cũng không thể tiến gần lại nội viện. Bùi Đông Lai ở một căn phòng cao cấp trong ngoại viện, đãi ngộ cũng tính là không tệ, nhưng so sánh với đãi ngộ dành cho Diệp Phong thì không thể nào với tới. Diệp Thiên quả thật đang nằm ở nội viện làm phẫu thuật, tham dự phẫu thuật cho Diệp Thiên đều là các chuyên gia y học cao cấp. Ánh tà dương buổi chiều dần dần khuất sau đỉnh nói, trong một căn phòng đặc biệt cao cấp ở nội viện. Chu viện trưởng, thật không có biện pháp khác sao? Người đưa ra câu hỏi là một gã trung niên, gương mặt có vẻ phúc hậu. Họ Diệp tên Trung. Trước mắt, ở trong ngành hắn đảm nhiệm chức phó bộ trưởng, xét về năng lực cũng được xếp vào hàng ngũ thành viên trung tâm đời thứ ba của Diệp gia, bởi vì con trai hắn là Diệp Thiên có những biểu hiện xuất sắc, được Diệp lão gia tử coi trọng, hắn ăn theo ánh hào quang của con trai tiến vào hàng ngũ thành viên trung tâm của Diệp gia. Ngay lúc này, biết được con trai của mình sau này sẽ hoàn toàn trở thành một phế nhân, đã vậy lại còn có thể trở thành kẻ bệnh, sống đời sống thực vật. Quan chức cao cấp Diệp Trung không thể bảo trì trấn định, trong giọng nói đã tràn ngập vẻ lo lắng. Thật có lỗi, Diệp Bộ trưởng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Viện trưởng có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Trung, nhưng cũng không thể làm khác hơn, đồng thời hắn cũng không nhịn được mà âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai ra tay ngoan độc. Cảm ơn. Nghe được câu trả lời dứt khoát từ viện trưởng, trong nháy mắt, Diệp Trung như bị rút hết sức lực toàn thân, máy móc nói cảm ơn. Viện trưởng thấy thế, không nói thêm điều gì, mang theo nhân viên của mình rời khỏi phòng bệnh. Tiểu Thiên. Sau khi viện trưởng rời đi, mẹ Diệp Thiên tựa vào đầu giường vừa gọi tên Diệp Thiên vừa đau khổ rên rỉ. Diệp Trung, tôi không quan tâm ông làm như thế nào, nhất định phải nhanh chóng báo thù cho Diệp Thiên. Khóc lóc thảm thiết, mẹ của Diệp Thiên như nhớ tới cái gì đó, đứng dậy, bám vào Diệp Trung, nước mắt đầm đìa, hận ý ngút trời nói. Không có câu trả lời, cho dù Diệp Trung biết người đả thương con trai hắn là ai, ở đâu, nhưng ở Diệp gia, người cầm quyền hiện tại là Diệp Thạch lại lên tiếng cấm hắn làm tất cả mọi chuyện báo thù. Diệp Trung, nếu vì chuyện này làm cho lão gia tử ở nhà tức giận, ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của ông sau này, vậy tôi đi làm. Thấy Diệp Trung không nói lời nào, mẹ của Diệp Thiên dường như cũng hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng của Diệp Trung, đỏ mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ dáng giống như bằng mọi giá phải báo thù được cho Diệp Thiên. Dứt tiếng nói, nàng buông Diệp Trung ra, rời khỏi bệnh viện. Đứng lại, nhìn thấy mẹ của Diệp Thiên sắp rời khỏi phòng bệnh, Diệp Trung nhìn Diệp Thiên trở thành phế nhân, hít một hơi hấy lại tinh thần, lớn tiếng gọi mẹ Diệp Thiên trở lại. Diệp Trung, ông coi trọng con đường làm quan của ông, còn tôi không cần. Tôi chỉ có một đứa con trai, hiện tại bị người ta đánh thành phế nhân. Tôi sẽ không để cho tên vương bát đản đó sống dễ chịu. Mẹ Diệp Thiên tràn đầy hận ý, tức giận nói. Hồ đồ! Diệp Trung quát lạnh một tiếng. Ông! Mẹ Diệp Thiên tức giận run rẩy cả người, đưa tay chỉ Diệp Trung nhưng giận quá nên không đưa tay lên được. Bà nghĩ rằng tôi không muốn nhanh chóng báo thù cho Tiểu Thiên hay sao? Sắc mặt Diệp Trung trở nên cực kỳ âm trầm, hai nắm tay nắm chặt, răng rắc, kêu lên. Tôi hận không thể ngay lập tức phái người đi phế cái tên tiểu vương bát đản kia đi. Mẹ Diệp Thiên trầm mặc không nói. Bà phải hiểu, Tiểu Thiên tham gia ở trong trận đấu, bị thương, dựa theo quy định của trận đấu, chúng ta không có cớ gì đi tìm hắn, mà quan trọng hơn là, thân phận của hắn bà cũng đã biết. Diệp Trung nói tới đây, dừng lại một chút. Chuyện này không phải chúng ta có thể làm chủ, nhất định do lão gia tử đến định đoạt. Nhưng mà... Tuy rằng mẹ của Diệp Thiên cũng hiểu chuyện này, nhưng thấy đứa con duy nhất của mình bị đánh thành cho như vậy, nàng không thể làm cho mình tỉnh táo là suy nghĩ mọi chuyện.
không nhưng nhị gì cả. Diệp Trung lạnh lùng nói. Bà được gả vào Diệp gia từ ngày đó, bà phải hiểu rằng, trong Diệp gia, tất cả mọi người hành động, không phải là hành động của cá nhân mà còn phải đại biểu cho cả Diệp gia. Két, két. Vào lúc đó, không đợi mẹ Diệp Phong mở miệng nói, cửa phòng bệnh mở ra, người mở cửa là một người đàn ông trung niên đeo kính, tuy không phải là một thành viên của Diệp gia, nhưng toàn Diệp gia không ai không biết hắn. Bởi vì, hắn là thư ký của Diệp Thạch, phụ tá trưởng. Mở cửa phòng bệnh ra, thư ký của Diệp Thạch từng bước lui ra, sắc mặt của Diệp Thạch âm trầm bước vào phòng bệnh. Thư ký đưa tay đóng cửa. Cha! Cha! Nhìn thấy Diệp Thạch, Diệp Trung đứng dậy chào hỏi, mẹ Diệp Thiên cũng không khóc nữa, mà đứng lên chào hỏi. Không để ý đến hai người, Diệp Thạch bước đến giường bệnh, thấy Diệp Phong nằm yên không nhúc nhích. Khuôn mặt không giận mà uy làm cho người khác phải kinh sợ, trong con người hiện lên một tia hàn quang làm lạnh lòng người, quay sang hai người hỏi. Tình huống thế nào rồi? Vài lời dịch giả, đi em mấy thằng khựa, chỗ nào cũng không giận mà uy, hàn quang lạnh thấu xương, sát khí làm ngộp thở. Với Ken mà nói, nó cầm cái súng dí vào đầu mình, đang cười thật tươi cũng sợ gần chết, sợ ở đây chả phải là sát khí cục xít gì mà là sợ cái súng, sợ cái nó cầm làm uy hiếp tính mạng thôi. Biết là văn thơ thì phải thế, nhưng hình như mấy thằng tác giả này nó học cùng một trường, một thầy gia hay sao ấy. Bối cảnh quanh đi quẩn lại cũng là nhị thế tổ đấu với Pro, đủ âm mưu nhưng rồi không thắng, lôi lão đại gia đình ra, nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay. Còn có thể oánh nhau mở mọi chỗ, mọi nơi, gặp chuyện tất tần tật mọi địa điểm, rạp phim, quán ăn, quán nhậu, bến xe, sân bay, trên máy bay, trên xe bus. Khỏe oánh nhau quá. Chu viện trưởng nói. Sau này Tiểu Thiên sẽ hoàn toàn là một phế nhân, hơn nữa, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, có thể còn trở thành người thực vật. Diệp Trung vội vàng đáp. Diệp Trung vừa nói xong, không đợi Diệp Thạch lên tiếng, mẹ của Diệp Thiên nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Cha, Tiểu Thiên rất thảm, cha phải chủ trì công đạo cho Tiểu Thiên. Lồn cái chù, ngu thì chết chứ ốm đau gì. Nghe thấy lời của vợ mình, Diệp Trung vội biến sắc, vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản. Không cho bà ta nói nữa. Tiểu Thiên có thể trở thành phế nhân, không không thể sống đời sống thực vật. Nói cho Chu viện trưởng biết, ta không quan tâm hắn làm cách nào, nhất định phải như vậy. Diệp Thạch không nhìn mẹ Diệp Thiên, dùng một giọng điệu không thể kháng cự nói với Diệp Trung. Đã biết thưa cha. Diệp Trung đưa ra câu trả lời thuyết phục. Diệp Thạch không nói lời vô ích, nhíu mày thật sâu, liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. 2 phút sau, Diệp Thạch ngồi trên chiếc ô tô có treo kinh vi không hai rời đi khỏi nội viện. Trong ô tô, gương mặt của Diệp Thạch không biểu cảm, cầm điện thoại, bấm một dãy số thần bí. Tại sao lại không ngăn cản chuyện này? Diệp Thạch lạnh lùng hỏi. Tính khí của Tiểu Thiên thì ngài cũng quá hiểu. Bên kia, thân là Long Vương Diệp Cô Thành, mặt không chút thay đổi nói. Ta đang hỏi cậu, tại sao cậu không đi đến hiện trường, tự mình ngăn cản? Diệp Thạch quát lớn, không thể che giấu lửa giận. Nếu tôi ngăn cản hắn, là sỉ nhục hắn, mà đối với quân nhân cũng chính là vũ nhục. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói. Diệp Thạch trầm mặc vài giây đồng hồ, cúp điện thoại, bấm thêm một dãy số. Lão Tần, đêm nay có thì giờ rảnh không? Khi điện thoại được nối thông, Diệp Thạch không biểu hiện lạnh lùng như trước, mà giọng nói đã trở nên nhu hòa đi rất là nhiều, giống như hai ông bạn già đang ngồi nói chuyện phiếm. Ông đã lên tiếng, không có thời gian cũng phải có thời gian. Đầu bên kia điện thoại, gia chủ của Tần gia là Tần Hồng Sơn cười đáp. Tốt lắm, để tôi cho người làm vài món nhậu, đêm nay chúng ta làm vài chén. Diệp Thạch đưa ra lời mời. Được, Tần Hồng Sơn sảng khoái đưa ra câu trả lời. Cúp điện thoại, khóe miệng Tần Hồng Sơn lộ ra một nụ cười. Chuyện gì khiến cho cha cao hứng như vây? Người đến báo tình hình bộ đội đặc chủng. Tình huống đại bỉ võ Tần Tranh thấy thế liền hỏi. Điện thoại của Diệp Thạch. Ý người trên mặt Tần Hồng Sơn càng đậm. Hắn hẹn tối nay tới chỗ của hắn uống rượu. Hả? Tần Tranh nghe vậy, đồng tử đột nhiên mở rộng. Diệp gia cần phải đưa xính lễ rồi. Chấm. 1 giờ sau, Tần Hồng Sơn đón xe đi đến Hoàng Gia Lâm Viên nơi ở Diệp Thạch. Còn Tần Tranh thì đi xe trở về đơn vị, chuẩn bị xử lý mấy cái văn kiện quan trọng. Reng. Ninh. Không đợi Tần Tranh đến đơn vị chỉ huy, di động của hắn vang lên.
Tần Tranh cầm di động lên, nhìn thấy là vợ hắn, Tiếu Ái Linh gọi điện thoại tới. Ông nhanh chóng lại đây một chuyến. Điện thoại nối thông, thân là người đứng đầu một doanh nghiệp là nước nhưng giọng mang theo vài phần lo lắng nói. Tần Tranh nhíu chặt lông mày, hỏi lại. Có chuyện gì? Đông Tuyết biết được tiểu tử đó bị thương, muốn đến bệnh viện làm ầm lên. Tôi ngăn không được. Tiếu Ái Linh mang theo vài phần lo lắng nói. Bà cứ trấn an tinh thần nàng đi, tôi đến liền. Trần Tranh trầm ngâm sau đó đưa ra câu trả lời thuyết phục. Sau đó nói người lái xe ô tô đi đến Tần Gia Tứ Hợp Viện, nơi đang giam lỏng Tần Đông Tuyết. Nửa giờ sau, Tần Tranh ngồi xe hơi đến nơi, phòng vệ không thua gì nhà của một vị thị ủy, đến trước một căn nhà theo kiểu Tứ Hợp Viện thì dừng lại. Dịch Tứ Hợp Viện nôm na là bốn dãy nhà xây đối mặt lại với nhau, ở giữa có cái sân. Sau khi xuống xe, Tần Tranh bảo thư ký cùng lái xe ở bên ngoài chờ mình, một mình đi vào Tứ Hợp Viện. Trong một gian phòng, Tiểu Ái Linh cùng mẹ chia ra ngồi hai bên ghế salon, mang theo vài phần lo lắng nhìn vào một căn phòng khác. Ở bên trong, nhìn thấy Tần Tranh đi vào, Tiểu Ái Linh cùng với Vũ Lan đồng thời đứng dậy, vẻ mặt của Tiểu Ái Linh bồn chồn chỉ vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Tần Tranh im lặng, đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói. Đông Tuyết, là cha. Két, két. Vài giây sau, cửa phòng được mở ra, mắt của Tần Đông Tuyết đỏ au. Nước mắt còn vương lại trên mặt, vẻ mặt quật cường đứng ở cửa phòng. Thấy một màn như vậy, Tần Tranh ầm thầm có chút hối hận. Cho dù trong kỳ nghỉ hè, sau khi Bùi Đông Lai đến Yên Kinh, nàng đồng ý bị giam lỏng, nhưng yêu cầu Tần Tranh phải nói cho nàng biết hành tung của Bùi Đông Lai không được giấu giếm. Vào trong rồi nói. Cảm thấy hối hận, Tần Tranh cười nhe, xoa đầu Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết giữ im lặng, đi theo sau Tần Tranh, tới bàn đọc sách. Thấy Tần Tranh ngồi xuống ghế, vẻ mặt quật cường nói. Hắn bị thương, con muốn nhìn thấy hắn. Không được. Tần Tranh ngay lập tức nói, giọng nói không thể nghi ngờ. Con phải đi. Tần Đông Tuyết nắm chặt hai tay, đỏ mắt lên nhìn chằm chằm Tần Tranh, hai bên đối mặt nhau. Hắn chỉ bị thương ở vai trái, không có gì là nghiêm trọng cả, con có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì. Tần Tranh giải thích. Có ảnh hưởng. Tần Đông Tuyết nhíu mày nói. Đi và không đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn vì con trả giá nhiều như vậy, vì cái gì mà còn không thể bù đắp một chút. Bởi vì con sinh ra ở Tần gia. Tần Tranh trầm giọng nói. À, nghe thấy Tần Tranh nói vậy, Tần Đông Tuyết giận quá hóa cười nói. Đúng rồi, là vì con xuất thân từ Tần gia, cho nên hôn nhân của con phải theo sự sắp đặt của cha mẹ, không được tổn hại tới lợi ích của gia tộc. Cho nên cha cùng ông nội đem con thành hàng hóa, thử xem cha của Đông Lai và Diệp gia ai đưa lễ nặng hơn, sau đó đem con bán đi có đúng không? Bên tai vang lên lời nói tức giận của Tần Đông Tuyết, chân mày Tần Tranh nhíu lại. Nhíu mày không phải là bất ngờ vì Tần Đông Tuyết có thể đoán ra mọi chuyện, mà là lời nói của Tần Đông Tuyết quả trực tiếp, mạnh mẽ đem mọi che giấu xé nát. Con đã biết, vậy thì con nên hiểu, trước khi hai bên đưa ra lễ hỏi. Mọi chuyện con không thể tự quyết. Trần Tranh nhíu mày thở dài nói. Chưa kể đến, vừa rồi Diệp gia đã đặt xính lễ rồi. Xính lễ ư? Nghe được Tần Tranh nói vậy, Tần Đông Tuyết ngẩn người ra, cắn chặt môi, nhìn Tần Tranh vẻ mặt lạnh lùng, để mặc cho nước mắt chảy dài xuống gương mặt nói. Cha có từng nhớ, lúc trước đi khỏi Thẩm Thành, cha nói với con, chỉ cần 4 năm sau, Bùi Đông Lai có đủ dũng khí và tư cách bước vào Tần gia. Cha là người đầu tiên ủng hộ việc chúng con ở cùng một chỗ. Trong lòng Tần Tranh vừa động, vẻ mặt tỏ ra phức tạp. Cha im lặng nghĩa là cha không quên. Tần Đông Tuyết để mặc cho nước mắt chảy vào miệng nói. Như vậy cha hãy nói cho con biết, ở khu vực kinh tế, hắn ta có thể sáng tạo ra một hệ thống mới, có thể ở Đại hội Võ thuật Bộ đội đặc chủng cả nước, trong cuộc thi đấu đại bỉ võ làm cho đội dự bị Long Nha toàn bộ bị đánh bại, đạt được 3 chức quán quân. Hắn có hay không cái tư cách tiến vào cửa lớn nhà Tần gia không? Im lặng. Tần Tranh, không phản bác được. Cha cho con biết, có hay không có. Thấy Tần Tranh không nói lời nào, Đông Tuyết nắm chặt hai tay rồi đột nhiên đề cao âm thanh, lớn tiếng chất vấn. Diệp Tranh vanh cùng hắn thì tính là cái gì? Cha nói cho con biết đi. Có. Tần Tranh nhẹ nhàng thở dài. Vậy cha sẽ thực hiện lời hứa lúc trước sao? Khuôn mặt của Tần Đông Tuyết đầy lệ, hỏi.
Đông Tuyết, cha. Con hận cha. Tần Đông Tuyết vô lực nhắm mắt lại, sau đó mở hai mắt, vẻ mặt kiên quyết nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng con mong cha hiểu một chuyện, con chỉ làm vợ của Bùi gia, chết cũng không hối hận. Tờ mờ sáng, Quý Hồng đã đến Yên Kinh, trên người mặc một bộ áo gió màu đỏ, lái chiếc xe BMW 7. Chạy nhanh về hướng Yên Kinh, lòng vòng một hồi tới một con hẻm nhỏ nhưng tiếng tăm lại thật lớn. Sở dĩ nói tiếng tăm lớn là bởi vì ở trong ngõ nhỏ kia tồn tại hơn 10 ngôi nhà kiểu tứ hợp viện, so với hàng hồ, Thanh Long Sơn Trang thì cho dù là người có tiền cũng không mua được. Tia nắng đầu tiên của ngày mới, xuyên qua đám mây từ phía đông chiếu xuống. Quý Hồng ngồi ô tô đến ngõ nhỏ, lại trước một căn tứ hợp viện, xuống xe nhẹ tay gõ lên cửa. Két, kẹt. Nương sau tiếng mở cửa, cánh cửa được mở ra. Người mở cửa mặc một thân trường bào màu trắng, làm cho người ta có cảm giác không nhiễm một hạt bụi, cùng với cái khí chất hoàn mỹ, ngạo khí ngút trời dung hợp lại với nhau. Sư phụ. Nhìn thấy một thân ảnh mặc trường bào trắng, cô độc phong ảnh. Quý Hồng có chút kích động. Vào đi. Kẻ cả đời kiêu ngạo, cô độc phong ảnh nhìn thấy đồ đệ duy nhất của mình thì liền lộ ra một nụ cười thản nhiên. Quý Hồng gật đầu, đi vào bên trong tứ hợp viện, nhìn thấy Bùi Vũ Phu đang ngồi trên một cái ghế đá, trên bàn đá bày ra một bàn cờ vây, ván cờ đang đánh được một nửa. Bùi thúc. Nhìn thấy Bùi Vũ Phu không còn bộ dáng lôi thôi, Quý Hồng ngẩn người ra, sau đó vội vàng hành lễ. Quý nha đầu, sư phụ của cô đã thua ta 3 ván rồi, ván này cũng sắp thua. Cô có muốn giúp sư phụ cô không? Bùi Vũ Phu cười hỏi. Ách! Nghe được lời nói của Bùi Vũ Phu, Quý Hồng hơi giật mình, nàng thật không ngờ tới lúc này rồi mà Bùi Vũ Phu vẫn còn có thời gian rảnh rỗi, ngồi đây nói chuyện lịch sự, tao nhã cùng sư phụ mình đánh cờ. Không được! Cô độc phong ảnh cả đời cô độc, cao ngạo, chỉ khi ở cùng với Quý Hồng, Bùi Vũ Phu mới có thể thấy thoải mái, nghe thấy Bùi Vũ Phu nói thế, tức giận la lớn. Quý Hồng thấy sư phụ mình làm ra bộ mặt như trẻ con, không nhịn được cười, sau đó đi tới tước hướng Bùi Vũ Phu nói. Bùi thúc, ngài gọi cháu tới có việc gì cần phân phó sao? Có hai việc, thứ nhất, Đông Lai bị thương, nhưng thương thế không nặng, cô tới bệnh viện giúp ta chuyển lời tới hắn. Bùi Vũ Phu cầm lấy một con cờ, mân mê ở trong tay. Thứ hai, việc Đông Lai tiến tới với Tần gia. Cô liên lạc với các quan chức trong tập đoàn Đông Hải xem phản ứng cùng với lựa chọn của bọn họ. Được. Quý Hồng lên tiếng đáp, sau đó, do dự một chút rồi nói. Bùi thúc, xét tình thế hiện tại, đoán rằng những người đó cũng không muốn đi chung với Đông Lai. Không dám ngồi chung thuyền thì tốt, nhưng chỉ sợ trước mặt thì không có gì, nhưng sau lưng ra tay mượn gió bẻ măng. Giờ phút này, trên mặt của Bùi Vũ Phu hoàn toàn không có vẻ mặt tươi cười phúc hậu. Mà thay vào đó là vẻ mặt đăm chiêu. Sự việc lần này xảy ra, là do những người đó quá cứng nhắc. Đúng vậy, Bùi thúc. Quý Hồng theo bản năng đưa ra một câu trả lời, nhưng trong lòng rung động cực manh, chẳng lẽ Bùi TTH Túc có cơ hội chắc thắng. 10 phút sau, Quý Hồng rời khỏi tứ hợp viện, Độc Cô Phong Ảnh ngồi trên ghế đá, nhưng không có ngay lập tức cầm quân cờ, mà lại mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Vũ Phu, tại sao ông lại không tự mình đi đến đó? Tôi luôn ủng hộ mọi lựa chọn của nó, cho nên, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ tôi sẽ không xuất hiện. Bùi Vũ Phu nói xong, bật cười, cười theo kiểu thật thà phúc hậu như cũ. Huống chi, ông không nhận thấy rằng, đứng ở đằng sau quan sát hắn từng ngày trở nên lớn mạnh, là một chuyện rất hạnh phúc hay sao? Nếu tôi đoán không sai, ông biết chắc được rằng trong đợt tỷ võ của bộ đội đặc chủng Đại Bỉ Võ, hắn đột phá đại thành, lĩnh ngộ được bộ pháp kia, cho nên ông mới lớn mật yên tâm để cho hắn cùng với đồ đệ của Diệp Cô Thành quyết đấu phải không? Cô độc phong ảnh cười khổ không thôi, hắn là người hiểu hơn ai hết, Bùi Vũ Phu trong mọi thời khắc đều chú ý bảo vệ cho Bùi Đông Lai. Tôi chỉ tính đến chuyện hắn có thể lĩnh ngộ bộ pháp kia thôi. Bùi Vũ Phu cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được bộ pháp kia thì có thể chiến thắng. Nhưng mà không nghĩ tới lắn lại làm cho chúng ta vui mừng và sợ hãi. Vũ Phu, dựa như lời ông nói, một năm trước mới bắt đầu luyện võ, sau khi đến Đông Hải mới tiếp xúc với vũ khí, vậy thì tại sao thực lực của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy? Cô độc phong ảnh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bùi Vũ Phu cười khổ lắc lắc đầu. Đối với chuyện này, hắn cũng thắc mắc trong lòng, không hiểu tại sao.
Chấm. Ngũ Cương, Tiểu Trư đợi 5 tên đội viên trong tiểu đội đặc chiến Đằng Long mang theo trái cây, hoa tươi đến phòng bệnh thăm Bùi Đông Lai. Trong phòng bệnh, đã trải qua một đêm nghỉ ngơi nên khí sắc Bùi Đông Lai đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vì thể lực cạn kiệt toàn bộ, cho nên cảm thấy dường như cả người bải hoải, vô lực. Vào đi. Tuy mất hết sức lực nhưng không ảnh hưởng tới thính lực của Bùi Đông Lai. Đám người Ngũ Cương chưa đến cửa phòng bệnh hắn đã nghe được bước chân, đoán được là đám người này. Thấy đám người đứng trước cửa phòng bệnh trộm nhìn mình, không nhịn được cười, nói. Năm người thấy Bùi Đông Lai đem ánh mắt ném về phía bọn hắn, cười cười đẩy cửa bước vào. Đông Lai, cảm thấy thế nào? Bước vào phòng, Ngũ Cương đại diện năm người hỏi. Bùi Đông Lai cười cười. Không có việc gì. Đông Lai, có chuyện cậu không biết, những huynh đệ khác biết được mọi chuyện cậu làm, đều giống như được uống tiết gà, gào khóc, nói là chờ cậu trở về uống rượu chúc mừng. Ngũ Cương nói, việc này tôi đã xin thủ trưởng rồi, khó khăn lắm mới được phê chuẩn. Vốn là tôi cũng tính xin ra viện, nhưng bác sĩ không cho. Bùi Đông Lai với vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không vội, không vội. Ngũ Cương cười cười, sau đó vẻ mặt thu liễm nụ cười. Nhìn khuôn mặt đã khôi phục được vài phần huyết sắc của Đông Lai, chân thành nói. Đông Lai, cảm ơn ngươi. Biến. Bùi Đông Lai biết Ngũ Cương cảm tạ mình là vì chuyện ở Giang Ninh quân khu hướng ba người kia mà chửi. Đông Lai, tôi hiểu được, cơ hội cậu ở lại bộ đội là rất thấp, mà cơ hội ở lại đơn vị bộ đội đặc chủng Đằng Long là gần như không có. Ngũ Cương thở dài nói. Nhưng, cậu hãy vĩnh viễn nhớ kỹ. Đơn vị bộ đội đặc chủng Đằng Long là nhà của Bùi Đông Lai cậu, nơi đó có anh em của cậu, vĩnh viễn mở rộng cửa, khi nào cậu muốn trở về thì cứ việc. Bá! Nói hết câu, tay phải của Ngũ Cương nắm chặt, đưa ra phía trước. Bá 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 bá! Bốn người Tiểu Trư cũng giống như Ngũ Cương, đưa tay phải ra. Mãi mãi là anh em! Bộp! Bùi Đông Lai giữ im lặng, chia tay ra nắm ấy, nắm thật chặt. Cùng đám năm người Ngũ Cương nắm chặt tay nhau. Vô thanh thắng hữu thanh. 10 phút sau, đám người Ngũ Cương rời khỏi phòng bệnh, theo lệnh cấp trên trở về quân khu Giang Ninh. Két, két. Đám người Ngũ Cương vừa đi khỏi, cửa phòng bệnh lại được người ta đẩy ra. Quý Hồng mặc áo gió màu đỏ xuất hiện ở cửa. Theo thói quen, dùng ánh mắt cầu hôn mà nhìn Bùi Đông Lai. Dùng giọng nói mê hoặc, chết người quyết không đền mạng nói. Lão bản thân mến. Ngài có khỏe không? Ách! Ngạc nhiên thấy được Quý Hồng xuất hiện ở cửa, Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn người ra. Quý Hồng cười hì hì, đóng cửa phòng bệnh, mang theo trái cây cùng hoa tươi hướng tới giường bệnh. Cô biến thành nữ thanh niên văn nghệ từ khi nào? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Lão bản thân mến, chẳng lẽ ngài không biết tôi là bách biến nữ lang hay sao? Quý Hồng đặt mọi thứ xuống, cởi cái áo gió màu đỏ. Thân trên chỉ mặc một chiếc áo cổ chữ V. Lộ ra hai khe giữa ngực trắng như tuyết, rất mê người. Tôi nghe nói, nhiều người nằm trong bệnh viện lâu ngày, thấy y tá gợi cảm, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Ngài có bị như vậy hay không? Chẳng lẽ cô có thể đóng vai nữ y tá nữa hay sao? Trả qua thời gian ở chung dài như vây, Bùi Đông Lai đã sớm thích ứng với sự trêu chọc của Quý Hồng, không cảm thấy xấu hổ mà còn đáp trả lại một câu. Quần ngắn hở đùi trắng, đặc biệt là đồng phục y tá, giày cao gót màu đen. Quý Hồng nói xong, mở rộng vòng một, cầm lấy một trái chuối tiêu làm ra một động tác rất chi là XXX, liếm từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều được chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo ngài hài lòng. Hành động kiểu này của Quý Hồng làm cho đám nam nhân thú tính sôi trào, đã vậy bên tai lại vang lên âm thanh dụ hoặc, chết người không đền mạng. Làm cho đầu Bùi Đông Lai toàn màu đen, bị đánh bại hoàn toàn. Lão bản thân ái, tôi đã nghe nói những chuyện kinh thiên động địa ngài làm ở Yên Kinh, giờ đây nghe đồn trong quân đội ngoài Diệp Cô Thành ra thì ngài là người khủng bố nhất. Quý Hồng dùng bàn tay trắng nõn, xuân như ngó hành nhẹ nhàng lột vỏ cuối. Nhưng mà không hiểu sao tôi thấy, hình như là hữu danh vô thực nhỉ. Chẳng lẽ chính là cái kiểu anh hùng không qua ải mỹ nhân trong truyền thuyết hay sao? Tôi không phải là anh hùng. Bùi Đông Lai tức giận nói. Khanh khách. Quý Hồng nũng nịu cười, rồi đem trái chuối đã lột vỏ đưa tới miệng Bùi Đông Lai, thổi một hơi thơm ngát rồi nói. Hôn trước, rồi tới liếm, sau đó là cắn. Bùi Đông Lai nắm trái chuối tiêu ném mạnh về phía Quý Hồng thoải mái tránh thoát,
sau đó giống như dâm phụ, câu dẫn được trai tơ, phóng đãng cười to, cười tới mực hai bầu ngực đổ sộ rung lên liên hồi. Tình huống hiện tại như thế nào rồi? Vui đùa đi qua, Bùi Đông Lai nhìn không được hỏi, ngày hôm qua sau cuộc nói chuyện với Trần Quốc Đào hắn hiểu được tình huống có chút nghiêm trọng, nhưng cụ thể tới mức nào thì Trần Quốc Đào không có nói rõ. Lão bản thân ái, quả thực ngài đã chọc vào một tổ ong vò vẽ. Thấy Bùi Đông Lai nói đến chính sự, Quý Hồng cũng không để ý, vẻ mặt cười đùa như cũ nói. Cái tên bị cậu đánh cho tàn phế cũng ở trong bệnh viện này, nhưng là khu nội viện. Khi hắn vừa đến, tất cả mọi người của Diệp gia, tất cả thành viên trung tâm của Diệp gia đều đến hỏi thăm hắn. Cả người nắm quyền Diệp gia, Diệp lão gia tử cũng đến. Trừ chuyện đó ra, tối hôm qua, Diệp Thạch cùng với Tần Hồng Sơn gặp mặt. Quý Hồng nói không sót chuyện gì. Vậy hả? Cũng đoán được Diệp gia sẽ hành động, nhưng Bùi Đông Lai không ngờ Diệp Thạch sẽ phản ứng nhanh như vậy. Cực kỳ sửng sốt, Bùi Đông Lai vừa nghi hoặc vừa hỏi. Làm sao cô biết được? Cha của cậu nói. Quý Hồng cười nói. Ách! Ngắc nhiên nghe lời Quý Hồng nói, Bùi Đông Lai không tránh khỏi một trận kinh hoàng, khẽ nhếch miệng sửng sốt nửa ngày. Sau khi nghĩ tới con trai Bạch Quốc Du từng nói với mình, Bùi Vũ Phu từng đi qua Bạch gia, cười khổi nói. Chắc chắn là ông ấy đang ở Yên Kinh nhỉ? Quý Hồng gật gật đầu, mang theo vài phần khó hiểu, nói. Tôi hỏi ông ấy vì sao không tới tìm cậu, ông ấy nói chắc chắn cậu hiểu được ý của ông ấy. Bùi Đông Lai trầm mặc. Hắn biết Bùi Vũ Phu không đến tìm hắn, là bởi vì Bùi Vũ Phu biết hắn muốn thông qua cố gắng của mình để cho Tần gia thấy rằng hắn, Bùi Đông Lai có tư cách tiến vào cửa lớn của Tần gia. Mặt khác, cha của cậu nhờ tôi chuyển cho cậu một câu. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, lại nói. Câu gì? Trời sập xuống, qua tử khiêng. Bùi Đông Lai cả người rung mạnh. Hắn không khỏi nhớ tới, lúc trước Bùi Vũ Phu cùng hắn bước vào trang viện của Nạp Lan gia, coi rẻ hết thảy, khí phách đánh cho Nạp Lan Trường Sinh tàn phế. Ngày nào đó, Bùi Vũ Phu đập tan trang viện nhà Nạp Lan cũng nói ra mấy chữ này. Ngày nào đó qua đi, ngoài tên Nạp Lan Minh Châu không biết trời cao đất dày, còn tất cả những kẻ khác trong Nạp Lan gia cũng không dám phóng một cái dám. Hiện giờ, Bùi Vũ Phu còn nói ra mấp chữ này, nghĩa là như thế nào? Sau khi tập đoàn Hồng Hải, tập đoàn Thiên Tường, tập đoàn Vân Đạt hợp lại tạo thành tập đoàn Đông Hải thì tập đoàn Đông Hải đã trở thành một tập đoàn lớn và nổi tiếng trong nước. Yên Kinh thân là một phân bộ của tập đoàn Đông Hải, nên có hơn 10 công ty con. Trong đó bao gồm bệnh viện tư nhân, các tỷ phần mềm máy tính. Bởi vì Bùi Đông Lai chỉ có thể ở ngoại viện mà Diệp Thiên lại hưởng thụ được các vị đại lão cho ở trong nội viện. Điều này đã khiến Quý Hồng vô cùng khó chịu cho nên Quý Hồng đã đề nghị Bùi Đông Lai chuyển đến bệnh viện Đông Tường. Bởi vì thương thế của Bùi Đông Lai cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà hắn vẫn cần được nghỉ ngơi cho nên sau khi chuyển viện thì Bùi Đông Lai đã đề nghị không cần Quý Hồng phải chăm sóc cho hắn nữa nhưng mà kết quả đã bị Quý Hồng bác bỏ bởi vì nàng đã nói là do nàng nhận được sự ủy thác của Bùi Vũ Phu. Cô có nhiều việc thì cứ đi làm đi, không cần chăm sóc cho tôi. Trong một gian phòng bệnh cấp cao trong bệnh viện Đông Tường, Bùi Đông Lai thân mang một bộ y phục bệnh nhân, người cột băng, ngửa đầu trên giường bệnh, vẻ mặt buồn bực nhìn vào Quý Hồng ngồi ở phía đối diện. Khanh khách, thấy được vẻ buồn bực trên mặt Bùi Đông Lai, Quý Hồng cười. Lão bản thân ái, tỷ đây được đại lão bản nói tới chiếu cố cậu, nếu không có đại lão bản phê chuẩn thì tỷ phải túc trực 24/24 bên cạnh cậu. Ách, mắt thấy Quý Hồng lấy Bùi Vũ Phu ra thì Bùi Đông Lai cảm thấy đau đầu. Vậy cô có thể đúng đắn một chút được không? Chẳng lẽ tỷ đây không đúng đắn sao? Quý Hồng cúi đầu bộ đồ y tá mình đang mặc trên người. Cô biết cô làm như thế thì sẽ khiến cho người ta muốn phạm tội không? Bùi Đông Lai nhìn Quý Hồng, khóc không ra nước mắt. Từ ánh mắt của Bùi Đông Lai thì có thể thấy được bộ y phục trên người Quý Hồng không phải là y phục y tá của bệnh viện. Cổ áo mở rộng ra có thể thấy được chiến hào ở bên trong thậm chí còn có thể thấy được chiếc lây và hai cái bánh bao ở bên trong. Ngoài ra, bởi vì bộ trang phục y tá quá ngắn cho nên có thể thấy được vòng eo bằng phẳng của Quý Hồng. So với bên trên mà nói thì nửa thân dưới của Quý Hồng càng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân hơn. Bên dưới nàng mặc chiếc váy màu trắng cực ngắn, hai cái đùi đẹp được hai chiếc tất chân màu trắng bao lấy, dưới chân là một đôi giày đỏ cao gót. Đôi môi đỏ mọng, chiếc mũ y tá trên đầu nàng cũng màu đỏ.
Hơn nữa, nàng giống như một con mèo nhỏ nằm ở trên giường bệnh, hai chân giang ra làm cho Cảnh Xuân hiện ra ngoài. Tỷ còn chưa thấy tội phạm à? Quý Hồng bĩu môi sau đó bắt chéo hai chân lại, chỉ vào một nữ y tá, nói. Lão bản thân ái, cậu thấy nàng ta gợi cảm hay là tỷ đây gợi cảm? Cặp mắt Bùi Đông Lai trắng dã. Xem ra là cậu cảm thấy nàng ta gợi cảm hơn tỷ a. Quý Hồng thấy thế thì sắc mặt liền biến đổi, so với cởi quần thì nhanh hơn. Một khi đã như vậy thì ngày mai tỷ sẽ mặc giống nàng ta, để cho cậu trợn mắt hảo hảo mà nhìn. Bà cô, tôi sai rồi, tôi thề sẽ không chọc cô nữa. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, sở dĩ Quý Hồng ăn mặc như thế là bởi vì Bùi Đông Lai coi thường Quý Hồng không câu dẫn nổi hắn. Hơn nữa còn nói những lời trêu chọc làm khơi dậy tâm lý háo thắng trong người Quý Hồng. Dùng lời nói của Quý Hồng thì nếu tỷ không để cậu cứng lên thì tỷ liền cạo chọc làm ni cô. Hừ, rầm rầm gì gì. Quý Hồng đắc ý nhìn vào chiếc buồng giữa hai đùi của Bùi Đông Lai. Từ ngày hôm qua đến giờ, cậu đã dương buồng gần 10 giờ, cho dù là cao thủ ám kính cũng cảm thấy khó chịu, nói đi có khó chịu không nào. Bùi Đông Lai nhắm mắt lại giả chết. Đông Lai đệ đệ thân ái, có muốn tỷ giúp hạ hỏa không? Quý Hồng cười hì hì hỏi. Cút! Bùi Đông Lai cầm gối đầu giường rồi ném tới Quý Hồng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Hắn biết rõ Quý Hồng làm như vậy là để hắn trở nên bình tĩnh, đối mặt với chuyện kế tiếp. Quý Hồng né được cái gối do Bùi Đông Lai ném ra, vừa muốn phản kích lại thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng nao nao. Xuống giường đi đến cái bàn, từ trong túi lấy ra điện thoại. Thấy được số gọi đến là một số lạ. Thân chủ tịch tập đoàn Đông Hải ngoài sáng thì số điện thoại di động của Quý Hồng có tính bí mật cực cao, người thường không có khả năng biết được. Đối với việc này, thấy số điện gọi đến là một số lạ thì Quý Hồng do dự rồi cũng bấm nút nghe. Nếu không nói cho tỷ biết lý do thì tỷ sẽ đem ngươi ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Tôi là Diệp Cấm. Quý Hồng vừa nói xong thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Bá! Hai chữ Diệp Cấm giống như một đạo sấm sét nổ vang bên tai Quý Hồng, làm cho nụ cười trên mặt Quý Hồng biến mất. Buổi tối 7 giờ, tại khách sạn Ipanh Rivet, tôi chờ cô. Dường như sớm đoán được Quý Hồng nghe được tên mình sẽ hoảng sợ, đầu bên kia điện thoại, thân là nhân vật đầu lĩnh số 3 của Diệp gia, có khả năng lớn bước vào đỉnh quyền lực kim tự tháp, Diệp Cấm mở miệng lần nữa. Giọng nói hờ hững nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nghi ngờ. Tôi không biết ông. Nghe được giọng nói của Diệp Cấm, Quý Hồng liền mở miệng, giọng nói của nàng băng lãnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận cùng hận ý. Không trả lời, Diệp Cấm trực tiếp cúp điện thoại. T. Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng đô. Đô thì Quý Hồng tức giận hít vào một hơi, thân thể mềm mại run lên. Có muốn tôi đi cùng cô không? Bằng thính lực biến thái của mình, Bùi Đông Lai đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, lúc này thấy sắc mặt lãnh mạc của Quý Hồng đứng đó, không nhúc nhích thì liền lên tiếng hỏi. Không cần, hắn kêu tôi đi là tôi phải đi sao, hắn là cái rắm gì? Quý Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác kia giống như chỉ cần Diệp Cấm xuất hiện trước mặt nàng thì nàng sẽ bâm vằm Diệp Cấm ra. Đi! Bùi Đông Lai đứng dậy, lập tức đi đến trước người Quý Hồng, vươn tay phải ra khoát lên vai Quý Hồng. Ôn nhu nói. Nếu cô không đi thì hắn sẽ cho rằng chúng ta sợ hắn. Không phải là tôi không dám đi mà tôi sợ không khống chế được mình mà sẽ giết hắn ngay tại đó. Hai mắt Quý Hồng đỏ lên, sát khí lẫm liệt. Tỷ tỷ thân ái, tôi tin tưởng năng lực khống chế của tỷ sẽ không kém như thế, nếu không thì tỷ đã sớm cường bạo tôi rồi, tỷ cứ nói đi. Cảm nhận được sát ý của Quý Hồng, Bùi Đông Lai liền lấy tay nâng cầm Quý Hồng lên, cười trêu ghẹo nói. Hi hi. Nghe vậy thì Quý Hồng không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó nói. Cậu nói rất đúng, tỷ chẳng những phải đi hơn nữa phải phong tao một chút, tốt nhất là để mọi người nói rằng Diệp Cấm đi ra ngoài hẹn với tình nhân. Cảm nhận được trong nụ cười của Quý Hồng ẩn chứa vẻ bi thương và hận ý khắc cốt minh tâm thì Bùi Đông Lai thở dài, không có hé răng. Khách sạn Ipanh Rivet. Nghe cái tên này thôi đủ biết đây cũng là một khách sạn nhất phẩm, hơn nữa đây là một khách sạn không đơn giản ở Kinh Thành. Sự thật đúng là như thế, đây chính là một khách sạn cấp cao ở Yến Kinh, chẳng những phục vụ những đồ ăn ngon miệng, cách phục vụ cũng số rách, hơn nữa tính bảo mật ở nơi này cũng rất tốt, vì vậy cho nên có rất nhiều đại nhân vật thường xuyên đến khách sạn này.
Buổi tối đúng 7 giờ 10 phút, Quý Hồng Thân mang một bộ quần áo màu đỏ, bước vào khách sạn Ipang Rivet. Cô khỏe chứ tiểu thư tôn quý, xin hỏi cô có đặt trước bàn chưa? Có lẽ là do khí chất của Quý Hồng quá lớn cho nên khi quản lý khách sạn nhìn ra Quý Hồng không phải là hội viên của khách sạn cũng vẫn nở ra nụ cười chuyện nghiệp, cung kính hỏi thăm. Tôi là tỷ không phải là tiểu thư, Diệp Cấm tìm tỷ, ông dẫn tỷ đến đó là được. Quý Hồng nở ra nụ cười quyến rũ. Ách! Nghe được Quý Hồng nói thế thì dù là một quản lý đã tiếp không ít đại nhân vật, đã trải qua không ít việc lớn nhỏ nhưng hắn vẫn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tên quản lý cũng không dám hỏi thêm mà tự mình đưa Quý Hồng vào thang máy, đi lên lầu 3 rồi đưa Quý Hồng đến một phòng có tên là Giang Nam Nhất Phẩm. Cốc cốc! Đi đến trước phòng, quản lý dừng lại rồi gõ cửa. Vào đi! Trong phòng truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Quản lý nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cúi đầu 90 độ chào Diệp Cấm. Diệp Bí Thư! Diệp Cấm, tên vương bát đản này, ông làm lớn bụng lão nương lại còn muốn bỏ chạy. Ông có lương tâm hay không hả? Không đợi quản lý nói hết lớn, Quý Hồng liền kêu lớn lên giống như là một oán phụ bị ném bỏ vậy. Lộp bộp! Nghe Quý Hồng nói như thế thì tên quản lý sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Ông đi ra ngoài trước đi. Diệp Cấm thâm ý liếc nhìn tên quản lý một cái. Vâng, Diệp Bí Thư. Tên quản lý nuốt nước miếng một cái rồi trả lời nhưng trong lòng hiểu được. Nếu hắn đem chuyện này nói ra ngoài thì cuộc đời của hắn sẽ chấm dứt. Không cần sợ, hắn không dám động đến một đầu ngón tay của ông đâu. Dường như đã nhận thấy được tên quản lý đang sợ hãi, Quý Hồng mỉm cười an ủi một câu sau đó bước vào trong phòng. Tên quản lý đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người thiếu chút nữa là sụi lơ trên mặt đất. Trong phòng, Diệp Cấm bóp tắt tàn thuốc trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Quý Hồng. Diệp Bí Thư! Nếu ngài muốn nhìn thì tiểu nữ sẽ không ngại mà cởi hết ra để ngài xem. Quý Hồng cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế salon, đem túi sách để qua một bên rồi rút ra một điếu thuốc, đốt lên rồi hút một hơi. So với ảnh chụp thì cô đẹp hơn có sức sống hơn. Thấy Quý Hồng hút thuốc, sắc mặt Diệp Cấm bình tĩnh nói. Hừ! Quý Hồng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hút thuốc. Cho tới nay... Ta đều muốn tìm cơ hội để gặp con nhưng mà sợ con không muốn cho nên tới ngày hôm nay ta mới gọi điện cho con. Diệp Cấm khe khẽ thở dài. Uầy uầy, có thể làm cho Diệp Bí Thư nhớ, thật sự là phúc của tiểu nữ mà. Quý Hồng cười lạnh nói. Từ sau khi con xuất hiện, ta luôn cố gắng muốn làm chút gì để cho con không còn hận ý đối với ta nữa. Sắc mặt Diệp Cấm phức tạp, nói. Diệp Cấm ông cho rằng ông có thể thực hiện được mưu đồ gây rối ta sao? Quý Hồng cười lạnh. Diệp Cấm trầm mặc. Ta nói cho ông biết ta có thể giết bọn hắn như bóp chết những con kiến. Quý Hồng đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào tên bảo tiêu của Diệp Cấm, cười lạnh nói. Ta cũng nói cho ông biết, trước lúc bảo tiêu của ông bóp cò thì ta có thể giết ông 10 lần. Nói xong, một cỗ sát ý từ người Quý Hồng liền hướng ra bốn phía trong phòng. Tiểu Hồng, tại sao con lại khổ như vậy chứ? Cảm nhận được sát ý trên người Quý Hồng, Diệp Cấm liền lắc lắc đầu ý bảo tên bảo tiêu không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn vào Quý Hồng. Như thế nào, ông sợ rồi sao? Quý Hồng bóp tắt tàn thuốc, ánh mắt lạnh nhưng băng nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm, giống như lúc nào cũng có thể bóp chết Diệp Cấm. Ta thật sự xin lỗi mẹ con, ta biết trong lòng con rất ủy khuất cho nên vô luận con hận ta thế nào, ta đều không thèm để ý. Diệp Cấm mảy may không thèm để ý đến giọng nói đầy vẻ hận ý của Quý Hồng, hắn thở dài. Khanh khách, Quý Hồng giống như là nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới, nàng cười lạnh không thôi. Đúng vậy, là ta hồ nháo, ta không giống thằng con Diệp tranh vanh của ông. Nó được Diệp gia thương như trứng, hứng như hoa, ta chỉ là một đứa tiểu tạp chủng được sinh ra trên đời này mà thôi. Tiểu Hồng, nếu con muốn quay trở về, cánh cửa của Diệp gia luôn rộng mở để đón con. Sắc mặt Diệp Cấm phức tạp, nói. Ta cam đoan chỉ cần con về nhà thì con sẽ có đãi ngộ không thua kém bất kỳ thành viên nào đời thứ tư của Diệp gia. Về nhà. Nghe được hai chữ này, trong lòng Quý Hồng liền đau đớn. Diệp Cấm, tôi thật sự không nghĩ được rằng da mặt ông dày như thế nào mới có thể nói được hai chữ này. Từ khi con được sinh ra cho đến nay, ta đã coi con là một thành viên của Diệp gia rồi. Diệp Cấm phun ra một ngụm khói thuốc.
sắc mặt phức tạp nói. Khanh khách, Quý Hồng lại nở nụ cười. Ta thường nghe mọi người nói hầu hết mấy con kỹ nữ đều lập đền thờ, thật không ngờ một người như Diệp Cấm tiên sinh đây lại thay đổi thái độ so với tốc độ cởi quần còn nhanh hơn, hôm nay thấy được, quả là danh bất hư truyền. Lông mày Diệp Cấm nhíu lại, không lên tiếng. Diệp Cấm, ông nói tôi là người của Diệp gia, vậy tôi hỏi ông, lúc mẹ tôi mang thai đến Yên Kinh tìm ông thì ông đã ở đâu? Diệp Cấm trầm mặc khiến cho Quý Hồng càng trở nên kích động. Ông không có gặp bà, bởi vì ông cảm thấy bà chỉ là một người nông thôn. Ông cảm thấy rằng bà là một người nông thôn, chỉ là một người khách qua đường của ông cho nên ông chỉ coi bà là một công cụ để phát tiết trong lúc say rượu mà thôi. Ông cho rằng bà không xứng với ông, thậm chí ngay cả tư cách liếm giày cho ông cũng không có, đậu ma có đúng không? Tiểu Hồng. Diệp Cấm biến sắc, cố gắng giải thích cái gì? Diệp Cấm. Ông đã quyệt mông bỏ đi, tôi biết ông muốn cái rắm gì. Tôi biết ông muốn nói, ông xuất thân từ Diệp gia, trên vai gánh vác lấy sứ mệnh trấn hưng Diệp gia cho nên ông không có khả năng kết hôn với bà, không phải là môn đăng hậu đối thôi sao? Tôi hiểu. Tiểu Hồng, không phải. Không phải sao? Quý Hồng nắm chặt hai đấm trừng mắt Diệp Cấm. Diệp Cấm, ông biết tôi vì cái gì mà hận không thể ngay lập tức cắt lấy đầu ông không? Diệp Cấm chau mày. Không phản bác được. Môn đăng hộ đối, đạo lý này ta hiểu, tôi cũng biết mẹ của tôi xuất thân từ Bần Hàn, xác thật là không xứng với một trong tứ đại thiếu gia ở kinh thành như ông. Khi nói chuyện, thân thể Quý Hồng không nhịn được mà run lên, cảm xúc trở nên kích động. Nhưng mà ông đã biết bà không xứng với ông thì tại sao ông lại cởi đồ của bà ra? Chẳng lẽ ông không biết, cởi đồ của nữ nhân là đại biểu cho cái gì sao? Quan trọng hơn là cho dù ông xem bà là khách qua đường. Coi bà là công cục phát tiết của ông, cho rằng bà không xứng với ông. Nhưng mà trong lúc bà mang thai, bà xuất hiện ở trước cửa Diệp gia, nói về tình về lý thì ông hẳn là phải nên nhìn mặt bà một lần. Ông không gặp bà thì thôi, khi đó người của Diệp gia còn uy hiếp bà, nhất định bắt bà phải bỏ đi đứa con cửa mình rồi mới để cho nàng cút khỏi Yên Kinh. Ít nhất lúc đó ông cũng đứng ra bảo vệ bà, thế nhưng ông đã ở đâu? Nói xong. Trong đầu Quý Hồng không khỏi hiện ra hình ảnh mẹ mình đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Không có, ông không có làm như thế. Ông cho rằng bà sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông cho rằng nếu thừa nhận thì đó sẽ khinh nhờn vào niềm kiêu ngạo của một trong tứ đại thiếu gia của kinh thành. Ông chẳng những không ngăn cản hành động của bọn hắn ngược lại ông còn âm thầm bức nàng phải bỏ đi đứa con của mình, là tạp chủng tôi đây. Tôi thừa nhận ta là tạp chủng, tôi cũng biết nếu mẹ của tôi không cắn răng. Chịu đựng ủy khuất, rơi lệ đầy mặt mà rời khỏi Yên Kinh, mạo hiểm tính mạng của mình để sinh tôi thì tôi đã ông bước vào thế giới này rồi mà là sẽ giống bà, sẽ rời khỏi thế giới này, chết ở trong bụng bà. Quý Hồng nói xong giống như là một xà mỹ nữ bị chọc giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm. Năm đó ông đã bạc tình bạc nghĩa, hiện giờ ông lại nói Quý Hồng tôi là người Diệp gia, cánh cửa Diệp gia luôn rộng mở chào đón ta, ông không cảm thấy buồn cười sao? CMN ông làm cái chó gì thế? Diệp Cấm nghe vậy thì chân mày nhíu lại tạo thành hình chữ xuyên. Diệp Cấm, ông không cần giả mù sau mưa, tôi cho ông biết, không cho sự trợ giúp của ông thì cũng không có tên nào dám động vào một đầu ngón tay của ta tôi. Thấy Diệp Cấm không nói lời nào, Quý Hồng lạnh lùng nói. Đồng dạng, không có Diệp gia ủng hộ thì Quý Hồng tôi cũng làm tốt hơn so với mấy tên phế vật trong Diệp gia. Con đã không muốn trở về thì ta cũng không cưỡng bách con nữa. Diệp Cấm bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Quý Hồng, nói. Nhưng mà con cần phải cách xa Bùi Đông Lai một chút. Khanh khách, nghe được Diệp Cấm nhắc tới Bùi Đông Lai, Quý Hồng cười phá lên. Diệp Cấm ông lo lắng rằng Bùi Đông Lai cũng với tôi sẽ làm cho ông mất mặt sao? Tiểu Hồng, Quý Hồng liên tiếp khiêu khích, nhưng Diệp Cấm có chút nổi giận. Diệp Cấm ông cũng quá mơ tưởng rồi, tôi nói cho ông biết, tiểu tạp chủng tôi đây sẽ chủ động cùng Bùi Đông Lai cho ông xem cho sáng mắt. Nói vậy con cũng biết, sau khi Diệp Thiên bị con của Bùi Vũ Phu đánh cho tàn phế thì cha ta và thúc thúc ta đều đi thăm Diệp Thiên. Giọng nói Diệp Cấm trở nên trầm thấp. Ta không gạt con, Bùi Vũ Phu và con của hắn đã làm ra hành động vượt qua mấu chốt của Diệp gia, vô luận là cha ta hay vị thúc thúc kia ở trong quân đều bị chọc giận. Kết quả thì không nói con cũng biết. Ông cho rằng cha con Bùi gia sẽ sợ Diệp gia các người ư? Vẻ mặt Quý Hồng khinh miệt, cười. Tôi nói cho ông biết,
nếu Bùi Vũ Phu sợ Diệp gia các người thì năm đó cũng không cướp đi Diệp Vãn Tình rồi, nếu Bùi Đông Lai sợ Diệp gia các người thì hắn cũng sẽ không nói, bản thân hắn muốn nhìn thấy lão gia hỏa nào của Diệp gia có thể làm khó dễ hắn. Ba ngày sau, Tranh Vanh cùng Tần Đông Tuyết sẽ đính hôn tại khách sạn Yên Kinh. Diệp Cấm trầm giọng nói. Đây chỉ là bước đầu tiên của Diệp gia, kế tiếp Bùi Đông Lai sẽ... Lộp bộp. Nghe Diệp Cấm nói như thế thì trong lòng Quý Hồng không khỏi ngẩn ra. Nàng không ngờ rằng vì Diệp Thiên mà Diệp gia muốn sứt đầu mẻ trán với Bùi gia. Thấy Quý Hồng không nói lời nào, Diệp Cấm lại tiếp tục nói. Con là con của ta, trong người con có chảy dòng máu của ta nên ta hy vọng còn không bị liên lụy đến trường tranh đấu này. Cho nên ông muốn ta phản bội Bùi Đông Lai, không, là phải cách xa Bùi Đông Lai một chút, đúng không? Vẻ mặt Quý Hồng trào phúng cười. Đúng. Diệp Cấm không có giấu giếm, mà là ăn ngay nói thật. Thật ngại ngùng, Diệp Bí Thư, tôi đã đem toàn bộ lợi thế đặt ở trên người Bùi Đông Lai. Quý Hồng cười lạnh nói. Tiểu Hồng, con xác định là muốn làm vậy. Diệp Cấm có chút không cam lòng mà hỏi, hắn thực không muốn chứng kiến con gái ruột thịt của mình đứng đối lập với hắn. 20 năm trước ông đã vứt bỏ bà ấy chủ động theo đuổi Diệp Văn Tĩnh, lúc ấy Bùi Vũ Phu có thể vũ nhục Diệp Cấm ông. Từ trong tay Diệp Cấm ông đã cướp đi đệ nhất mỹ nữ kinh thành, 20 năm sau, Bùi Vũ Phu vẫn có thể đánh bại ông. Hơn nữa con của hắn vẫn có thể đánh bại thằng con phế vật của ông. Lời nói của Quý Hồng giống như một thanh chủy thủ đâm vào trái tim của Diệp Cấm, khiến cho cả người Diệp Cấm run lên. 20 năm trước, ở trên tình trường Bùi Vũ Phu có thể đánh bại ông, hôm nay con của hắn cũng sẽ đánh bại con của ông. Mắt thấy Diệp Cấm biến sắc, Quý Hồng cũng không thèm để ý. Không có khả năng. Giọng nói Diệp Cấm lạnh xuống. Cuối cùng Tần gia sẽ đồng ý để Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ở một chỗ. Quý Hồng đứng lên, cười lạnh nói. Mặc kệ ông tin hay không, tóm lại là tôi tin. Nếu Tần gia không làm thế. Diệp Cấm nhíu mày hỏi. Quý Hồng nheo mắt lại. Nếu Tần gia không làm thế thì tôi sẽ quỳ trước mặt ông. Không cần, chỉ cần con gọi ta một tiếng cha là ta thỏa mãn rồi. Diệp Tranh Vanh giận dữ nói. Nếu Tần gia để cho Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ở chung một chỗ thì ông sẽ làm gì? Quý Hồng hỏi lại. Làm như thế nào? Diệp Cấm lại trầm mặc. Nếu Tần gia làm được điều này thì ông phải đi đến trước mộ của bà ấy, cúi đầu nhận sai. Diệp Cấm ông có dám cực không? Chẳng biết tại sao, khi nhắc đến người mẹ của mình thì Quý Hồng không còn kích động nữa mà vẻ mặt nàng trở nên lãnh mạc. Được. Diệp Cấm cấp ra một câu từ trả lời thuyết phục. Ba ngày sau, tôi sẽ mở to mắt nhìn. Quý Hồng cười lạnh đứng dậy, rời khỏi phòng. Diệp Cấm muốn nói lại thôi, cuối cùng không có lên tiếng gọi lại Quý Hồng. Ra khỏi phòng, Quý Hồng không ngừng lại, trước tiên lấy điện thoại gọi cho Bùi Đông Lai. Diệp Cấm nói với tôi, ba ngày sau, Diệp Tranh Vanh và Tần Đông Tuyết sẽ đính hôn tại khách sạn Yên Kinh. Đã rõ. Bùi Đông Lai trầm mặc một lúc. Trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Đô, đô. Bên tai vang lên tiếng đô. Đô, Quý Hồng có thể hiểu được tâm tình giờ này của Bùi Đông Lai, trong lòng nàng khẽ đau. Sau đó, nàng lại bấm số của Bùi Vũ Phu. Bùi thúc, ba ngày sau, Diệp Tranh Vanh và Tần Đông Tuyết sẽ đính hôn ở khách sạn Yên Kinh. Ba ngày sau, thúc mang cháu và Đông Lai đi tới khách sạn Yên Kinh, tát vào mặt Diệp ra. Ba ngày sau, Vũ Phu rời núi. Trung Quốc run rẩy. Lão bản thân ái, ngày mốt mới là ngày cậu hiện thân, làm gì mà ra viện sớm như vậy? Trong một phòng bệnh cấp cao ở bệnh viện Đông Tường, Quý Hồng giống như là nữ nô đứng bên cạnh Bùi Đông Lai, giúp Bùi Đông Lai cởi bộ quần áo bệnh nhân trên người ra rồi thay cho Bùi Đông Lai một chiếc áo kiểu tôn trung sơn do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Hôm nay có người muốn mang tôi đi tiêu gia. Sắc mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh nói. Bùi thúc sao? Nghe được tiêu gia, một trong những nhà cầm quyền trong quân đội của nước Cộng Hòa thì Quý Hồng ngẩn ra, sau đó theo bản năng thì nàng liền nghĩ đến Bùi Vũ Phu, dù sao thì Bùi Vũ Phu cũng đã nói cho nàng biết, ba ngày sau thì hắn muốn dẫn nàng cùng Bùi Đông Lai đi đến khách sạn Yên Kinh để tát vào mặt Diệp gia. Không phải, là Trần Quốc Đào. Bùi Đông Lai cười cười. Tôi với Trần Quốc Đào có một giao dịch, tôi giúp ông ta lấy chức quán quân đại bỉ võ, ông ta giúp tôi tìm chỗ dựa vững chắc là tiêu gia này. Cậu đã làm cho Diệp Thiên tàn phế, làm cho người của Diệp gia vô cùng tức giận,
trong lúc quan trọng này thì cho dù Tiêu gia có thân với Trần Quốc Đào đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám hoàn toàn đứng đối lập với Diệp gia. Quý Hồng không phải là một bình hoa, nàng là một người có trí tuệ. Nói xong, Quý Hồng không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, lại do dự nói thêm. Nếu Bùi Thúc đã nói ra thì nói vậy Bùi Thúc đã bố trí sẵn hết mọi việc, một khi đã như vậy thì cậu cũng không cần phải đi đến Tiêu gia nữa. Nếu ô tôi không đi thì tôi sẽ phụ ý tốt của Trần Quốc Đào. Bùi Đông Lai nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn nữa, mặc dù là tôi có tín nhiệm với Qua Tử nhưng mà tôi, không cam lòng. Không cam lòng. Nghe được ba chữ kia, trong lòng Quý Hồng không khỏi run lên. Nàng biết, Bùi Đông Lai ở trước mặt nàng đây vì muốn thẳng lưng đi thẳng vào cánh cửa của Tần gia cho nên mấy tháng qua hắn đã sáng tạo ra vô số kỳ tích. Từ buổi thảo luận kinh tế đến đại bỉ võ thì hắn đã khiến cho hai giới quân, thường phải nhấc lên những cơn động đất cấp 12. Nhưng mà Tần gia vẫn lựa chọn con rể dựa vào ích lợi chứ không quan tâm đến năng lực, cho nên mới có cuộc đính hôn giữa Diệp Thiếp và Ti Đờ Ti. Chính việc này đã làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy thương tổn. Tôi biết cậu không cam lòng nhưng mà lấy tình hình bây giờ thì cho dù Tiêu gia có quen biết với Trần Quốc Đào đi chăng nữa thì cũng khó có khả năng giúp một người bên ngoài như cậu. Quý Hồng nói tới đây, hơi có vẻ lo lắng nhìn Bùi Đông Lai liếc mắt một cái. Cho nên, nếu cậu đi Tiêu gia thì cũng vô ích thôi, vậy tại sao cậu còn muốn đi nữa? Tôi tin tưởng rằng Tiêu gia sẽ nằm về phía bên tôi. Bùi Đông Lai từ từ mở miệng, giọng nói không lớn nhưng mà trong giọng nói lại tràn ngập tự tin. Oai! Trong lòng Quý Hồng chấn động, trừng to mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ hỏi Bùi Đông Lai. 10 phút sau, Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng đi xuống thì thấy một chiếc Audi A6 có bảng số xe quân đội dừng ở trước đó. Đông Lai! Mắt thấy Bùi Đông Lai đi xuống thì thân là cảnh vệ viên của Trần Quốc Đào, Trung Cương liền hạ kính xe xuống rồi hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay, ngoài ra thì Trần Quốc Đào cũng hạ kính xe xuống. Nhìn về phía Bùi Đông Lai, ánh mắt của Trần Quốc Đào có chút phức tạp. Rõ ràng là hắn cũng biết, cho dù hắn có đi tìm người bạn từng chinh chiến trên sa trường với mình là gia chủ của Tiêu gia, nhân vật số 2 của quân đội là Tiêu Nguyên Thanh để giúp đỡ đi chăng nữa thì khả năng cũng rất thấp. Tôi sẽ gọi điện cho cô. Thấy Trần Quốc Đào thì Bùi Đông Lai quay đầu nói với Quý Hồng một câu, sau đó liền bước tới chiếc Audi A6 kia. Thương thế đã đỡ chút nào chưa? Lên xe. Ngồi ở phía sau thì Trần Quốc Đào liền quan tâm hỏi thăm. Không sao cả. Bùi Đông Lai cười cười. Chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng là tốt thôi. Vậy là tốt rồi. Trần Quốc Đào cười cười nhưng mà nụ cười của hắn có chút chua xót. Hắn muốn nói cho Bùi Đông Lai biết lấy tình thế hiện nay thì chưa chắc Tiêu Nguyên Thanh sẽ ra mặt hỗ trợ cho hắn nhưng mà lời nói đến bên miệng thì Trần Quốc Đào lại không thể nói ra. Tây Sơn nằm ở phía tây của Yên Kinh. Thân là nhân vật số 2 của quân đội thì Tiêu Nguyên Thanh ở biệt thự ở khu Tây Sơn này. Cho dù là Trần Quốc Đào sớm đã gọi điện cho Tiêu Nguyên Thanh nhưng mà sau khi xe đi vào Tây Sơn thì vẫn bị kiểm tra 3 lần, lần sau so với lần trước thì cẩn thận hơn. Sau khi kiểm tra xong thì xe liền chạy đến biệt thự của Tiêu Nguyên Thanh. Khi xe dừng lại thì Bùi Đông Lai là người đầu tiên bước xuống xe, hắn không có ngẩng đầu lên nhìn về biệt thự phía trước. Mà là hắn đứng ở một bên cung kính đợi Trần Quốc Đào xuống xe. Thủ trưởng, Tiêu XX đợi ngài đã lâu. Cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh đứng ở cửa đợi đã lâu, thấy Trần Quốc Đào đi xuống xe thì vội vàng bước lên, cúi chào nói. Tiểu Trịnh A, phiền toái cậu dẫn đường. Trần Quốc Đào liền trả lễ, cười nói. Thủ trưởng, nói quá rồi, đây là việc mà tôi phải làm. Cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh cười cười, ánh mắt liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì lấy thực lực của hắn thì căn bản không nhìn thấy Bùi Đông Lai rốt cuộc đã đạt đến trình độ cỡ nào, thậm chí hắn còn không cảm nhận được một hơi thở cao thủ nào trên người của Bùi Đông Lai nữa. Điều này làm cho hắn hiểu được, thực lực của hắn và Bùi Đông Lai không ở cùng một cấp bậc. Kinh hãi rất nhiều, cảnh vệ của Tiêu Nguyên Thanh cũng không nói gì nữa mà liền dẫn đường mang theo Bùi Đông Lai và Trần Quốc Đào đi vào đại viện của biệt thự. Ông nội! Hôm nay thời tiết lạnh rồi, ông về phòng nghỉ ngơi đi. Một góc sân trong biệt thự, Tiêu Nguyên Thanh nằm ở trên một chiếc ghế thái sư được làm bằng gỗ lim, ngồi bên cạnh Tiêu Nguyên Thanh là Tiêu Nam đang đo huyết áp cho lão, một bên khẽ xoa vai cho Tiêu Nguyên Thanh, một bên nói. Cái này tính là gì hả? Tiêu Nguyên Thanh không cho là đúng. Năm đó ông nội của cháu đi theo chủ tịch lên Tuyết Sơn,
So với ở nơi này thì khí hậu ở trên đó còn tồi tệ hơn, không phải ông nội cũng chịu được sao? Ông nội, thời đại nào rồi mà ông còn nói những chuyện đó nữa? Tiêu Nam cười khổ nói. Đúng là thời đại khác trước, tổ quốc phát triển hơn rồi nhưng mà cũng có một số việc đã dần dần biến mất. Tiêu Nguyên Thanh thở dài, trên mặt hiện ra vài phần lo lắng. Tiêu Nam biết Tiêu Nguyên Thanh một lòng vì nước, cho nên nghe được Tiêu Nguyên Thanh cảm thán thì nàng cũng không nói gì cả. Đúng rồi, sáng nay cháu kiểm tra thân thể cho lão thái gia, tình hình như thế nào? Vô luận là Tiêu Nguyên Thanh hay là vị thái thượng hoàng của Tiêu gia kia bởi vì có thân phận có chút đặc thù cho nên hàng ngày đều có người đến kiểm tra thân thể cho bọn họ, bất quá thân là người trong quân y thì khi vừa về tới biệt thự ở Tây Sơn này thì Tiêu Nam liền kiểm tra thân thể cho hai người bọn họ. Thân thể của lão thái gia vô cùng cường tráng, buổi sáng còn đánh quyền nữa đó. Tiêu Nam cười nói. Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy thì nở ra nụ cười, so với người khác thì hắn rõ ràng hơn. Tiêu gia có thể trở thành một trong bốn nhà có quyền ở nước Cộng Hòa này hoàn toàn là do lão thái gia của Tiêu gia làm ra, đồng dạng chỉ cần một ngày lão thái gia chưa vào đất thì nói về quân đội thì không có gia tộc nào ở nước Cộng Hòa này có thể so sánh được. Ủa? Sau đó, vốn là Tiêu Nam còn muốn nói điều gì nhưng mà nàng lại thấy Bùi Đông Lai và Trần Quốc Đào đi vào. Nhận thấy được vẻ khác lạ của Tiêu Nam thì Tiêu Nguyên Thanh cũng đem ánh mắt nhìn về phía hai người Trần Quốc Đào và Bùi Đông Lai. Ánh mắt của Tiêu Nguyên Thanh như đao đánh giá Bùi Đông Lai. Ông nội, Bùi Đông Lai cùng Trần Gia Gia đến đây để làm gì? Kinh ngạc qua đi, Tiêu Nam không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ bởi vì những biểu hiện của cậu ta ở trong lần đại bỉ võ kia mà ông nội muốn đích thân nhìn thấy cậu ta sao? Ừ, Tiêu Nguyên Thanh gật đầu, bất quá cũng không có giải thích gì thêm. Ông nội, lúc trước còn đã xử lý vết thương cho cậu ta. Tiêu Nam nhìn vào sắc mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai, nhịn không được mà nói. Cậu ta và Tiêu Phi rất giống nhau. Tiêu Phi, nghe được hai chữ này thì trong lòng của Tiêu Nguyên Thanh cũng không nhịn được mà khẽ run lên một chút. Ông với Trần Gia Gia nói chút chuyện, cháu cùng Lão Thái Gia nói chuyện đi. Tiêu Nguyên Thanh đứng lên, nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Từ sau khi Tiêu Phi bị mất trong lúc chấp hành nhiệm vụ thì Tiêu Lão Thái Gia ngày lại càng trở nên yếu đi. Tất cả chuyện này đơn giản bởi vì Tiêu Phi là bảo bối của Tiêu Lão Thái gia đồng thời Tiêu Phi cũng là thành viên đời thứ tư khiến cho Tiêu gia cảm thấy tự hào nhất. Được. Tiêu Nam gật gật đầu, đồng ý, sau đó đi tới chào hỏi với Trần Quốc Đào. Trần gia gia. Tiểu Nam lại đang đo huyết áp cho ông của cháu sao? Trần Quốc Đào thấy dụng cụ trong tay của Tiêu Nam thì cười cười nói. Tiêu Nam gật đầu cười, sau đó nhìn Bùi Đông Lai. Cũng không nên vận động mạnh quá, nếu không làm cho vết thương tái phát, đến lúc đó bờ vai của cậu sẽ bị phế đi. Cảm ơn chị Tiêu đã nhắc nhở. Bùi Đông Lai cười nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nguyên Thanh. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyên Thanh cũng cảm thấy được hơi thở trên người của Bùi Đông Lai cho nên đồng tử của Tiêu Nguyên Thanh cũng hơi phóng to ra, trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhận thấy được điểm này thì trong lòng Trần Quốc Đào mừng thầm, không có hé răng. Bởi vì lúc trước Tiêu Phi và Trần Anh đã đính hôn cho nên đối với Tiêu Phi thì Trần Quốc Đào cũng không xa lạ gì cả. Hắn sớm đã phát hiện được trên người của Bùi Đông Lai có hơi thở giống với Tiêu Phi đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Trần Quốc Đào hắn chiếu cố cho Bùi Đông Lai. Lúc này, thấy ánh mắt của Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra kinh ngạc khi nhìn vào Bùi Đông Lai thì trong lòng Trần Quốc Đào rất rõ ràng. Tiêu Nguyên Thanh có ra mặt giúp Bùi Đông Lai không thì trừ vào quan hệ cá nhân giữa Tiêu Nguyên Thanh và hắn thì ngoài ra việc này còn quyết định bởi hơi thở trên người của Bùi Đông Lai giống với Tiêu Phi nữa. Sẽ giúp sao? Trong lúc nhất thời, không khí trở nên có chút quỷ dị. Trần Quốc Đào không nhịn được mà thầm hỏi. Giống. Quá giống. Cảm nhận được khí chất trên người của Bùi Đông Lai giống với Tiêu Phi thì trong lòng Tiêu Nguyên Thanh liền nổi lên những gợn sóng. Tiểu tử. Chẳng lẽ cậu không biết thủ trưởng sao? Mắt thấy Tiêu Nguyên Thanh dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh thì Trần Quốc Đào cố ý chừng mắt liếc Bùi Đông Lai một cái rồi nhắc nhở. Thủ trưởng, tốt. Hai chân Bùi Đông Lai sát vào nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cúi chào Tiêu Nguyên Thanh. Chào cậu. Tiêu Nguyên Thanh trả lại một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó nói. Lão Trần A, đi đến thư phòng của tôi rồi nói. Tốt. Trần Quốc Đào gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn Bùi Đông Lai, nói. Tiểu tử, không cần đi đâu cả,
đứng ở chỗ này chờ. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng của hai người đi vào. Lão Tiêu, ông có thấy nó giống với Tiêu Phi không? Nhất là khí chất trên người nó. Đi vào thư phòng, Trần Quốc Đào đón lấy điếu thuốc Tiêu Nguyên Thanh ném sang, cười khổ mà nói. Không trả lời, sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh hơi phức tạp, châm lửa. Lão Tiêu, sở dĩ tôi mặt dày dẫn nó đến tìm ông là muốn ông ra mặt giúp hắn, ngoài cái khí chất giống với Tiêu Phi ra thì trong lần đại bỉ võ cả nước nó đã chứng minh thực lực của mình rồi. Trần Quốc Đào mang theo vài phần lo lắng, nói. Nói thật, tôi không hy vọng nhìn một nhân tài ưu tú như thế bước vào con đường ta đã hào, không thể dốc sức cho quốc gia. Tiêu Nguyên Thanh vẫn không trả lời mà lại im lặng hút thuốc. Lại nói, tiểu tử này thật đáng thương. 18 năm trước, hắn thiếu chút nữa là đã chết đi trên bàn mổ, cuối cùng lại bị Diệp gia bức bách, làm cho hắn và cha của hắn phải rời khỏi Yên Kinh, mai danh ẩn tích. Trần Quốc Đào thấy Tiêu Nguyên Thanh không nói lời nào, lại nói. Còn nữa, coi như Diệp gia tiếp tục hận Bùi Vũ Phu đi chăng nữa thì cũng không nên đem cừu hận đổ vào người hắn. Tuy nói mẹ của hắn Diệp Vãn Tình không phải là người Diệp gia chân chính nhưng mà cha của Diệp Vãn Tình năm đó cũng đã cứu Diệp Thạch mộ màng, mà Diệp Thạch cũng đã nhận Diệp Vãn Tình làm con gái nuôi. Từ đó, như thế nào đi chăng nữa thì Diệp Vãn Tình cũng được gọi là người của Diệp gia, nó cũng đã cho Diệp Thạch một đứa cháu ngoại. Nhưng mà, sau khi người Diệp gia biết nó và nha đầu của Tần gia ở chung một chỗ thì lại dùng cường quyền để chia rẽ nó và nha đầu của Tần gia. Tiêu Nguyên Thanh phủi phủi khói thuốc, muốn nói lại thôi. Còn về phần hắn đánh tàn phế Diệp Thiên hoàn toàn là bác đất dĩ. Ngày đó, ông không có mặt trong sân nên không biết được Diệp Thiên chẳng những cuồng ngạo mà còn ra tay hạ tử thủ đối với đội viên tiểu đội đặc chiến khác. Ngoài ra sau khi làm tiểu tử Bùi gia kia bị thương thì không ngừng dùng từ ngữ ác độc để công kích, chọc giận tiểu tử Bùi gia. Diệp Thiên làm như vậy là muốn nghĩ ở trên sân đánh cho tiểu tử Bùi gia tàn phế, thậm chí là giết tiểu tử đó. Trần Quốc Đào nói tới đây thì có chút căm giận, hắn rất tức giận cho nên cảm thấy được Bùi Đông Lai đánh cho Diệp Thiên quả là một điều chính xác, điều này đã làm cho hắn hả lòng hả dạ. Nghe đến đó, Tiêu Nguyên Thanh bóp tắt tàn thuốc, thở dài nhìn Trần Quốc Đào. Lão Trần, những điều ông nói thì tôi cũng biết, đồng thời tôi cũng biết Diệp gia đã đem Diệp Thiên trở thành tâm can bảo bối. Diệp gia có thể khoan dung cho tiểu tử Bùi gia cùng với Diệp tranh vanh tranh giành Tần nha đầu nhưng mà tuyệt đối không buông tha cho hành động đánh Diệp Thiên trở thành người sống thực vật kia, điều này đã vượt qua giới hạn của Diệp gia. Trần Quốc Đào biết Tiêu Nguyên Thanh nói sự thật, không có hé răng. Mà Diệp Thạch cũng đã dùng hành động để chứng minh điểm này. Tiêu Nguyên Thanh lại nói. Cho tới nay, đối với chuyện giữa nha đầu Tần gia và Diệp tranh vanh thì Tần Hồng Sơn vẫn không tỏ thái độ. Người sáng suốt Tần Hồng Sơn vì muốn lấy đại cục làm trọng hơn nữa muốn thông qua phương thức này để làm thế lực của Bùi Vũ Phu nổi lên mặt nước, quan trọng hơn là hắn muốn xem phần lễ hỏi giữa hai bên nào nặng hơn. Hiện giờ, khi tiểu tử Bùi gia và Bùi Vũ Phu vào kinh thì Tần Hồng Sơn đã thay đổi thái độ, trực tiếp để cho nha đầu Tần gia và Diệp tranh vanh đính hôn. Điều này cũng đủ để chứng minh rằng bên Diệp gia đã đưa ra lễ hỏi thật lớn. Lớn đến mức Tần Hồng Sơn cho rằng tiểu tử Bùi gia và cha của hắn không thể nào làm được. 3. Sắc mặt Trần Quốc Đào phức tạp hút lấy điếu thuốc đang cầm trên tay. Như vậy, tạm thời không nói đến tôi không cho Diệp gia mặt mũi đi, cho dù trong lúc đính hôn diễn ra, tôi ra mặt làm chỗ dựa cho tiểu tử Bùi gia thì ông cho rằng Tần Hồng Sơn sẽ thay đổi quyết định sao? Tiêu Nguyên Thanh nói xong, lắc lắc đầu, nói. Sẽ không. Bởi vì hắn biết tôi ra mặt chỉ là cấp cho tiểu tử Bùi gia thể diện mà thôi, trên thực tế là cũng không mang đến chỗ tốt gì cho Tần gia cả. Trần Quốc Đào phun ra một ngụm khói, muốn nói lại thôi. Lão Trần, tôi biết ông muốn hỏi tôi, có thể cấp cho Tần gia một chút ưu đãi khiến Tần Hồng Sơn thay đổi quyết định. Tiêu Nguyên Thanh giống như có thể đoán được tâm tư của Trần Quốc Đào, lắc đầu cười khổ. Chuyện này không thể nào. Bởi vì muốn cho Tần Hồng Sơn thay đổi quyết định thì Tiêu gia cần phải hy sinh lợi ích rất lớn, hơn nữa Tiêu gia cùng với Diệp gia đối lập với nhau, điều này sẽ gây ra bất lợi đối với đại cục hiện nay. Theo như lời ông nói thì chuyện này sẽ không có cách cứu vãn sao? Trần Quốc Đào bóp tàn thuốc, cau mày nói. Ừ, Tiêu Nguyên Thanh gật gật đầu, sắc mặt phức tạp, nói. Ngoài ra... Diệp gia không tiếc vốn để làm cho Diệp tranh vanh cùng nha đầu Tần gia đính hôn như vậy là muốn tính toán chọc giận cha con Bùi gia.
Nếu cha con Bùi gia biết điều rời khỏi Yên Kinh thì tốt, nếu không biết điều mà đến đại náo buổi lễ đính hôn thì điều này sẽ khiến cho cha con Bùi gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong lòng Trần Quốc Đào vừa động, lập tức hiểu được ý của Tiêu Nguyên Thanh. Nếu Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai đi đại náo buổi lễ đính hôn thì như vậy tất cả thế lực của Bùi Vũ Phu sẽ nổi lên mặt nước, kể từ đó Diệp gia cùng Tần gia sẽ liên thủ đem dao mổ chém về phía cha con Bùi gia, cho dù sau lưng cha con Bùi gia có thế lực nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản. Dù sao, luận về quyền thế thì hai nhà Diệp Tần cũng đại biểu cho đỉnh của nước Cộng Hòa. Luận về võ lực thì hai nhà Tần Diệp có thể điều động Long Nha, cho dù cha con Bùi gia có bật lại đi chăng nữa thì cũng không thể lật trời được. Lão Trần, việc này tôi không phải không muốn giúp mà là không thể giúp. Thấy Trần Quốc Đào không nói lời nào, Tiêu Nguyên Thanh cười khổ mà nói một câu, sau đó nhắc nhở. Mặt khác, vô luận là vì an toàn của tiểu tử đó hay là vì muốn ổn định đại cục. Ông cũng phải khuyên bảo tiểu tử đó, để cho hắn không nên vì lúc nhất thời mà xúc động, gây ra sai lầm lớn. Lão Tiêu, ông không biết hắn rồi. Trần Quốc Đào thở dài, cười khổ nói. Ông cảm thấy rằng hắn dám phế đi Diệp Thiên, hô lên mấy thằng gia của Diệp gia có thể làm gì được tao, vậy thì hắn có khả năng để tôi thuyết phục không? Huống chi, ông chớ quên, so với Bùi Vũ Phu thì hắn cuồng không ít. Trong biệt thự số 1 Tây Sơn, Tiêu lão thái gia của Tiêu gia đang nằm ở trên ghế thái sư để cho Tiêu Nam đấm chân. Đúng rồi Tiểu Nam, không phải cháu nói sẽ đi đo huyết áp cho gia gia của cháu sao? Tại sao lại đến đây? Tiêu lão thái gia của Tiêu gia mở to mắt, hỏi. Nghe được Tiêu lão thái gia của Tiêu gia hỏi như thế thì Tiêu Nam vừa đấm chân, vừa đáp. Trần gia gia bên Giang Ninh đến gặp ông nội nói cháu đến đây để nói chuyện phiếm với ngài. Thì ra là Quốc Đào đến đây. Tiêu lão thái gia cười a. Ta nghe nói quân khu Giang Ninh giành được chứng quán quân trong cả ba hạng mục ở lần đại bỉ võ vừa rồi, chẳng lẽ tiểu tử Quốc Đào kia tìm Nguyên Thanh để khoe à? Lão thái gia, ngài lớn tuổi như vậy rồi mà còn quan tâm việc này ư? Tiêu Nam cười nói. Tiêu lão thái gia tát nhẹ Tiêu Nam một cái. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ cháu muốn ông già này cứ nằm này ngủ rồi chờ chết sao? Ông! Không phải ý này. Tiêu Nam cũng biết tuy rằng Tiêu lão thái gia đã lui về tuyến hai nhưng mà ông vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của Tổ quốc, hơn nữa cũng thường xuyên cùng Tiêu Nguyên Thanh thậm chí là một ít đại lão khác nghiên cứu, thảo luận một vài vấn đề, lúc này nghe Tiêu lão thái gia nói như thế thì nàng cười nói. Lão thái gia, chẳng lẽ lão thái gia không biết gì về lần đại bỉ võ lần này sao? Ông chỉ nghe nói quân khu Giang Ninh đoạt được chức quán quân ở cả ba hạng mục, mấy cái khác cũng không nghe được. Tiêu lão thái gia nói xong thì nghĩ tới điều gì, mang theo vài phần nghi ngờ nói. Theo lý thuyết thì có tiểu tử Diệp gia ở tiểu đội đặc chiến Lang Nha, chức quán quân không nên bị quân khu Giang Ninh đoạt đi mới đúng à? Chẳng lẽ tiểu tử Diệp gia không tham gia vào trận đấu đó? Tham gia, hơn nữa còn bị phế đi. Tiêu Nam trả lời. Ách, nghe được Tiêu Nam nói như thế thì Tiêu lão thái gia hỏi. Tiểu Nam, đem tình huống nói rõ cho ông biết một chút. Ông, là như thế này. Trần Gia Gia không biết từ đâu tìm được một vũ khí bí mật. Người kia chẳng những có thể dùng súng ngắm M99 bắn chúng vào mô hình người rơm trên xe tăng ở ngoài 2000m, tốc độ 60 km/h. Hơn nữa lại dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long tiêu diệt đội dự bị Long Nha, giành chức quán quân ở hạng mục đồng đội. Đội dự bị Long Nha bị tiêu diệt. Nghe được Tiêu Nam nói như thế thì Tiêu lão thái gia cả kinh, ngồi dậy hỏi. Tiểu Nam, cháu xác định là đúng như thế. Lão thái gia, cháu có thể lừa ngài sao? Tiêu Nam quyệt quyệt miệng. Việc này đã truyền khắp trong quân. Theo như lời cháu nói thì người phế tiểu tử Diệp gia chính là tên kia. Kinh ngạc qua đi, Tiêu lão thái gia đoán được cái gì? Dạ. Tiêu Nam gật gật đầu, lại nói. Đúng rồi, ông, Trần gia gia đến đây cũng có mang theo cậu kia nữa. Tiểu Lý. Tiêu lão thái gia nghe vậy thì trong lòng vừa động, nói cảnh vệ viên ở cách đó không xa. Đến đây, cậu hãy gọi điện cho Nguyên Thanh, để cho hắn cùng Quốc Đào mang tên tiểu tử kia đến gặp ta. Tiêu lão thái gia trầm giọng nói. Vâng, thủ trưởng. Cảnh vệ viên của Tiêu lão thái gia liền trả lời sau đó đi ra ngoài gọi điện. 30 giây sau, biệt thự số 2 trong Tây Sơn, cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh liền tự mình bước vào thư phòng. Vào đi.
báo cáo thủ trưởng, cảnh vệ viên của lão thủ trưởng gọi điện tới, nói ngài mang theo Trần thủ trưởng cùng thiếu úy ở bên ngoài đi gặp lão thủ trưởng. Tiến vào thư phòng, tên cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh liền báo cáo. Ủa? Nghe được cảnh vệ viên nói thế thì Tiêu Nguyên Thanh và Trần Quốc Đào đều ngẩn ra. Biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Lông mày Tiêu Nguyên Thanh nhíu lại, bảo tên cảnh vệ viên rời đi. Vâng, thủ trưởng. Cảnh vệ viên cúi chào, rời khỏi thư phòng. Chắc là Tiểu Nam lại đem sự tích của tiểu tử đó nói cho lão thái gia biết, đi thôi, chúng ta cùng đi. Tiêu Nguyên Thanh đứng lên, nói. Tốt. Trần Quốc Đào gật đầu. Nhưng mà trong lòng hắn cũng biết rõ, nếu như Tiêu Nguyên Thanh đã quyết định không nhúng tay vào chuyện này thì cho dù khí tức trên người của Bùi Đông Lai có giống với Tiêu Phi đi chăng nữa thì Tiêu Lão Thái gia cũng sẽ không vì vậy mà hy sinh lợi ích của Tiêu gia. Bên ngoài biệt thư, Bùi Đông Lai giống như một cây súng, đứng thẳng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Bùi Đông Lai. Trần Quốc Đào đi theo Tiêu Nguyên Thanh ra ngoài, lớn tiếng hô. Vâng. Đi theo ta. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai lớn tiếng trả lời, thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Quốc Đào thì trong lòng hắn liền biết kết quả. Vốn hắn định chủ động cùng Tiêu Nguyên Thanh nói chuyện với nhau để lộ ra con bài chưa lật của mình, nhưng lúc này thấy Tiêu Nguyên Thanh và Trần Quốc Đào cùng rời đi thì trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng mà mở miệng hỏi, mà là giữ im lặng đi sau hai người. 10 phút sau, Tiêu Nguyên Thanh cùng Trần Quốc Đào mang Bùi Đông Lai đến biệt thự số 1. Báo cáo XX. Lão thủ trưởng ở bên trong chờ mọi người. Cảnh vệ viên của Tiêu Lão Thái gia thấy Tiêu Nguyên Thanh, Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai đến thì bước lên cúi chào rồi nói. Tiêu Nguyên Thanh trả lễ rồi dẫn đầu bước vào đại viện, Trần Quốc Đào và Bùi Đông Lai đi ở phía sau. Trong đại viện, Tiêu Lão Thái gia không có nằm ở trên ghế thái sư mà là chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Năm tháng không buông tha người. Bởi vì tuổi đã cao nên tóc hắn đã bạc trắng. Hơn nữa trên trán cũng đầy nếp nhăn, thân mình lộ ra vẻ phong phanh. Bất quá, đúng như lời của Tiêu Nam, thân thể của hắn vẫn còn cường tráng, đứng ở đó giống như là một cây súng, thân mình thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần. Cha! Lão thủ trưởng! Nhìn thấy Tiêu Lão Thái gia, Tiêu Nguyên Thanh cùng Trần Quốc Đào lần lượt mở miệng, trong đó Trần Quốc Đào cúi chào. Thủ trưởng, tốt! Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai liền bước lên vấn an Tiêu Lão Thái gia. Ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ách! Đã từng, Tiêu Lão Thái gia từng xem Tiêu Phi giống như là bảo bối, cho nên đối với Tiêu Phi thì Tiêu Lão Thái gia càng hiểu biết hơn so với Tiêu Nguyên Thanh. Tiêu Nguyên Thanh còn cảm thấy khí tức trên người Bùi Đông Lai giống với Tiêu Phi, huống chi là Tiêu Lão Thái gia. Thấy vào thân hình thẳng tắp như cây súng của Bùi Đông Lai, cảm nhận được khí tức trên người của Bùi Đông Lai giống với Tiêu Phi thì Tiêu Lão Thái gia không khỏi ngẩn ra. Nhận thấy được Tiêu Lão Thái gia đang nghi hoặc cùng với kinh ngạc thì trong lòng Bùi Đông Lai hiểu rõ, bất quá hắn cũng không nói gì. Nguyên Thanh, ta đã nghe Tiểu Nam nói về sự tích của tiểu tử này rồi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lão Thái gia đem ánh mắt chuyển đi, nhíu mày hỏi Tiêu Nguyên Thanh. Chuyện quan trọng như vậy tại sao không nói cho ta? Mấy ngày qua bận công tác nên chưa kịp nói là cho cha. Tiêu Nguyên Thanh cười khổ, mặc dù hắn là nhân vật số 2 trong quân đội. Đồng thời cũng là gia chủ của Tiêu gia, nhưng mà trên thực tế mọi việc trong Tiêu gia đều là do vị Tiêu Lão Thái gia này định đoạt. Tiêu Lão Thái gia hỏi hắn chuyện này, ngay cả cơ hội phản bác hắn cũng không có. Thậm chí ở trên phương diện quốc gia đại sự, cách nhìn của Tiêu Lão Thái gia cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của toàn cục. Ta nghe nói tiểu tử này tại cách đấu đã đánh cho tiểu tử Diệp gia trở thành tàn phế. Tiêu Lão Thái gia không để ý đến lời giải thích của Tiêu Nguyên Thanh. Dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ. Chút nữa, con hãy gọi điện cho Diệp Thạch nói rằng ta nói cháu của hắn tài nghệ không bằng người nên bị đánh cho tàn phế, nếu hắn còn dám làm gì tiểu tử này thì ta sẽ không để yên đâu. Ách, nghe Tiêu Lão Thái gia nói thế thì trong lòng Trần Quốc Đào không khỏi vui vẻ, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo Bùi Đông Lai mau chóng cảm ơn đi. Vẻ mặt Tiêu Nguyên Thanh thì tỏ ra lo lắng, hắn không đợi Bùi Đông Lai nói cảm ơn thì liền nói. Cha. Chuyện này có chút phức tạp. Phức tạp như thế nào? Lời nói của Tiêu Nguyên Thanh khiến cho Tiêu Lão Thái gia nhíu mày lại, dường như rất bất mãn. Tiêu Nguyên Thanh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nói. Tiêu Lão Thái gia lạnh giọng. Lão Thái gia, ông nội đang lo lắng đến gia tộc và đại cục. Dường như nhận ra lo lắng của Tiêu Nguyên Thanh,
Tiêu Nam đỡ lấy Tiêu Lão Thái ra rồi nói. Tiểu Nam. Tiêu Nam mới mở miệng thì Tiêu Nguyên Thanh liền nhíu mày quát một tiếng, ngăn cản không cho Tiêu Nam nói tiếp. Tiểu Nam, cháu nói đi. Tiêu Lão Thái ra trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên Thanh một cái làm cho Tiêu Nguyên Thanh sợ tới mức không dám lên tiếng. Lão Thái ra, là thế này. Theo cháu được biết thì hắn là con của Diệp Vãn Tình. Bởi vì chuyện tình năm đó mà hắn đã được cha của hắn mang ly khai khỏi Yên Kinh, mai danh ẩn tích. Hiện giờ, không biết tại sao hắn lại quen biết với Tần Đông Tuyết của Tần gia, đồng thời Tần gia cũng muốn cùng đám hỏi với Diệp gia, Tần Đông Tuyết đính hôn cùng với Diệp Tranh Vanh. Nói tới đây, Tiêu Nam dừng một chút, ánh mắt thưởng thức nhìn Bùi Đông Lai, nói tiếp. Bởi vì sự xuất hiện của hắn cho nên đám hỏi giữa Tần gia và Diệp gia luôn mắc cạn. Ở trong nửa năm qua hắn đã dùng hành động để chứng minh bản thân hắn có tư cách bước vào cánh của Tần gia, chính là ở buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế vừa rồi hắn đã làm một bài luận văn khiến cho hắn trở nên nổi tiếng, cũng với biểu hiện thần kỳ trong lần đại bỉ võ lần này. Ngày đó, ở trong trận cách đấu, sau khi Diệp Thiên làm hắn bị thương xong thì Diệp Thiên đã dùng ngôn từ chọc giận hắn hơn phân nửa là muốn phế hắn đi để hắn chủ động rời khỏi Yên Kinh. Nhưng không ngờ cuối cùng người bị phế lại là Diệp Thiên. Tiêu Nam nói tới đây thì dừng một chút, nhìn không được mà liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, lại nói. Hành động của hắn đã hoàn toàn chọc giận Diệp gia, hiện giờ Diệp gia và Tần gia đã cùng nhất trí, vào ngày mai sẽ tổ chức buổi lễ cho Diệp Tranh Vanh và Tần Đông Tuyết. Nói xong, Tiêu Nam cũng không nói gì thêm, nàng tin tưởng lấy trí tuệ của Tiêu Lão Thái gia thì tự nhiên có thể hiểu được khó xử của Tiêu Nguyên Thanh, cũng có thể hiểu được lợi và hại trong chuyện này. Đứa nhỏ, cha của cậu năm đó chính là Bùi Vũ Phu sao? Nghe Tiêu Nam nói xong, Tiêu Lão Thái gia lại đem ánh mắt nhìn về Bùi Đông Lai, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiển nhiên là hắn vô cùng kiêu ngạo đối với sự tích năm đó của Bùi Vũ Phu. Cậu tên gì? Tiêu Lão Thái gia hỏi. Bùi Đông Lai. Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai. Tiêu Lão Thái gia lẩm nhẩm hai cái tên này, nhịn không được mà nhắm mắt. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút bi thương, thân thể gầy yếu kia cũng hơi run lên hai cái. Ủa? Thấy vẻ dị thường của Tiêu Lão Thái gia thì không riêng gì Bùi Đông Lai, ngay cả Trần Quốc Đào, Tiêu Nam cũng Tiêu Nguyên Thanh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Đứa nhỏ, cậu thích nha đầu của Tần gia ư? Không biết qua bao lâu, Tiêu Lão Thái gia mở mắt, khuôn mặt dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Thích, Bùi Đông Lai đáp. Nha đầu Tần gia kia có thích cậu không? Tiêu Lão Thái gia lại hỏi. Có. Bùi Đông Lai gật đầu, vẻ mặt có chút kích động. 20 ngày trước, nàng từng đứng trên trường thành nói với cháu, đời này nàng là vợ của Bùi gia. Bùi gia. Nghe đến hai chữ này thì Tiêu Lão Thái gia hơi trầm mặc, sau đó bước lên, vuốt nhẹ vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai, cười hiền lành, nói. Ngày mai, ta sẽ đến tham gia buổi lễ đính hôn của Tần gia và Diệp gia. Bá. Nghe được Tiêu Lão Thái gia nói thế thì Bùi Đông Lai, Trần Quốc Đào, Tiêu Nam và Tiêu Nguyên Thanh đều hiểu được điều gì, sắc mặt cuồng biến. Ngày mai, ngay trước mặt Tần nha đầu, ta sẽ hỏi nó. Khi nói chuyện, khí thế cả người Tiêu Lão Thái gia đột nhiên biến đổi làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm, hắn dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ. Nếu nó thật sự muốn làm con dâu của Bùi gia thì ta sẽ tự mình làm chứng hôn cho hai đứa. Sắc trời mông lung, gió lạnh gào thét. Một công thần có thể dậm chân một phát là làm cho nước Cộng Hòa run rẩy cuối cùng cũng đã hứa với thiếu niên Bùi gia. Đêm lạnh, những bông tuyết dần dần rơi xuống nhân gian. Ngày mai là ngày mà toàn bộ nhân sĩ chú ý đến lễ đám hỏi giữa Diệp gia và Tần gia. Đột nhiên một trận tuyết lớn buông xuống Yên Kinh, đem Tử Cấm Thành biến thành một màu trắng xóa. Trong lúc tuyết rơi, Bùi Đông Lai dọc theo Côn Ngọc Hà mà chạy chậm, bởi vì vai trái đã bị thương nên sau khi chạy xong thì hắn không có đi luyện quyền mà trở về biệt thự. Lão bản thân ái, tuyết lớn như thế mà ngài vẫn kiên trì chạy bộ sao? Đầu ngài không có phát sốt chứ? Trong biệt thự, Quý Hồng đã rời giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ. Thấy Bùi Đông Lai người đầy tuyết bước vào biệt thự thì nhìn không được mà đả kích. Có nhiều thứ nhất định phải kiên trì. Bùi Đông Lai dùng tay phải phủi phủi bông tuyết, ý vị thâm trường nói. Quý Hồng nghe vậy thì trong lòng vừa động, nàng không khỏi âm thầm cảm thán tâm tình của Bùi Đông Lai thật sự là quá tốt. Hôm nay là một ngày đặc biệt,
biết được nữ nhân của mình đính hôn với kẻ khác mà vẫn có thể bảo trì thói quen trước đây, tâm tình như vậy, Quý Hồng tự nhận không thể làm được. Đúng rồi, lúc nãy có người gọi vào điện thoại cho cậu, hình như là Bùi Thúc. Quý Hồng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Cậu đã đi khỏi nên tỷ đã bắt máy, Bùi Thúc nói lễ đính hôn sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ, lúc ấy người của Diệp gia và Tần gia sẽ có mặt đầy đủ. Thúc ấy nói, tỷ và cậu đi tới đó trước, thúc ấy và sư phụ của tỷ đang ở khách sạn Yên Kinh. Rốt cuộc cũng gặp lại qua tử. Bùi Đông Lai cười chua xót, trầm ngâm một lát. Một hồi cô cứ đi tới tứ hợp viện gặp cha tôi đi, tôi sẽ đến khách sạn Yên Kinh. Vì sao? Vẻ mặt Quý Hồng khó hiểu, ở nàng xem ra không có Bùi Vũ Phu làm chỗ dựa thì Bùi Đông Lai đến đó cũng chẳng làm được gì. Áp lực của Đông Tuyết cũng không kém hơn tôi, tuy rằng nàng tin tưởng 100% rằng tôi sẽ đến đó nhưng mà nếu tôi có thể đến đó thì cũng khiến cho nàng thoải mái hơn một ít. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Quý Hồng cười khổ một tiếng, nói. Có cần gọi thông báo cho Bùi Thúc một tiếng không? Không cần. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, sau đó lên lầu tắm rửa, thay quần áo. Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở Yên Kinh, trong thư phòng, Diệp Cấm đang ngồi trên ghế, còn Diệp Tranh Vanh thì đứng đối diện với hắn, vẻ mặt cung kính mơ hồ có chút kích động. Bởi vì, ở hắn xem ra, 3 tiếng sau, hắn ở khách sạn Yên Kinh sẽ dắt tay Tần Đông Tuyết, cùng đính hôn với Tần Đông Tuyết. Hung hăng hạ nhục cha con Bùi gia. Tranh Vanh, thoạt nhìn thì con có chút kích động. Diệp Cấm nhận thấy được Diệp Tranh Vanh kích động, khẽ nhíu mày nói. Cha! Nhận thấy được cha mình có chút bất mãn thì Diệp Tranh Vanh do dự một lát, vẫn là nói. Cha con Bùi gia quả thật quá kiêu ngạo. Hôm nay, bọn hắn sắp tàn đời rồi, con quả thật có chút kích động bởi vì điều này chẳng những có thể giúp Tiểu Thiên báo thù mà còn có thể rửa sạch mối thù năm xưa. Hơn nữa nó còn tạo ra uy nghiêm vô thượng cho Diệp gia chúng ta. Tranh Vanh, trong lúc diệt trừ địch nhân mà bản thân tỏ ra mừng rỡ như điên, điều đó chứng tỏ bản thân không bằng địch nhân. Nếu cảm thấy chút được gánh nặng thì điều đó nói lên bản thân đã đem đối thủ trở thành đại địch. Diệp Cấm nghiêm mặt nói. Nếu cha đoán không sai thì con đã đem Bùi Đông Lai trở thành đại địch. Diệp Tranh Vanh muốn nói lại thôi. Ta thừa nhận là hắn ưu tú nhưng mà Tranh Vanh, cha hy vọng con nhớ kỹ. Con xuất thân từ Diệp gia, trên người của con có chảy dòng máu của Diệp gia, điểm xuất phát của con cũng cao hơn những người khác. Con lại được gia tộc ủng hộ mạnh mẽ, tương lai bản thân sẽ đứng trên đỉnh quyền lực, được vạn người kính ngưỡng, cho nên con không nhất định phải đem một tên xuất thân từ bần hàn trở thành đại địch lớn nhất của đời mình. Diệp Cấm gằn từng tiếng, nói. Con cảm thấy rằng, bản thân mình đi phân cao thấp với hắn thì có ý nghĩa sao? Lời dạy bảo của cha rất đúng. Diệp Tranh Vanh cúi đầu thật sâu, thầm mắng mình hồ đồ. Một bước này của gia gia con là muốn bức bách thế lực phía sau lưng của Bùi Vũ Phu nổi, về phương diện khác thì người muốn mượn cơ hội này để liên hợp với Tần gia. Diệp Cấm mở miệng lần nữa, một câu kích thích ngàn tầng sóng. Cơ thể Diệp Tranh Vanh run lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cấm. Nếu con không vì chuyện của nha đầu Tần gia thì cha tin tưởng con có thể nhìn được điểm này. Diệp Cấm khe khẽ thở dài, giọng nói hơi lộ tiếc nuối. Xin cha yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc thì con sẽ đem tất cả tinh lực đặt lên con đường làm quan, tuyệt đối không để cho các vị trưởng bối thất vọng. Diệp Tranh Vanh cúi đầu, thề son thề sắt. Ừ. Diệp Cấm gật gật đầu, sau đó nói. Hôm nay, ngoài người của Diệp gia và Tần gia gia thì cũng có không ít các vị đại lão xuất hiện. Gia gia của con tính thông qua cơ hội lần này để con gặp bọn họ. Đối với tương lai của con sau này thì nó sẽ có ý nghĩa quan trọng. Cảm ơn cha. Sắc mặt Diệp Tranh Vanh vui vẻ, thân là Diệp gia đại thiếu thì hắn biết rõ lực lượng của các vị đại lão này kinh khủng đến chừng nào. Đi chuẩn bị một chút, một hồi con không cần theo bọn họ đến khách sạn Yên Kinh. Đi với cha cùng XXX đi đón gia gia của con. Diệp Cấm an bài. Đã biết thưa cha. Diệp Tranh Vanh hít sâu một hơi, rời khỏi thư phòng. Nội tâm tràn ngập kích động. Kích động là bởi vì Diệp gia tính toán lợi dụng cơ hội lần này để cho nhân sinh của hắn bước lên một bước quan trọng. Một bước này, chỉ cần an phận thủ thường dựa vào an bài của Diệp gia thì hắn sẽ bước lên trên đỉnh quyền lực. Tần gia tứ hợp viện. Thân mặc một chiếc áo khoác da trồn, Tần Đông Tuyết đứng ở trong tứ hợp viện nhìn bông tuyết bay ngoài trời, suy nghĩ xuất thần. Vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh.
Đông Tuyết. Thấy Tần Đông Tuyết đứng đó thì Tiểu Ái Linh lo lắng kêu lên một tiếng, bước chân đi nhanh đến bên cạnh Tần Đông Tuyết, nhấc đôi tay lạnh lẽo của Tần Đông Tuyết lên. Bên ngoài này lạnh lắm, cùng mẹ vào nhà. Mẹ, con muốn đứng đây một lúc. Tần Đông Tuyết nhẹ nói. Được rồi. Tiểu Ái Linh thấy thế thì biết mình không thể thuyết phục được Tần Đông Tuyết, chỉ có thể thở dài, nói. Bất quá còn chỉ còn 10 phút nữa. 10 phút nữa xe sẽ đến đón chúng ta. Vì lo lắng tuyết lớn ảnh hưởng nên Gia Gia con đã đưa xe đến con đi khách sạn Yên Kinh trước. Gia Gia con và cha của con, cùng với đám người Diệp Thạch sẽ đến sau. Không trả lời, Tần Đông Tuyết chỉ nhìn bông tuyết rơi xuống. Đông Tuyết, mẹ biết trong lòng con không dễ chịu. Chẳng biết thấy khuôn mặt Tần Đông Tuyết như vậy thì trong lòng Tiểu Ái Linh rất khó chịu, nàng không nhịn được mà kéo Tần Đông Tuyết vào lòng, nói. Nhưng mà, con nên biết, sinh ra trong gia đình hào phú thì có nhiều việc thân bất do kỷ. Mẹ, con không sao. Tần Đông Tuyết khẽ lắc đầu nhưng thật ra là cũng đang an ủi Tiểu Ái Linh. Hai. Nghe Tần Đông Tuyết nói thế, nhìn bộ dạng của Tần Đông Tuyết bây giờ thì Tiểu Ái Linh biết con gái của mình không phải là không đau lòng nhưng mà nàng đem phần đau lòng kia chôn giấu sâu vào tận trong nội tâm, không cho người khác nhìn thấy được. Sau đó Tiểu Ái Linh lại thở dài, nói. Đông Tuyết, bình tĩnh mà nói thì Bùi Đông Lai quả thật là một người trẻ tuổi phi thường. So với Diệp Tranh Vanh thì nó càng vĩ đại hơn. Đông dạng, hắn vì con mà làm hết thảy mọi chuyện. Bùi Đông Lai. Nghe được ba chữ này thì lòng của Tần Đông Tuyết khẽ rung lên, vẻ mặt hơi đổi, toát ra vài phần thương cảm và tưởng nhớ. Nhưng mà, Đông Tuyết, mẹ hy vọng con hiểu được, gia gia của con để con đính hôn với Diệp Tranh Vanh. Điều ấy đủ chứng minh gia gia của con đã hạ quyết tâm, sự việc đã không còn cách giải quyết nào khác. Thấy được ánh mắt Tần Đông Tuyết hiện lên vẻ nhớ thương thì Tiểu Ái Linh cũng có chút không đành lòng, nhắc nhở. Mẹ không biết hôm nay nó có đến khách sạn Yên Kinh hay không? Có. Tần Đông Tuyết cắt đứt lời nói của Tiểu Ái Linh, giọng nói vô cùng kiên định. Ách! Nghe Tần Đông Tuyết nói thế thì Tiểu Ái Linh vốn là ngẩn ra, sau đó nhắc nhở thêm. Đông Tuyết theo mẹ biết được thì người của Diệp Gia rất tức giận, Diệp Gia có thể lợi dụng lần đính hôn lần này để làm cho cha con Bùi Gia vọng động, bởi như vậy thì Diệp Gia mới có thể khai đao với bọn họ. Cho nên mẹ đề nghị con gọi điện cho nó, nói cho nó biết không nên đi đến đó. Mẹ! Mẹ không biết hắn, những người khác đụng phải tường thì sẽ lui lại, nhưng mà hắn sẽ đập tường, tiếp tục đi tới. Sắc mặt Tần Đông Tuyết vô cùng bình tĩnh, giọng nói hờ hững nhưng mà vô cùng tự tin. Tiểu Ái Linh nghe vậy thì thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa mà xoay người rời đi. Tần Đông Tuyết vươn tay, mở ra, tùy ý để bông tuyết rơi ở trên tay. Có lẽ là bàn tay của nàng qua lạnh cho nên bông tuyết ở trên lòng bàn tay nàng cũng không có tan ra. Đông Lai, tớ biết, cậu có kiêu ngạo của cậu cho nên dù biết khách sạn Yên Kinh có nguy hiểm thì tớ cũng sẽ không ngăn cản cậu. Nếu tớ làm như thế thì sẽ khiến cậu đau lòng. Tần Đông Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói. Còn nhớ rõ rằng tớ đã nói với cậu không? Chuyện của chúng ta sẽ do chúng ta làm cho, tớ. Tần Đông Tuyết, chỉ làm con dâu của Bùi gia. Tớ đáp ứng hôm nay đi đính hôn với bọn họ chỉ là làm hết nghĩa vụ với người của Tần gia. Báo đáp công nuôi dưỡng của bọn họ. Tớ sẽ không đính hôn với Diệp Tranh Vanh, càng không muốn cậu cảm thấy thất vọng vì tớ. Cho nên, cậu yên tâm, Tần gia cũng tốt, Diệp gia cũng thế. Nếu có người nào muốn động tới cậu thì phải bước qua xác của Tần Đông Tuyết tớ. Nói xong, trong đầu Tần Đông Tuyết không khỏi hiện ra khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Khóe miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Đông Tuyết khuynh thành. 9 giờ, bên ngoài khách sạn Yên Kinh tuyết bay đầy trời. Mấy trăm tên cảnh sát, võ cảnh phong tỏa những con đường xung quanh ngoài khách sạn Yên Kinh để đợi hai nhà Diệp Tần đến. 9 giờ 30 phút, từng chiếc xe có biển số xe quân đội, chính trị nối thành một hàng dài chậm rãi đi tới khách sạn Yên Kinh. Đám cảnh sát, võ cảnh thấy được những chiếc xe xuất hiện thì vẻ mặt đều kính sợ. Tần gia. Rất nhanh, hơn 20 chiếc xe hơi lần lượt đến bãi đậu xe rồi dừng lại. Người đầu tiên bước ra khỏi chiếc Mercedes-Benz S600 là Tần Yến, tiếp theo là mẹ của Tần Đông Tuyết Tần Ái Linh, người cuối cùng chính là nhân vật chính của buổi lễ đính hôn hôm nay Tần Đông Tuyết. Sau khi Tần Đông Tuyết bước xuống xe thì Tiểu Ái Linh và Tần Yến đều không hẹn mà nuốn dìu lấy nàng. Mẹ, tiểu cô, con tự đi được. Nàng bước xuống xe, không để ý để vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Ái Linh và Tần Yến,
nàng cởi đôi giày cao gót ra sau đó đi vào khách sạn Yên Kinh. Cũng không biết là trong lòng nghĩ đến điều gì là lúc bước đi thì nở ra nụ cười vui vẻ. Đông Tuyết! Tiếu Ái Linh vội vàng kêu Tần Đông Tuyết. Chị dâu, chẳng lẽ chị quên rằng 20 ngày trước, nó cũng đã từng cởi giày cao gót ra, được tiểu tử Bùi Đông Lai cõng lên lưng đi ở trường thành sao? Tần Yến thấy thế thì giữ chặt Tiếu Ái Linh. Chị biết, nhưng mà chị sợ nó lạnh. Tiếu Ái Linh vô cùng đau lòng. Một chút ấy cũng không đáng ngại gì đâu. Tần Yến cười cười, sau đó nói. Em sẽ dẫn Đông Tuyết đi tới phòng hóa trang để thay quần áo. Ừ. Tiếu Ái Linh bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hơn 100 người thì Tần Đông Tuyết đã cởi đôi giày cao gót ra, đi chân trần cùng Tần Yến bước vào khách sạn Yên Kinh. Trong một gian phòng trong khách sạn Yên Kinh, Bùi Đông Lai tận mắt thấy nhưng chuyện này, trong lòng hắn giống như là bị một đao cắt lấy, rất đau. Mắt thấy Tần Đông Tuyết đi vào khách sạn Yên Kinh, Bùi Đông Lai không hề dừng lại, xoay người rời khỏi phòng, cố gắng đi tìm Tần Đông Tuyết. Mấy phút sau, Tần Yến mang theo Tần Đông Tuyết đi vào phòng hóa trang, hai thợ trang điểm đã đứng đó từ lâu. Tần tiểu thư chỉ còn khoảng 1 giờ 20 phút nữa là đến buổi lễ chính thức, chúng ta phải nhanh chóng lên một lát. Mắt thấy hai người Tần Đông Tuyết và Tần Yến bước vào thì một người thợ trang điểm liền bước lên, mang theo vài phần lo lắng nhắc nhở. Lo lắng là bởi vì nàng biết được thân phận của Tần Đông Tuyết. Nàng hiểu được, nếu không làm cho Tần Đông Tuyết trở nên xinh đẹp thì sự nghiệp sau này của nàng sẽ bị vị hôn phu của Tần Đông Tuyết là Diệp Tranh Vanh đánh rớt. Gấp cái gì? Tần Yến tức giận mắng một câu, sau đó hướng về Tần Đông Tuyết nói. Đông Tuyết, cháu ngồi xuống đây. Để cô giúp chân xoa chân. Hiển nhiên là Tần Yến lo lắng cho Tần Đông Tuyết. Tớ tới đây. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở bên ngoài phòng. Nghe được giọng nói quen thuộc này thì cả người Tần Đông Tuyết giống như là bị điện giật, còn Tần Yến thì không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn về chủ nhân của giọng nói kia. Tiếng nói vang lên, bóng người hiện ra. Ngay sau đó, Tần Yến thấy được Bùi Đông Lai xuất hiện ở trước cửa phòng. Nàng không nghĩ rằng Bùi Đông Lai lại có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút này, thậm chí nàng không nghĩ rằng lúc này đây Bùi Đông Lai đến đây chỉ đi có một mình. Tiểu cô, để tôi tới làm cho. Không đợi Tần Yến lấy lại tinh thần, không đợi Tần Đông Tuyết xoay người lại thì Bùi Đông Lai đã bước về phía Tần Đông Tuyết. Ừ, được. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi tới thì Tần Yến thở dài một hơi, sau đó gật đầu. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt của Tần Đông Tuyết. Nàng không đưa tay lau đi nước mắt, cũng không xoay người lại. Thân thể của nàng run run lên. Một bước, hai bước, ba bước. Bùi Đông Lai bước từng bước đi đến bên cạnh Tần Đông Tuyết. Gần, gần. Rốt cuộc, Bùi Đông Lai cũng đã đến phía sau Tần Đông Tuyết. Đột nhiên, Tần Đông Tuyết xoay người, một bên mỉm cười hạnh phúc, một bên rơi lệ nhìn vào Bùi Đông Lai. Tần Đông Tuyết đồng học, hiện giờ cậu cần ngồi ở trên ghế. Sau đó nâng chân của mình lên để tớ xoa bóp cho. Bùi Đông Lai mỉm cười vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tần Đông Tuyết, sau đó nhu nhu cái mũi của Tần Đông Tuyết rồi nói. Không trả lời, nước mắt của nàng cứ thế mà chảy xuống, chảy khắp cả khuôn mặt của nàng, thậm chí là có chảy vào trong miệng của nàng. Có chút khổ, có chút mặn, nhưng phần nhiều là ngọt. Không riêng gì Tần Đông Tuyết, thấy một màn như thế thì Tần Yến cũng xúc động. Nàng lau nước mắt trên mặt rồi nói. Cậu ngồi đó giúp nó bóp chân đi, tôi ra ngoài cửa canh gác cho hai người. Chị Tần, chúng ta đi đâu đây? Nghe được Tần Yến nói thế thì hai người thợ trang điểm lại có chút khó hiểu. Ở trong trí nhớ của tôi thì vị hôn thê của tôi không cần phải trang điểm làm gì, nàng là người đẹp nhất. Bùi Đông Lai nắm tay đem Tần Đông Tuyết tới ngồi trước gương, xoay người lại mỉm cười với hai người thợ trang điểm. Hai người thợ trang điểm nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Yến. Các nàng là người được Tần Yến thuê tới đây để trang điểm cho Tần Đông Tuyết, nếu Tần Đông Tuyết không cần trang điểm thì Tần Yến thuê các nàng tới đây để làm gì? Hai người cứ làm như lời của hắn đi. Tần Yến cười khổ không thôi. Còn về phần thù lao thì vẫn tính như cũ. Chị Tần, chúng tôi. Ngoài cửa sổ, tuyết bay tán loạn, cảnh đẹp mê người. Trong phòng. Mỹ nhân thở gấp, không khí lãng mạn. Đều nói nữ nhân được làm từ nước. Sau khi hôn xong thì Tần Đông Tuyết liền mềm nhũn nằm trong lòng Bùi Đông Lai, rúc vào trên cánh tay Bùi Đông Lai, giống như là một con mèo vậy.
Bùi Đông Lai ôm lấy Tần Đông Tuyết, dùng tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc trên mặt Tần Đông Tuyết. Két! Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa phá tan không khí im lặng trong phòng. Đẩy cửa vào, thấy hai người Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai đang ôm nhau ở cùng một chỗ thì tâm tình của Tần Yến phức tạp. Bởi vì nàng cũng từng lâm vào tình cảnh giống như Tần Đông Tuyết, hơn nữa trong Tần gia thì nàng và Tần Đông Tuyết có cảm tình tốt nhất, giữa hai người không giống với cô cháu mà giống như hai chị em thì đúng hơn. Cho nên, ở tận sâu trong lòng của Tần Yến thì nàng luôn hy vọng Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết có thể ở chung một chỗ. Nhưng mà, bởi vì nàng đã từng phản kháng nhưng mà không có hiệu quả, cho nên nàng mới cảm nhận được nhà đế vương vô tình. Tâm tình vô cùng phức tạp nhưng lúc này đây nàng không nhịn được mà mở miệng. Đông Lai, còn 30 phút nữa là đến giờ, hai lão đầu tử của hai nhà đang trên đường đến đây. Đông Tuyết cần phải thay quần áo, nhất định phải đi ra ngoài để nghênh đón bọn họ. Nói tới đây, Tần Yến cố ý ngừng lại, nàng tin tưởng lấy chỉ số thông minh của Bùi Đông Lai thì hắn sẽ hiểu hết ý tứ của nàng. Khiến cho Tần Yến ngạc nhiên đó là Bùi Đông Lai không hề cử động. Đông Lai, ý của tôi là cậu nên tránh mặt một lát, anh chị em của Đông Tuyết sẽ đến đây giúp nó mặc sườn xám. Nếu để bọn họ thấy cậu thì... Tần Yến nói xong, vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ, ở nàng xem, nếu để hai nhà biết được lúc này Bùi Đông Lai đang ôm Tần Đông Tuyết ở chung một chỗ thì có trời mới biết là sẽ phát sinh ra chuyện gì. Tiểu cô, bọn họ biết sớm hay muộn cũng không có gì đáng ngại cai. Bùi Đông Lai trả lời, dường như cũng không để ý lắm. Thấy được vẻ mặt cùng nụ cười tự tin, nghe giọng nói hờ hững của Bùi Đông Lai thì Tần Yến không khỏi ngẩn ra. Sau đó, nàng cười khổ nhìn Bùi Đông Lai. Đông Lai, tôi biết hôm nay cha con Bùi gia cậu sẽ không nhận thua. Nhưng mà tôi cho rằng lúc này cha của cậu còn chưa tới đây thì cậu không cần phải lộ diện làm gì. Tiểu cô hẳn là nhớ rõ, cháu từng nói với người rằng thì cháu dám đến Yên Kinh này một phần là dựa vào cha cháu, một phần là dựa vào thực lực của bản thân mình. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cho nên hắn đứng lên, nắm lấy bàn tay phải của Tần Đông Tuyết. Còn về phần mấy người bên ngoài thì cháu đã xem họ là làm trưởng bối, nhưng mà nếu họ coi cháu mà một con chó thì cháu không để ý mà coi bọn họ là một đám kiến. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Yến muốn nói cái gì nhưng mà thấy được ánh mắt Bùi Đông Lai toát ra vẻ kiên định thì nàng liền đem lời nói ngược trở lại vào trong bụng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng biết, người thanh niên này, nói riêng về năng lực cá nhân thì hắn có đủ tư cách bước vào một cánh cửa nào của một gia tộc bất kỳ ở Tử Cấm Thành này. Két. Sau đó, không đợi Tần Yến mở miệng lần nữa, cửa phòng lại bị người khác đẩy ra, hai cô gái liền xuất hiện ở trước cửa gian phòng, trong đó cô gái nhỏ hơn thì cầm trong tay một bộ sườn xám mày đỏ. Ách. Đẩy cửa ra. Thấy hết cảnh trong phòng thì hai cô gái liền sững sờ ngay tại chỗ, trừng to mắt, nhìn vào Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai. Tiểu cô, tại sao hắn lại ở chỗ này? Sau đó, cô gái có vóc dáng hơi cao, đeo kính đen chán ghét nhìn Bùi Đông Lai, sau đó quay đầu hỏi Tần Yến, trong giọng nói không mang theo quá nhiều sự tôn kính, nếu có chỉ là vẻ hờn giận. Hờn giận là bởi vì nàng biết nếu để người Diệp gia biết chuyện này thì sẽ làm ầm lên nhưng mà Tần Yến lại không đứng ra ngăn cản chuyện này. Hờn giận là bởi thì nàng cũng là nhân vật nổi bật đời thứ tư của Tần gia, nàng đang công tác ở văn phòng thị ủy Yên Kinh. Nói về tiền đồ thì Tần Yến không thể so sánh với nàng, thậm chí ngay cả thành viên đời thứ ba cũng không có mấy ai hơn nàng. Điều này làm cho nàng đủ tự tin để mở miệng chất vấn Tần Yến. Đối với việc này, Tần Yến thấy vậy thì liền lập tức nổi giận, lạnh lùng. Tần Kha, cô tính là cái gì mà dám giáo huấn ta? Cô! Đột nhiên bị Tần Yến trách mắng như vậy thì Tần Kha có chút căm tức, nhưng mà nghĩ đến ngay cả lão gia tử Tần gia và Tần Hồng Sơn mà Tần Yến còn dám bật lại thì nàng liền áp chế cơn tức giận trong lòng, nghiêm mặt nói. Thật xin lỗi tiểu cô, vừa rồi cháu hơi quá khích. Bất quá cô nên nghĩ kỹ lại nếu để mọi người biết nam nhân cùi bắp này xuất hiện ở nơi này thì Tần gia của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Cô nói ai là cùi bắp? Lúc này người mở miệng không phải là Tần Yến mà chính là Tần Đông Tuyết. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt nàng vẫn đầy nước mắt nhưng mà vẻ mặt của nàng lại lạnh như băng, giọng nói cũng làm cho người ta có cảm giác xa lạ. Đông Tuyết, cô biết cô đang làm cái gì không? Nghe được giọng nói lãnh mạc của Tần Đông Tuyết thì Tần Kha nhíu mày nhìn về phía Tần Đông Tuyết, giọng nói cũng không tốt.
Tần Kha, chuyện của ta còn không phiên tới cô xen vào. Mặt Tần Đông Tuyết không chú thay đổi nhìn vào Tần Kha, gằn tững chữ. Mặt Khá, ta xin cô nhớ kỹ cho, đây là nam nhân của ta. Không phải là thứ cùi bắp trong miệng của cô. Cô, sắc mắt Tần Kha biến đổi, nàng muốn tiếp tục giáo huấn Tần Đông Tuyết nhưng mà thấy vẻ lãnh mạc trong đôi mắt của Tần Đông Tuyết thì phải đeo những lời đạo lý nuốt lại xuống bụng, nghiến răng nghiến lợi, nói. Tần Đông Tuyết, cô có thể không để ý đến thanh danh của mình. Nhưng cô không thể làm mất mặt Tần gia, cô đã cảm thấy ta không có tư cách quản cô thì như vậy ta sẽ kêu người có tư cách quản cô đến đây. Nói xong, Tần Kha liền liếc mắt quét Bùi Đông Lai một cái, uy hiếp nói. Không biết trời cao đất dày, mày nên tự cút khỏi nơi này đi. Nếu không một hồi, ngay cả cơ hội cút thì mày cũng sẽ không có đâu. Vù! Tần Kha vừa nói xong thì có một chiếc giày cao gót liền bay tới nàng. Bốp! Một màn bất thình lình xảy ra khiến cho Tần Kha không có chút phòng bị nào đã bị chiếc giày cao gót nện trúng. Nàng há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tần Đông Tuyết, cảm giác kia giống như đang hỏi cô dám quăng vào ta sao? Cút! Trả lời Tần Kha là một chữ cút vang lên, người mở miệng chính là Tần Đông Tuyết. Cô! Cảm nhận được trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn. Nghe được từ cút thì Tần Kha chỉ cảm thấy tức giận không thôi, cả người nàng run lên, vươn tay phải ra, muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng lại không nói được, chỉ có thể giận dữ rũ áo một cái rồi rời đi. Cô gái ở bên cạnh có chút không biết phải làm sao. Đem quần áo vào đây. Bùi Đông Lai thấy vậy thì liền mỉm cười, nói. Ồ, được. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói thế thì cô gái tên là Tần Diệu Nhiên theo bản năng lên tiếng rồi đi vào phòng. Cậu cứ ở đây mà thay quần áo, mọi chuyện kế tiếp để cho tớ xử lý. Thấy Tần Diệu bước vào cửa thì Bùi Đông Lai buông tay Tần Đông Tuyết ra, ôn nhu nói. Tần Đông Tuyết muốn nói lại thôi. Không tin tớ sao? Bùi Đông Lai cười hỏi. Xin lỗi cậu. Nhìn nụ cười tự tin của Bùi Đông Lai thì trong lòng Bùi Đông Lai không còn lo lắng nữa. Bùi Đông Lai không nói gì thêm mà xoay người ra khỏi phòng. Diệu Nhiên. Cháu hãy giúp chị Đông Tuyết thay quần áo đi. Tần Yến thấy thế thì bảo Tần Diệu Nhiên một câu rồi đuổi theo Bùi Đông Lai. Nàng sợ Bùi Đông Lai và Tần gia sẽ vạch ma, bùng nổ xung đột. Nếu là như thế thì đối với Bùi Đông Lai hay là Tần gia đều là một chuyện không tốt. Cho nên, nàng muốn làm người hòa giải. Mắt thấy Tần Yến đi ra thì Bùi Đông Lai cũng biết trong lòng Tần Yến nghĩ gì. Hắn không nói gì mà là châm một điếu thuốc rồi hút một hơi. Cùng lúc đó, người bị Tần Đông Tuyết ném giày vào mặt là Tần Kha tức giận đi vào đại sảnh ở trên lầu. Thân là thành viên nổi bật đời thứ tư của Tần gia. Tuy rằng Tần Kha không thể làm ra bộ dạng bát phong bất động như Tần Tranh hay Tần Hồng Sơn nhưng mà nàng cũng có thể khống chế được tâm tình của mình. Đối việc này, khi gần bước lên trên đại sảnh phía trên lầu thì Tần Kha liền điều chỉnh lại tâm tình của mình, nàng nở ra một nụ cười rồi bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh trừ những thành viên quan trọng của hai nhà Tần Diệp còn chưa đến thì những người khác cũng đã đến đủ. Bởi vì các nhân vật quan trọng còn chưa đến, buổi lễ đính hôn còn chưa bắt đầu nên mọi người tề tụ lại một chỗ rồi cùng nhau nói chuyện, trêu đùa. Cha, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đã đến đây, ở trong phòng trang điểm của Đông Tuyết. Đi vào đại sảnh, Tần Kha liền đi tới trước cha mình là Tần Phong, cúi người nhỏ giọng nói. Nghe được con của mình nói như thế thì hai mắt của Tần Phong mở to ra, sau đó đứng lên, tỉnh bơ lên tiếng chào hỏi với mọi người rồi bước ra khỏi đại sảnh. Mang người của cậu đi lên lầu. Ra đại sảnh, Tần Phong liền bấm một số điện thoại rồi ra lệnh. Một phút sau, 12 tên đặc công đi theo Tần Kha cùng Tần Phong vào thang máy, hùng hùng hổ hổ đi tới phòng trang điểm. Tần Yến thấy thế, sinh lòng bất an nhìn về phía Bùi Đông Lai. Điếu thuốc đã dập tắt. Bùi Đông Lai đứng lên, ngạo nghễ mà đứng. Hắn không để bản thân mình phải chịu ủy khuất một lần nữa. Thấy lần đầu tiên Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng như thế thì trong lòng Tần Yên không khỏi kinh hoàng. Tuy rằng, nàng phát hiện Bùi Đông Lai vẫn như trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng mà nàng cảm thấy được đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Nàng muốn mở miệng nhắc nhở Bùi Đông Lai nhưng lại nhớ đến những lời Bùi Đông Lai nói với nàng thì nàng liền nuốt ngược lại những điều muốn nói xuống bụng. Chuẩn bị nhìn xem sự tình phát triển đến mức nào, đến lúc quan trọng thì nàng sẽ ra mặt. Tránh để hai bên vạch mặt, vung tay. Cùng lúc đó,
Thấy được Bùi Đông Lai đứng đó thì Tần Phong thầm hối hận vì mình quá mức qua loa, mang người đến đây. Mặc dù phía sau của hắn là những tên đặc công tinh anh nhưng mà Bùi Đông Lai lại chính là người giúp cho quân khu Giang Ninh đoạt được chức quán quân trong lần đại bỉ võ kia. Phía sau hắn là hơn 12 quân nhân đặc chủng, nhưng mà Bùi Đông Lai lại là người xuất sắc giành chức quán quân trong lần đại bỉ võ kia. Nếu quả thật song phương phát sinh xung đột thì bên mình sẽ không chiếm ưu thế. Bất quá! Rất nhanh, Tần Phong lại nghĩ đến hôm nay là một trường hợp đặc biệt, Bùi Đông Lai sẽ không mang theo súng ống thậm chí là không có khả năng ra tay. Dù sao, nếu làm như vậy thì Bùi Đông Lai sẽ mất đi cơ hội ở một chỗ với Tần Đông Tuyết, hơn nữa cũng có thể sẽ bị bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn tin tưởng, Bùi Đông Lai không cần làm như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, sự lo lắng trong lòng hắn đã biến mất. Ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai rồi tiếp tục đi tới. Sau đó, khi đám người Tần Phong còn cách Bùi Đông Lai 5 mét thì dừng lại. Tần Phong bước lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, nói. Bùi Đông Lai, gia gia của Đông Tuyết đã quyết định rồi, sự việc này không còn cách nào khác. Vô luận là cậu hay cha của cậu đều không có khả năng, toàn bộ chỉ là phí công vô ích. Bùi Đông Lai không có hé răng. Cha, nói nhiều với hắn làm gì, để cho hắn cút đi. Bởi vì lúc nãy bị Tần Đông Tuyết quăng giày vào mặt nên trong lòng Tần Kha rất tức giận, lúc này thấy Bùi Đông Lai đối mặt với cha của mình mà vẫn lộ ra bộ dạng bất động như núi thì nàng liền mắng. Đây là lần thứ hai cô kêu ta cút. Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía Tần Kha, vẻ mặt bình tĩnh như cũ nhưng mà giọng nói lại lạnh như băng. Ta là người luôn luôn không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, nếu có lần thứ ba thì ta cam đoan cô sẽ là người đầu tiên cút khỏi khách sạn Yên Kinh này. Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai lại dám nghiêu như thế trước mặt cha mình. Tần Kha trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Mày! Khiếp sợ trôi qua, Tần Kha liền nổi giận, vươn tay chi về mặt Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai, cậu hẳn là hiểu rõ, ngày hôm nay nếu cậu dám làm sằng làm bậy thì hậu quả cậu cũng thể tưởng tượng được. Nghĩ đến 12 năm trước Bùi Vũ Phu từng đem Lâm Viễn của Lâm gia ném ra khỏi khách sạn Yên Kinh. Lúc này nghe được giọng nói cuồng ngạo của Bùi Đông Lai thì trong lòng Tần Phong vừa động, hắn sợ dậm lên vết xe đỗ năm xưa cho nên liền nói. Tôi khuyên cậu nên rời đi khỏi dây, đây đối với Đông Tuyết với Tần gia, với cha con cậu là một chuyện tốt. Nếu tôi đến đây thì sẽ không đi. Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng kiên định. Giống như trời sập xuống hắn cũng không đổi ý. Tần Phong liền nhíu mày, dường như lúc này hắn cũng không muốn vạch mặt cùng Bùi Đông Lai. Mà 12 tên đặc công phía sau lưng Tần Phong liền làm ra bộ dạng chờ đợi, cảm giác kia chỉ cần Tần Phong ra lệnh thì bọn hắn sẽ bước lên động thủ với Bùi Đông Lai. Tôi có thể dẫn dắt tiểu đội đặc chủng Đằng Long tiêu diệt hết đội dự bị Long Nha, ông cho rằng bọn hắn có thể uy hiếp tôi sao? Dường như nhận ra trong lòng Tần Phong đang đấu tranh với nhau, Bùi Đông Lai mang theo vài phần khinh thường, nói. Tôi hy vọng ông hiểu được, tôi không muốn động thủ với bọn hắn chứ không phải là không dám. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, mặc dù bọn hắn chưa gặp qua Bùi Đông Lai, nhưng mà bọn hắn đã nghe qua sự việc của đại bi võ năm nay. Cho nên, khi nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bùi Đông Lai, chẳng lẽ người này đã đánh cho Diệp Thiên tàn phế, còn đoạt lấy chức siêu cấp binh vương sao? Phải! Thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai thì trong lòng 12 tên đặc công liền xuất hiện một cái đáp án. Lúc này đây bọn hắn không còn bất mãn với hành động cuồng ngạo của Bùi Đông Lai nữa mà thay vào đó chính là kính sợ. Một người có thể dùng súng ngắm M99 bắn trúng người rơm trên xe tăng ở ngoài 1.200m, tốc độ 60 km/h, một người dẫn dắt tiểu đội đặc chiến tiêu diệt đội dự bị Long Nha, một người làm cho Diệp Thiên tàn phế đủ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng sinh ra kinh ý. Biến hóa của 12 tên đặc công đã rơi vào mắt của Tần Phong, khiến cho Tần Phong nhíu chặt mày hơn. Chưa chiến, khí thế đã mất đi. Đối mặt với cục diện như thế, hắn chỉ đành phải bỏ qua cái ý niệm dùng vũ lực bức bách Bùi Đông Lai rời khỏi đây. Mà là lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Yến, hy vọng Tần Yến mở miệng. Lúc này đây, đối mặt với ảm chỉ của Tần Phong thì Tần Yến liền lựa chọn giả ngu. Tần Yến thờ ơ khiến cho Tần Phong tức giận, cơ thể liền run lên. Két! Đột nhiên! Tần Đông Tuyết thân mang một bộ sườn xám màu đỏ cùng Tần Diệu Nhiên từ trong phòng trang điểm bước ra.
Mặc dù là lễ đính hôn nàng đã thay lại bộ sườn xám nhưng mà Tần Đông Tuyết không có trang điểm, nàng chỉ để Tần Diệu Nhiên tùy ý lau đi những giọt nước mắt trên mặt mà thôi. Thấy Tần Đông Tuyết vừa ra thì hai mắt Tần Phong tỏa sáng, trong lòng vừa động nên lại đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, lạnh lùng nói. Bùi Đông Lai, Đông Tuyết đã nói rõ đã phủi sạch quan hệ với cậu, cậu còn mặt dày mày dạn đến đây, cậu không cảm thấy nhục khi tới đây sao? Đại bá, vì Đông Lai mà cháu mới mặc bộ quần áo này. Không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Tần Đông Tuyết đã đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai, cùng Bùi Đông Lai sóng vai mà đứng. T. Nghe Tần Đông Tuyết nói thế thì Tần Phong tức giận không thôi. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vào Tần Đông Tuyết, nói. Đông Tuyết, cháu không nên hồ đồ như thế. Cháu làm như vậy sẽ khiến cho Tần gia chúng ta không còn mặt mũi. Đại bá, sắc mặt Tần Đông Tuyết bình tĩnh nói. Bởi vì cháu là một thành viên Tần gia cho nên cháu mới đáp ứng mọi người đến tham gia buổi đính hôn hôm nay. Nếu hôm nay, Bùi Đông Lai không đến đây thì cháu sẽ không nói hai lời mà liền gả cho Diệp Tranh Vanh, nhưng mà hôm nay Đông Lai đã đến đây. Như vậy, xin cho phép cháu được ích kỷ một lần vì người mình yêu. Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết, thấy bộ dạng kiên quyết của nàng thì Tần Phong không phản bác được. Đinh! Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Tiểu Ái Linh xuất hiện, bước ra thang máy rồi đi đến. Ái Linh! Thấy Tiểu Ái Linh thì Tần Phong giống như là bắt được một cọng cỏ cuối nàng. Hắn hy vọng Tiểu Ái Linh có thể thuyết phục được Tần Đông Tuyết. Nghe được Tần Phong kêu thì Tiểu Ái Linh liền bước đến thì thấy rõ Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đang đứng sóng vai ở trước phòng trang điểm. Phát hiện này khiến cho bước đi của Tiểu Ái Linh chậm lại, hai mắt mở to ra, một loại cảm xúc kinh ngạc tràn ngập cả khuôn mặt của nàng. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng lại bước đi nhưng mà trong lòng đang nghĩ đến kế sách để đối phó với cục diện này. Gì? Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai liền lên tiếng mở miệng. Giọng nói vô cùng cung kính. Tiểu Ái Linh không trả lời Bùi Đông Lai mà nhìn Tần Đông Tuyết một cái thì thấy vẻ mặt Tần Đông Tuyết kiên định đứng bên cạnh Bùi Đông Lai. Ánh mắt không hề né tránh. Tiểu Ái Linh đành phải nhìn sang Bùi Đông Lai. Cậu đã gọi tôi một tiếng gì như vậy, tôi cũng gọi cậu là Đông Lai. Đông Lai, tôi đã từng nghe Đông Tuyết nói qua cậu là một con người vĩ đại hoàn toàn xứng với nó, thậm chí nói về năng lực cá nhân thì cậu còn tốt hơn so với Diệp Tranh Vanh. Cảm ơn gì đã cho phép. Nghe Tiểu Ái Linh nói thế thì Bùi Đông Lai liền cúi đầu hướng về phía Tiểu Ái Linh. Hai. Tiểu Ái Linh thấy thế nhịn không được mà thở dài, nói. Nhưng mà, Đông Lai, cậu nên biết muốn trở thành chồng của Đông Tuyết thì chỉ lấy năng lực cá nhân thôi là không đủ. Cháu biết. Bùi Đông Lai gật đầu. Vậy tại sao cậu lại? Chân mày Tiểu Ái Linh không khỏi nhíu lại, nàng khá tán tưởng năng lực của Bùi Đông Lai nhưng mà cảm thấy Bùi Đông Lai có chút không tự lượng sức mình. Gì, đã từng, cháu từng không biết được 20 năm trước cha cháu đã làm ra những việc gì. Cháu biết gia thế của Đông Tuyết rất tốt. Vì muốn cho người nhà của Đông Tuyết cảm thấy rằng Đông Tuyết không nhìn lầm người cho nên cháu tự nhủ với lòng mình rằng cho dù Bùi Đông Lai cháu đây có trở thành một con chó điên, cúi đầu đi giúp người ta cắn người, thậm chí là quỳ xuống van xin thì chỉ cần có cơ hội để thượng vị thì chắc chắn cháu sẽ không bỏ qua. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Hiện tại, cháu đã chứng minh cho mọi thấy nhưng mà Tần gia các người lại cảm thấy Bùi gia chúng tôi không bằng Diệp gia. Ngay cả cơ hội bước vào cánh của Tần gia thì người Tần gia cũng không cho tôi bước vào. Tiểu Ái Linh trầm mặc. Mắt của Tần Đông Tuyết đỏ ngầu. Gì, tôi biết, giữa tôi và Diệp Tranh Vanh thì Tần gia đã làm ra lựa chọn. Tần gia lựa chọn làm cho mọi người cảm thấy rằng hôm nay cha con tôi là một đám hề, đồng thời cũng làm cho Diệp gia rửa sạch đao mổ, tùy thời vung đao chém về phía cha con tôi. Bùi Đông Lai nắm cánh tay Tần Đông Tuyết, gần từng chữ. Cho nên, dưới tình hình như vậy tôi đã dám đến thì tự nhiên không phải đầu nóng lên mà là có chuẩn bị. Tiểu Ái Linh ngạc nhiên. Ở nàng xem ra, trong Trung Quốc cùi chó như thế này thì không có gia tộc nào có thể đối kháng với hai nhà Diệp Tần, huống chi là một người mai danh ẩn tích suốt 18 năm là Bùi Vũ Phu. 18 năm trước, mẹ của tôi bởi vì muốn theo cha tôi rời khỏi Yên Kinh nên đã bị người của Diệp gia sỉ nhục, thế cho nên bà đã chết sau khi sinh ra tôi. Ngay cả tư cách chôn vào mộ của Diệp gia thì bà cũng không có. Ngoài ra, rất có nhiều người cho rằng cha của tôi bị Diệp Cô Thành phế đi một chân, chật vật rời khỏi Yên Kinh. Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa nhưng mà lúc mở miệng hắn không nhịn được mà cười lên,
cười rất khinh thường đồng thời làm cho người ta có cảm giác thê lương. Hiện tại, tôi là kẻ mà Diệp gia coi là một đứa nghiệt chủng bởi vì muốn ở chung với một cô gái mình thích mà Diệp Tranh Vanh đã cố gắng hạ nhục tôi. Bị tôi vẽ mặt thì Diệp Thiên lại cố gắng muốn giết tôi nên bị tôi đánh cho tàn phế làm cho trên dưới Diệp gia phẫn nộ. Không có khả năng. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai góp lại những oán hận ở trong lòng lại rồi đột nhiên bùng nổ, cả người hắn giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Hôm nay, tôi cho các người biết, thằng nghiệt chủng năm đó không chết ở trên bàn mổ kia chẳng những đã đến đây, hơn nữa là quang minh chính đại mà bước đến. Nói xong, Bùi Đông Lai nắm lấy cánh tay Tần Đông Tuyết, bước đi về phía cuối hành lang. Thấy một màn như vậy thì 12 tên đặc công cũng không có ngăn trở. Tần Phong muốn nói lại thôi, đem ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ái Linh. Tiếu Ái Linh cúi đầu trầm ngâm, đã thấy mắt Tần Yến đỏ lên, đối với nàng lắc đầu. Hai. Cuối cùng, Tiếu Ái Linh vô lực nhắm lại hai mắt, thở dài thật sâu cũng không có lên tiếng ngăn trở Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết, mà là mang theo đám người Tần Phong, Tần Yến đi theo sau Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết. 30 phút sau, Bùi Đông Lai nắm tay Tần Đông Tuyết đi ra thang máy, bước đi vào phía đại sảnh. Qua tử chưa tới. Hắn muốn một mình hắn đối mặt với hai đại gia tộc Tần Diệp. Két. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa đại sảnh đã bị Bùi Đông Lai đẩy ra. Bùi Đông Lai nắm lấy tay của Tần Đông Tuyết, thẳng lưng bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, không ít người của hai nhà Tần Diệp đang nói chuyện với nhau. Một bên nhìn về cửa đại sảnh để chờ nhân vật cao tầng của hai nhà Tần Diệp đến. Bá. Lúc này, mắt thấy cửa đại sảnh mở ra thì bọn hắn đều nhìn sang. Ách! Bọn hắn thấy được Bùi Đông Lai đang nắm tay Tần Đông Tuyết. Thấy được chuyện này thì bọn hắn chỉ thấy đây là một chuyện không thể nào tin tưởng được. Bọn hắn trừng to mắt, há to mồm, hoàn toàn bị sợ ngây người. Phải biết rằng, hôm nay Diệp Tranh Vanh sẽ đính hôn với Tần Đông Tuyết mà lúc này đây Bùi Đông Lai lại nắm cánh tay của Tần Đông Tuyết bước vào. Điều này làm cho bọn hắn cảm giác rằng tất cả mọi chuyện trước mắt đều là ảo giác. Ảo giác sao? Không ít người dùng sức lắc lắc đầu, sau đó lại thử đem ánh mắt trừng lớn, cố gắng làm cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Thấy rõ. Bọn hắn lại thấy rõ. Bọn hắn chẳng những thấy được Bùi Đông Lai đang nắm lấy cánh tay của Tần Đông Tuyết mà Tiểu Ái Linh cùng với đám người Tần Phong đều đi sau lưng hai người bọn họ. Bá! Phát hiện này khiến cho mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, ngây ra như phỏng. Trong giây lát, không khí đã trở nên vô cùng quỷ dị. Lúc này đây, Bùi Đông Lai nắm lấy tay Tần Đông Tuyết tiếp tục đi tới. Trong đó, trên mặt Tần Đông Tuyết không có lo lắng, không có khẩn trương dường như mà đang đi dạo với Bùi Đông Lai vậy, hoàn toàn không chú ý của đám người kia. Dưới ánh đèn, hai người bước đi. Sao, sao lại thế này? Một thanh âm phá tan sự im lặng trong đại sảnh, người mở miệng chính là Tôn Thụy Phương vợ của Tần Phong. Đảm nhân chức vụ cục trưởng của Bộ Vệ sinh Môi trường. Hỏi xong, Tôn Thụy Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nghe được Tôn Thụy Phương mở miệng, thành viên hai nhà Tàn Diệp đều đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Thụy Phương và Tiếu Ái Linh, cùng đợi lời giải thích từ miệng của hai người. Đối mặt với ánh mắt của mọi người thì sắc mặt Tiếu Ái Linh phức tạp mà sắc mặt của Tần Phong thì âm trầm. Hắn hân không thể đá một cước để đuổi Bùi Đông Lai đi ra khỏi đây nhưng mà hắn làm không được. Dì Tôn, dì không biết hỏi những câu khác sao? Mắt thấy Tiếu Ái Linh và Tần Phong không mở miệng thì Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn Tôn Thụy Phượng một cái. Mày gọi ai là gì? Tuy rằng Tôn Thụy Phương không biết vì sao Tiếu Ái Linh và trông mình không ngăn cản hành động của Bùi Đông Lai nhưng mà lúc này đây nghe Bùi Đông Lai gọi mình là gì thì Tôn Thụy Phương cho rằng đám người Diệp gia nghe được sẽ nghĩ rằng Bùi Đông Lai liên hợp với người Tần gia để đùa giỡn Diệp gia. Thật ngại qua Tôn Cục trưởng, là tôi muốn làm quen. Bùi Đông Lai dừng bước lại, coi thường ánh mắt phẫn nộ của mọi người, thản nhiên nói. Còn về phần bà, rất đơn giản, Tần Đông Tuyết là nữ nhân của tôi. Có người muốn ép nàng đính hôn với nam nhân khác cho nên tôi không chịu được nên tới đây. Lúc nãy Tần Bộ trưởng mang theo 12 đặc công tinh anh cố gắng muốn đem tôi đuổi ra khỏi đây nhưng mà đáng tiếc là hắn không làm được. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi mang theo nữ nhân của tôi đến đây gặp mặt các vị. T. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Phong chỉ cảm giác được mặt của mình bị ai tát vào. Hắn tức giận đến cả người run lên. Khuôn mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ nhưng mà hắn cũng không dám đứng ra phản bác lời nói của Bùi Đông Lai.
Mắt thấy Tần Phong trầm mặc thì tất cả thành viên của hai nhà Tần Diệp đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn vào Tần Phong, cảm giác kia giống như đang hỏi điều này làm sao có thể. Có thể sao? Mặc dù mọi người không muốn tiếp nhấn tất cả mọi chuyện nhưng mà nhìn vẻ mặt xanh như tàu là chuối của Tần Phong thì bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Đồ không có giáo dục, Tần Bộ trưởng không muốn đuổi mày ra khỏi nơi này là cảm thấy được trường hợp hôm nay quá mức đặc thù. Cho mày lưu lại vài phần mặt mũi mà thôi, mau đừng nên không biết xấu hổ mà giống to lên như vậy. Tôn Thụy Phương thấy chồng mình tức giận mà không dám nói gì thì liếc mở miệng. Lời nói của nàng rất thông minh, chẳng những có thể lấy lại mặt mũi cho Tần Phong mà còn nói Bùi Đông Lai không biết điều. Đúng vậy, tiểu tử, mau cút khỏi nơi này. Tiểu tử, ta nhắc nhở cậu một cậu, hiện tại cậu không đi thì lát nữa muốn chạy cũng không kịp. Tôn Thụy Phương vừa nói xong thì Tam Thúc và Tiểu Thúc của Tần Đông Tuyết liền mở miệng nói. Bọn hắn hiểu rằng nếu Bùi Đông Lai không chủ động cút khỏi đây thì thể diện của Tần gia đã mất hết rồi. Theo tình hình thực tế mà tôi biết được thì địa vị của Tần Bộ trưởng trong Tần gia cao hơn các vị. Nếu hắn đã chấp nhận cách làm của tôi thì các vị còn nhảy nhót ra làm gì? Chẳng lẽ các vị không cảm thấy rằng, các vị làm như thế sẽ khiến cho Tần Bộ trưởng của chúng ta càng mất mặt thêm sao? Ánh mắt của Bùi Đông Lai lần lượt đảo qua ba người, rồi mở miệng. Không lưu chút mặt mũi nào cho ba người cùng với Tần Phong. Đám người Tần gia đã xem hắn là chó thì hắn cần gì phải tôn trọng bọn họ. Tần Bộ trưởng, 12 đặc công tinh anh không đủ thì điều đến 120 người. Nếu không thì có thể điều bộ đội đặc chủng, nếu bộ đội đặc chủng không được thì trực tiếp điều Long Nha đến. Tôi không tin tên tiểu tạp chủng đó có thể làm gì. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì đột nhiên một nữ nhân trung niên đứng lên, vẻ mặt đầy hận ý nhìn vào Bùi Đông Lai. Hận không thể đem Bùi Đông Lai xé thành từng mảnh nhỏ. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị này là mẹ của Diệp Thiên, họ Tạ tên Linh đang ở thị ủy, cấp bậc phó phòng. Bùi Đông Lai cười híp mắt nhìn Tạ Linh, nói. Tạ thính trưởng, tôi rất hiểu kỳ, tôi phạm tội gì mà bà cần dùng đến đặc công, bộ đội đặc chủng. Thậm chí là xuất động cả Long Nha thần bị nhất cũng phải xuất động. Mày! Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Tạ Linh tức giận, kết quả nàng mở to miệng ra nhưng lại không biết nên phản kích như thế nào. Đồng thời, tôi rất tò mò, thân là phó trưởng phòng mà bà dựa vào cái gì để điều động đặc công, bộ đội đặc chủng cùng Long Nha. Thấy Tạ Linh á khẩu không trả lời được thì vẻ mặt Bùi Đông Lai châm chọc, nói. Tạ Linh nghe vậy thì liền tức giận. Giơ tay chỉ vào mặt Bùi Đông Lai. Loại người căn bã, bại hoại như mày thì không cần lưu lại trên thế giới này. Vâng a, trong mắt bà thì tôi là một người cặn bã. Hai, ai mượn tôi dẫn dắt đám chiến hữu đoạt đi ba chức quán quân, hai. Lại còn làm cho hắn trở thành người thực vật nữa. Bùi Đông Lai cười lạnh. Nghiệt chủng, mày. Bởi vì Diệp Thiên là con một của nàng. Bởi vì Diệp Thiên được các vị lão nhân Diệp gia coi trọng cho nên Diệp Thiên đã trở thành bảo bối của nàng. Lúc nghe tin Diệp Thiên bị Bùi Đông Lai đánh cho tàn phế thì nàng hận Bùi Đông Lai thấu xương. Lúc này nghe Bùi Đông Lai đứng trước mặt mọi người nói ra chuyện này thì nàng giống như một con gà mái bị cạo sạch lông, hét lên. Bởi vì mẹ của tôi tu mấy vạn năm mới có phúc được Diệp Thạch thu nhận làm con nuôi. Cho nên đối với Diệp gia các vị mà nói thì tôi đúng là một nghiệt chủng. Bùi Đông Lai cười châm chọc, nói. Nhưng mà, thật ngại quá, mặc dù tôi là nghiệt chủng nhưng mà so với thằng con của bà thì lại pro hơn một chút, đúng không nhỉ? Hạo Nhiên, lập tức gọi điện thoại, ta không tin trên thế giới này không có ai có thể trị được hắn. Mắt thấy Bùi Đông Lai không đem mọi người để vào mắt thì Tạ Linh cũng biết nếu còn tiếp tục cãi với Bùi Đông Lai thì chỉ là tự rước lấy nhục. Vì thế nàng quay đầu lại, quát vào Diệp Hạo Nhiên. Hô hô! Rốt cuộc là con dâu của nhà giàu có khẩu khí thật lớn nha. Nghe Tạ Linh muốn gọi điện thoại kêu người đến thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra sợ hãi. Tần Bộ trưởng, vì thể diện của hai nhà chúng ta nhất định phải khiến tên nghiệt chủng cút khỏi nơi này. Bên tai vang lên lời nói của Tần Linh, Diệp Hạo Nhiên liền đứng giận, sắc mặt nghiêm túc nhìn vào Tần Phong, trầm giọng nói. Nếu Tần Bộ trưởng cảm thấy không tiện thì tôi sẽ gọi cú điện thoại này. Đối với Tần Phong mà nói thì hắn sớm nghĩ kêu càng nhiều người đến đây để đối phó với Bùi Đông Lai khiến cho Bùi Đông Lai cút khỏi nơi này. Nhưng mà hắn lo lắng nếu làm như thế sẽ chọc giận Bùi Đông Lai, đến lúc đó lấy thực lực của Bùi Đông Lai, nếu hắn thật sự ra tay thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Bởi vì hiểu được điểm này nên lúc nãy Tần Phong đã bỏ qua cái suy nghĩ gọi điện thoại này. Lúc này, nghe được Diệp Hạo Nhiên đề nghị thì Tần Phong liền lắc đầu, ý bảo Diệp Hạo Nhiên không nên vọng động. Diệp Phó Tỉnh trưởng phải không, ông cảm thấy mình thông minh hơn Tần Bộ trưởng, thể diện lớn hơn Tần Bộ trưởng luôn à? Mắt thấy Tần Phong lắc lắc đầu, Bùi Đông Lai cười lạnh nhìn vào Diệp Hạo Nhiên. Nếu ông cảm thấy muốn làm như thế thì ông gọi tôi đi, bản thân tôi muốn nhìn xem hôm nay ai có thể khiến ta cút khỏi nơi này. Két. Lúc này, không đợi Diệp Hạo Nhiên trả lời, cửa đại sảnh lại bị đẩy ra. Ngay sau đó, đoàn người từ cửa bước vào. Dẫn đầu là Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch cùng vài lão nhân, phụ trách bảo vệ họ là một nam nhân trung niên mặt chữ quốc, có đầu tóc húi cua. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của nam nhân trung niên lạnh như băng. Hắn họ Diệp, tên cô Thành. Thấy đám người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn bước vào thì cả không khí của đại sảnh liền trở nên im lặng. Dưới ánh đèn, đám thành viên hai nhà thấy được sắc mặt của Tần Hồng Sơn khó coi, vẻ mặt của Diệp Thạch thì âm trầm còn các lão nhân thì lộ ra vẻ phức tạp. Hô! Thấy đám người Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch hơn nữa phía sau còn có Diệp Cô Thành và các vị đại lão bước vào thì Tần Phong thầm thở phào. Mà Tiếu Ái Linh bên cạnh Tần Phong thì lộ ra vẻ phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, khi biết được năng lực của Bùi Đông Lai thì nàng cũng hân thưởng dũng khí của Bùi Đông Lai. Nhiều khi, dũng khí có thể làm cho con người ta tự tin. Nhưng mà, khi tự tin biến thần tự phụ thì nó đã không còn là dũng khí nữa là mà đó chính là ngu đần. Ở Tiếu Ái Linh xem ra, Bùi Đông Lai không có sự bảo vệ của Bùi Vũ Phu mà một mình bước vào khách sạn Yên Kinh. Hơn nữa còn lựa chọn vạch mặt với hai nhà Tần Diệp thì đúng là ngu đần. Lúc này đây, ngoài Tần Phong và Tiếu Ái Linh ra thì toàn bộ những thành viên khác của hai nhà Tần Diệp thấy đoàn người Diệp Thạch bước vào đại sảnh thì giống như là thấy cứu tinh vậy. Trong lòng bọn hắn mừng như điên, trong đó không ít thành viên đời thứ tư bởi vì kích động mà cười lạnh nhìn vào Bùi Đông Lai, giống như đang nói tiểu tạp trùng, mày rất cuồng ư, mày rất nghiêu ư. CMN, tiếp tục cuồng nữa đi nào. Bùi Đông Lai cũng không có để ý đến ánh mắt của Tiếu Ái Linh và Tần Phong, cũng không để ý đến bộ dạng vui sướng khi gặp họa của các thành viên đời thứ tư, thậm chí hắn cũng không có nhìn vào mấy người dẫn đầu kia. Ánh mắt của hắn bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Đạo thân ảnh kia giống như là mang theo ma lực, khi bước vào đại sảnh thì làm cho hắn không kìm lòng được mà phải nhìn qua. Nhìn nam nhân trung niên này, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng trên người nam nhân này thì đồng tử Bùi Đông Lai thủ nhỏ lại thành một mũi nhọn. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Bùi Đông Lai nên Diệp Cô Thành liền nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Chỉ liếc mắt nhìn một cái. Rất bình thường. Nhưng mà, Bùi Đông Lai cảm thấy toàn thân mình bị buộc chặt, lông tơ cả người liền dựng lên, một hơi thở tử vong đang bao lấy thân thể của hắn làm cho hắn không động đậy được. Trong phút chốc, Bùi Đông Lai liền cảm thấy hoảng sợ. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, nếu nam nhân trung niên kia muốn giết hắn thì ngay cả năng lực phản kháng thì hắn cũng không có. Đột nhiên, một cỗ trí nhớ tuôn trào vào trong đầu của hắn làm cho hắn biết được thân phận của nam nhân này. Long Vương, Diệp Cô Thành. Hô! Trong lòng hiện ra năm chữ này, Bùi Đông Lai thầm hít vào một hơi. Sau đó cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo trở lại. Nhưng mà, người có tên, cây có bóng. Đối mặt với người đứng thứ hai trong Long Bảng, được xưng là Long Vương Diệp Cô Thành thì vô luận Bùi Đông Lai cố gắng như thế nào thì hắn cũng không thể ổn định tinh thần của mình. Phát hiện được bàn tay của Bùi Đông Lai trở nên lạnh hơn, vẻ mặt khó coi, trên trán chảy ra mồ hôi thì Tần Đông Tuyết biến sắc. Nàng liền nắm chặt tay của Bùi Đông Lai, muốn dùng phương thức này để nói cho Bùi Đông Lai biết. Vô luận chuyện gì phát sinh thì nàng sẽ không bao giờ rời khỏi Bùi Đông Lai, đều đứng bên cạnh để ủng hộ Bùi Đông Lai. Trời sập xuống, qua tử khiêng. Cảm nhận được hơi ấm bàn tay của Tần Đông Tuyết, bên tai nhớ lại lời nói của qua tử thì Bùi Đông Lai liền thả lòng mình, dần dần, cơn sợ hãi trong lòng hắn cũng đã biến mất. Xem ra, bản thân mình còn chưa cường đại a. Trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ, sau đó đó đứng thẳng lưng, không chút tránh né đón nhận ánh mắt của đám người Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, Diệp Cô Thành. Thấy một màn như vậy thì Tần Hồng Sơn hơi nhíu mày. Trong đôi mắt Diệp Thạch lóe ra vẻ lãnh mang, mà trong ánh mắt của mấy vị lão nhận thì hiện lên vẻ tán thưởng. Ở bọn hắn xem ra, Bùi Đông Lai có thể rất nhanh chấn định đối mặt với bọn hắn thì phần định lực này, ở những người cùng lứa với hắn thật là hiếm thấy. Nhưng mà,
Trong lòng bọn hắn âm thầm lắc đầu, bọn hắn cảm thấy được hành động của Bùi Đông Lai quả thật là quá ngu xuẩn. Không riêng gì mấy lão nhân mà ngay cả Diệp Cô Thành khi thấy được Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng thì trong mắt hắn cũng hiện lên một đạo quang mang kỳ dị. Tại sao Bùi Vũ Phu lại không tới? Cùng bất đồng so với mấy vị lão nhân, Tần Tranh, Diệp Cấm đi sau Diệp Cô Thành thấy một mình Bùi Đông Lai đến đây thì trong lòng thầm hỏi. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Bùi Vũ Phu năm đó một mình đi vào đại náo khách sạn Yên Kinh, đem Lâm Viễn của Lâm ra ném ra ngoài. Lý Chí nói cho bọn hắn biết, nếu Bùi Đông Lai đến đây thì Bùi Vũ Phu làm sao lại không đến được. Còn Diệp Tranh Vanh thì không có suy nghĩ vì sao Bùi Vũ Phu không tới. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như muốn nói, Bùi Đông Lai, không phải mày đã nói sẽ đem tao trở thành hài cốt dưới chân của mày sao? Tại sao khi nhìn thấy tao thì ngay cả một cái giám mày cũng không đánh được một cái? Thời gian chậm dần, hình ảnh chậm lại. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh to lớn như vậy thì nghe được những tiếng bước chân của đám người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn. Không khí có vẻ vô cùng áp lực giống như một tòa núi lửa bất kỳ lúc nào cũng có thể phun ra vậy. Đông Tuyết. Không biết qua bao lâu, đoàn người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn dừng lại. Tần Hồng Sơn cau mày, cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt khó coi nhìn vào Tần Đông Tuyết.